Trạng cổ đệ nhất tông chương 576, cùng Vũ Hoàng luận bàn một chút. Phù phù, ngất đi tôn trưởng lão bị ném xuống lôi đài, mới vừa rồi còn ngại tay bẩn, bây giờ chỉnh cái đầu dáng trên đất bùn cũng không ngại mặt bẩn, cho nên nói, tất cả mọi người đã là người trưởng thành, không cần thiết trang bức, tông chủ, ninh độc túy đứng trên lôi đài, hai tay dính đầy máu tươi, nhưng không có xuống tới ý tứ, nói, ta còn có thể chiến, quân thường tiếu sờ mũi một cái, cười nói, lăng công tử, tiếp tục phái người xuất chiến đi, đáng giận, Lăng Vũ phòng ánh mắt lấp lóe tức giận, phái ra Vũ Vương bị đánh bại, tại phạm vi chịu đựng, nhưng không thể thừa nhận sẽ bị dễ dàng như thế chà đạp, ta tới, Hành Vân tông hồ trưởng lão chủ động xin đi giết giặc, hắn thực lực muốn so Tôn trưởng lão cao hai tầng lần, đã đạt tới thất phẩm Vũ Vương, đi thôi. Lăng Vũ phòng nói, xoát, hồ trưởng lão bay lượng mà lên, phiêu nhiên rơi trên lôi đài, âm thanh lạnh lùng nói, Hành Vân tông trưởng lão, hồ kiêu, đừng nói nhảm, Ninh Độc Túy nói, bắt đầu đi, vù vù. Hồ Kiêu hai tay mở ra, bàn bạc linh năng trong nháy mắt giống như lưới lớn tràn ngập ra nhìn thấy tôn trưởng lão bị ngược không hề có lực hoàng thủ để hắn ý thức đến đối phương lực lượng mạnh phi thường cho nên phải ra tay trước một bước đến chiếm cứ chủ động linh bảo ấn hồ kêu hét lớn một tiếng lan tràn ra linh năng dăng khắp nơi phản phất hóa thành từng con đại thủ theo ninh độc túy đè tới linh năng bên trong hội tụ nổ tung lực lượng cùng không khí sinh ra mạt trà nhất thời truyền đến răng rắc răng rắc khiếp người thanh âm ninh độc túy cười lạnh một tiếng hướng lui về phía sau hai bước hai tay nhô ra vù vù che giấu ở trong thiên địa đỏ thẩm chi lực cấp tốc hội tụ tại sông trưởng bên trong, hình thành chướng mắt hào quang lóa mắt. Đây là thất huyền hà quang phá, ninh thị huynh đệ vạn cổ tông về sau, trừ dịch cân kinh loại này đặc thù tính vũ kỹ bên ngoài, có thể học vũ kỹ trên cơ bản đều học, thật mạnh, không hổ là trưởng lão chúng ta, vạn cổ tông đệ tử ánh mắt nhất thời nóng trực lên, loại này võ học cao thâm, bọn hắn cũng đều có tu luyện, nhưng ở uy lực phía trên căn bản là không có cách cùng ninh độc túy đánh đồng, từng cảm nhận được hai cổ xích hồng sắc lực lượng, hồ kiêu nhíu mày, hai tay lần nữa đánh ra kết ấn bổ nhào qua sức nổ bỗng nhiên tăng tốc ninh độc túy trên mặt không chút biểu tình mười ngón đột nhiên duỗi thẳng tắp hai cổ đỏ thẩm năng lượng nhất thời hóa thành chùm sáng bắn tới hưu hưu hai đạo đỏ thẩm chùm sáng kéo lấy lưu quang trong nháy mắt xông đến sức nổ bên trong lấy cực nhanh tốc độ xuyên thấu mà ra tinh chuẩn vô cùng đánh vào hồ kiêu hai bờ vai quá trình này quá nhanh nhanh đến hồ kiêu căn bản không kịp làm bất luận cái gì tránh né cho đến hai vai bị xuyên thấu ra lỗ thủng cho đến kịch liệt đau đớn lan tràn mà đến sắc mặt mới dần dần trở nên dữ tợn, phóng xuất ra vũ kỹ, cũng bởi vì tâm thần sụp đổ im bạc mà dừng, xoát, ninh độc túy đến từ hồ kiêu trước mặt, lạnh lẽo âm u nói, lăn xuống đi, bành. Một quyền oanh ở trên mặt, cả người như diều đứt dây hoa lệ bay ra, sau đó hung hăng rơi trên mặt đất, xem chiến vũ giả tất cả đều mắt trợn tròn, cái này cái thứ hai xuất chiến hành vân tông trưởng lão, lại là nhanh như vậy bị đánh xuống A, lăng công tử, quân thường tiếu lắc đầu nói, đã tới khiêu chiến ta vạn cổ tông, nên xuất ra thành ý đến, mà không phải khiến cái này binh tôn tướng cua lên sân khấu mất mặt xấu hổ mọi người khóe miệng kịch liệt run rẩy cao phẩm lần vũ vương bị hình dung là binh tôn tướng cua quân tông chủ ngươi là thật tao răng rắc lăng vũ phòng song quyền nắm chặt lên cơn giận dữ lần này phụng phụ thân chi mệnh trước đến dò xét cái này mới quật khởi vạn cổ tông vốn cho rằng hội rất nhẹ nhàng không nghĩ tới khó giải quyết như thế chư vị hắn đè ép lửa giận nói người nào lên sân khấu cùng cái này trộm cướp đánh một trận thiếu thành chủ hành vân tông phái tới tên kia vũ hoàng trầm giọng nói lão phu đi một chuyến đi, xoát, khi nói chuyện, người đã xuất hiện tại trên lôi đài, đương nhiên, hắn muốn chiến không phải ninh độc túy, mà là nhằm vào lấy quân thường tiếu chấp tay, nói, nghe nói quân tông chủ là không thể thấy nhiều kiếm vũ song vương, lão phu rất muốn lĩnh giáo lĩnh giáo, quân thường tiếu cười nói, khiêu chiến bổn tọa, không tệ. Vũ Hoàng nói, hắn lần này đến đây, nhưng là không phải một trận một trận đánh, sau đó lấy thắng tràng đến định thắng thua, chỉ cần đem tông chủ này giáo huấn một lần, chẳng khác nào hoàn thành sứ mệnh ghé vào dưới lôi đài tiểu long long lên tinh thần, bắt đầu chuẩn bị làm nóng người, được, quân thường tiếu nói, bổn tọa liền đến cùng vũ hoàng luận bàn một chút, ách, tiểu long long ngạc nhiên, chủ nhân muốn đích thân cùng vũ hoàng đánh một trận, vâng, đột phá đến tứ phẩm kiếm vũ song vương về sau, quân thường tiếu muốn thử một lần, chính mình cùng vũ hoàng tầng thứ cường giả đến cùng lớn bao nhiêu trên lệch, quân tông chủ, hồng liên quận chúa nhắc nhở, người này tên là các đồ hồng, hành vân tông sau khi trải qua sàng lọc hai tên thái trưởng lão một trong, thực lực không thể kinh thường, tốt nhất vẫn là phái quý tông vũ hoàng xuất chiến đi nữ nhân này cho là mình đánh không lại đâu chỉ một hồng liên làm quân thường tiếu muốn chủ động xuất chiến ở hiện trường võ tu đều không cho rằng có thế chiến thắng dù sao đây là vũ hoàng tầng thứ cường giả như thế mặt hàng không cần đến ta vạn cổ tông vũ hoàng xuất chiến quân tông chủ bay lượng mà lên phiêu nhiên rơi trên lôi đài tâm lý ngao gào to ngụy lão tuy là vũ hoàng nhưng căn bản không có chiến đấu lực a vạn cổ tông đệ tử tiềm lực vô hạn nhưng ở đỉnh phong trên lực lượng không tính kế ước thú sẽ phi thường cứng ngắc, chân núi, một mảnh đất trống, quân thường tiếu cùng các đồ hồng cách xa nhau mấy chục trượng, một cái là kiếm vũ song vương, một cái là vũ hoàng cường giả, cho nên không có trên lôi đài giao đấu, mà chính là lựa chọn tương đối rộng mở khu vực, dạng này có thể tốt hơn buông tay ra đánh, vạn cổ tông tông chủ nên chiến vũ hoàng, không thể nghi ngờ vô cùng có sức hấp dẫn, rất nhiều võ giả đứng ở đằng xa nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, chớp mắt số lần tùy theo giảm xuống, sợ không để ý liền sẽ bỏ lỡ, quân tông chủ, các đồ hồng gác tay nói, chúng ta lấy loại phương thức nào đến giao đấu, trước hết dùng nắm đấm đi. Quân thường tiếu nói, cũng tốt, các đồ hồng song quyền nắm chặt, vi nghiêm linh năng hội tụ mà thành, cũng dần dần thực chất hóa, phản phất mang lên một đôi nắm đấm sắc bộ, hệ thống nói, đạt tới vũ hoàng tầng thứ cường giả, lực lượng đều tại ngàn vạn cân trở lên, ký chủ vẫn nên cẩn thận mới là tốt, từng, quân thường tiếu không dám kinh thường, linh khải phóng thích trong nháy mắt tại quanh thân ngưng tụ ra thực chất hóa màu trắng bạc chiến giáp ánh mặt trời chiếu xuống có thể nói sáng chói rực rỡ con hàng này cũng không phải vì hù người, mà chính là hy vọng có thể dựa vào khải giáp cùng Thái Dương sinh ra tia sáng chói mắt, đem đối phương hợp kim ti tan mắt chó vọt đến, có trợ giúp chiến đấu, có thể bắt đầu sao, tới đi, quân thường tiếu nói, ông, vừa dứt lời hạ, phía trước không gian chấn động, chỉ thấy cự quả đấm to trống rỗng xuất hiện, mang theo vạn quân lực quanh đến, ầm ầm. Mặt đất trung chuyển, bạo khí lãng gào thét mà ra, phản phất liên y trong nháy mắt tràn ngập mấy chục trượng phạm vi, đã cách đủ xa võ tu, cảm nhận được cổ khí thế kia, cả kinh đều nhao nhao rút lui trên mặt nổi lên hải nhiên vừa rồi phát sinh cái gì đợi đến dư uy chi lực tiêu tán mọi người nỗ lực nhìn lại chỉ thấy quân thường tiếu đã lui nhanh mấy chục bước hai chân hãm xuống dưới đất vài tấc hai tay hiện lên đón đỡ hình giao chiến khu vực không gian vẫn hiện ra vạn vẹo thời gian ngắn khó có thể khép lại quân thường tiếu ngẩng đầu nhếch miệng cười nói không hổ là vũ hoàng cường giả một quyền này hăng hái các đồ hồng ánh mắt nổi lên kinh ngạc chính mình cách không đấm ra một quyền hắn lại có thể chống được đến thật là ngoài ý muốn oanh oanh trống trải trên đồng cỏ bạo hưởng không ngừng linh năng gào thét mà ra xem chiến vũ giả đều trợn tròn con mắt ánh mắt chỉ có một loại tâm tình cái kia chính là sợ hãi trong tầm mắt các đồ hồng chắp tay sau lưng tựa như tại đi bộ nhàn nhã tại hắn hư không phía trước bên trong từng đạo từng đạo cự quyền không ngừng ngưng tụ không ngừng oanh kích lấy ta thiên còn có thể đánh như vậy một tên vũ vương cả kinh nói võ đạo hoàng giả đối linh năng trưởng thống thật là đáng sợ liền tay đều không động liền có thể hội tụ linh năng tại hư không bỗng dưng ngưng tụ quyền đầu, hướng vạn cổ tông tông chủ mở ra điên cùng công kích, cái này khiến rất nhiều người đối với chiến đấu có hoàn toàn mới nhận biết, sơ qua, đồ hồng dừng lại, khóe miệng dơ lên mỉm cười, chính mình như vậy công kích, tiểu tử kia coi như có thế đỡ được, thân thể cũng không chịu nổi, giờ phút này chắc đã trọng thương trên mặt đất, một giây sau, trên mặt ý cười đột nhiên ngưng kết, đầy trời khí chấn cùng bụi đất tiêu tán về sau, thân xuyên bạch ngân khải giáp quân thường tiếu vẫn đứng thẳng, nhếch miệng cười nói, nếu như đây chính là vũ hoàng, vậy liền để bổn tọa quá thất vọng, ta thiên, quân tông chủ thế mà là không có việc gì, cường lực như vậy lượng duy trì oanh kích, coi như mình đồng gia sắc cũng không chịu nổi a, à. nói đùa, có linh khải hộ thể quân tông chủ, há lại vũ hoàng chỉ dựa vào thuần túy nhất linh năng thì có thể thương tới, các đồ hồng nói, quân tông chủ, tiếp xuống lão phu phải nghiêm túc, vù vù. Hai tay mở ra, một cuồng cuộn hùng hậu có thế tại trong lòng bàn tay hội tụ, tuy nhiên lượng không nhiều, nhưng cực kỳ tinh khiết, làm thật, vừa rồi chính là lấy linh năng hội tụ lực lượng, lần này chắc phải vận dụng vũ kỹ vũ hoàng tầng thứ cường giả đối vũ kỹ lý giải viễn siêu người khác đề bạc uy lực không dám tưởng tượng mấy tên quan chiến vũ vương thấp giọng nghị luận đạp quân thường tiếu cất bước mà ra ánh mắt lấp lóe nóng rực trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn lấy vô địch chi tư đi đối mặt các loại đối thủ bây giờ đụng phải vũ hoàng rốt cục cảm nhận được người trẻ tuổi cần phải có nhiệt huyết dân trào người lão già chết tiệt này đến đánh đi khải giáp tại chủ nhân mãnh liệt chiến ý gia trì hạ lần nữa sặc sỡ lóa mắt lên các đồ hồng sông trưởng dơ lên hai cổ linh năng hội tụ, sau đó tay phải hai ngón vung lên, năng lượng giống như tinh linh quanh quẩn mà lên, nói, lông mi dài nhất chỉ, hưu. Dài nhỏ ánh sáng xuyên thấu không gian cực tốc mà đến, ngay tại các đồ hồng xuất chiêu lúc, quân thường tiếu quanh thân bộc phát ra nóng trực hỏa diễm, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, xích tiêu liệt diễm trảm, hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng, giữa không trung ngưng tụ hỏa diễm trảm ấn trực tiếp nghênh đón, nóng trực chi lực tê liệt không gian, truyền đến đùng đùng, không dứt, thanh âm, ầm ầm, sóng nhiệt chi trảm cùng nhỏ bé ánh sáng đụng vào trong khoảnh khắc mảnh đất trống này dâng lên đỏ thẫm cùng trắng sáng hai loại nhan sắc con mắt ta rất nhiều vỏ giả bị chuồng che hai mắt sau đó nhao nhao hướng về sau lui nhanh hốc mắt phụ cận truyền đến nóng bỏng cảm giác đau giống như bị hỏa diễm thiêu đốt một dạng loại thống khổ này cảm giác duy trì thời gian cũng không dài tất cả mọi người dần dần khôi phục về sau nỗ lực trừng tròng mắt nhìn lại chỉ thấy khu giao chiến không gian đã vặn vẹo đến cực hạn t mọi người cùng nhau hít một hơi lãnh khí chờ chút quân tông chủ đâu rất nhiều võ giả thấy rõ tại hiện trường tình huống, chỉ phát hiện ngạc nhiên các đồ hồng, không gặp quân thường tiếu, ở trên trời. Có người hoảng sợ nói, xoát, mọi người động tác đồng bộ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người khoác khải giáp quân thường tiếu lăng không mà lên, trong tay bỗng dưng thêm ra một thanh thanh sắc đại đao, quát, dìm nước thất quân, xoát. Xoát, thanh long yển nguyệt đao điên cùng huy động, mấy đạo nóng trực đao khí gào thét mà ra, mỗi một kích lực lượng đều tương đương nổ tung, hừ, các đồ hồng cười lạnh một tiếng, hư không bên trong quyền ấn lần nữa hội tụ, trực tiếp đem đánh tới hỏa diễm đao khí đều phá mất, đạp, quân thường tiếu rơi trên mặt đất, một tay cầm thanh long yển nguyệt đao, vù vù. Đao bên trong nhất thời hiện ra một cùng cuộn màu sắc sặc sỡ thuộc tính, khí thôn sơn hà vũ thánh xuất hiện, khí hồn, mọi người hoảng sợ nói, các đồ hồng ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng lên, nguyên lai truyền văn không giả, tên này quả nhiên có khí linh vũ khí, khó trách thánh tuyền tông tông chủ sẽ bị đánh bại, xoát, quân thường tiếu nhanh chóng hướng về tới, trong quá trình, thanh long yển nguyệt đao mặt đao theo màu xanh lá chuyển thành màu đỏ màu xanh lam màu đất kim sắc theo sắc phía sau vũ thánh chi hồn cũng tại đổi tới đổi lui cả hai có thể nói ngũ thải tân phân ừm các đồ hồng trao mày một khắc này hắn cảm giác trong thiên địa này tràn ngập năm loại thuộc tính sau đó hoảng sợ nói ngũ hành khí linh xoát quân thường tiếu lăng không mà lên hoành đao mà đứng quát cô đơn kiết lập cùng một ruột lẻ loi độc hành thể hồ quán đính xoát 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 đặt bút thành họa đao khí hung hăng chém xuống đến, tạch tạch tạch, không gian bị vô tình cắt đứt, kích phát vũ hồn, kích phát thuộc tính ngũ hành, cái này mấy cái đao tuyệt đối là quân thường tiếu cùng thanh long yển nguyệt đao phối hợp phía dưới mạnh nhất bạo phát, theo hắn giữ tận sắc mặt cũng có thể nhìn ra, nhưng là hiện thực rất tàn khốc, các đồ hồng trường bào không gió từ lên, dày đặc vô cùng linh năng trong nháy mắt khuếch tán ra đến, phản phất đem trọn cái không gian phong tỏa, hạ xuống đao khí không chỉ có bị cưỡng ép giảm tốc độ, uy lực cũng bị đại đại suy yếu, phá, bành, bành bành ẩn chứa ngũ hành chi lực đao khí tại không gian đè xuống trực tiếp băng liệt còn mai một đi quân thường tiếu nhất thời bị đánh bay ra ngoài sau đó lão đảo hướng về sau lui nhanh kép thanh long yển nguyệt đao cắm trên mặt đất ngăn cản lui lại chi thế không được vũ hoàng quá mạnh dù là thanh long yển nguyệt đao đã đánh lên thuộc tính ngũ hành dù là kích phát vũ thánh chi hồn cũng còn có khoảng cách a hệ thống nói vũ vương cùng vũ hoàng không kém không chỉ là lực lượng còn có đối với thiên địa lĩnh ngộ ký chủ lấy tứ phẩm tu vi liền nghĩ vượt cấp chiến thắng Thực đang nghĩ ngợi hảo huyền, ý nghĩ hảo huyền, Quân Thường Tiếu cười rộ lên, vù vù. Trong khoảnh khắc, một cuồng cuộn lạnh lùng vô cùng kiếm thế theo quanh thân tràn ngập mà đến, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, Các Đồ Hồng thản nhiên nói, phải vận dụng kiếm vương lực lượng sao? Lão đầu, đưa thân vào trong kiếm thế Quân Thường Tiếu, ngạo nghễ nói, bổn tọa có một kiếm chiêu, phía trên Trảm Tinh Hà, phía dưới Đoạn Sông Lớn, ngươi có dám tiếp, có gì không dám? Các Đồ Hồng cười lạnh nói, Quân Thường Tiếu cổng lên tay, quần áo tại lạnh lùng trong cuồng phong bay múa, tràn ngập ra đi kiếm thế càng thêm nồng nặc lên. Một khắc này, rất nhiều võ giả cảm giác được, tên này giống như trở nên càng ngày càng sắc bén, thật giống như biến thành một thanh tức đem ra khỏi võ lợi kiếm. Ông, 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 kiếm thế tràn ngập hạ, rất nhiều võ giả bội kiếm run rẩy, khi bọn hắn muốn lấy tay đi đè lại, kết quả là nghe ban một tiếng, kiếm khí bay thẳng ra ngoài, ken, ken, kiếm khí ra khỏi vỏ âm thanh liên tiếp vang lên. Ừm, các đồ hồng thần sắc khẽ giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền gặp lít nha lít nhíp lợi kiếm hình thành mưa kiếm chi thế từ trên đầu bay qua cái này hắn trừng to mắt ken ken vạn cổ tông đệ tử bội kiếm theo một phương hướng khác bay tới trong lúc nhất thời quân thường tiếu sau lưng trên không ngàn vạn chui lợi kiếm lơ lửng thấu phát vô cùng sắc bén chi thế ta kiếm làm sao bay ra ngoài căn bản khống chế không nổi kiếm này chiêu quân tông chủ từng tại vương thành thi triển qua đến từ thiên dụ vương thành cường giả nhớ tới quân thường tiếu cùng âu dương lạp giao thủ một màn nhìn lấy ngàn vạn lợi kiếm lơ lửng các đồ hồng ánh mắt xuất hiện ngưng trọng, trầm giọng nói, quân tông chủ, ngươi đây là cái gì kiếm chiêu, vạn kiếm quy nhất, xoát, 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 ngàn vạn lợi kiếm lấp lóe ánh sáng, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hình thành tựa như sơn phong cự kiếm theo các đồ hồng chém xuống đi, hưu, cự kiếm rơi xuống, kiếm thế bạo phát, các đồ hồng sắc mặt đại biến, bởi vì có một cổ tựa như vũ hoàng khí vực kiếm thế trong nháy mắt trói buộc chính mình, giờ phút này có thể làm liền là kiên trì tiếp chiêu, PS, khả năng cảm mạo còn chưa tốt lên duyên cớ, tại quân tông chủ trang bức tiết điểm, viết luôn cảm thấy không vào được trạng thái, ân, chúng ta vạn cổ đệ nhất tông cũng có minh chủ, ngàn vạn lợi kiếm hội tụ, tựa như thẳng vào mây trời cao thẳng vách núi, thấu phát vô thượng kiếm uy, ở hiện trường tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt nổi lên kinh hãi, một khắc này, một màn này, sẽ vĩnh viễn ấn ở trong lòng, để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được, vù vù. Cự kiếm chém xuống, kiếm uy bạo phát, vũ hoàng cấp các đồ hồng bị kiếm thế trói buộc, khó có thể làm ra né tránh, chỉ có thể đi đón đỡ. A à, hắn phẫn nộ hết lớn một tiếng đem tu vi toàn bộ kích phát ra đến trước người hư không trong nháy mắt dập dần liên y từng đạo từng đạo thực chất hóa kết giới ngưng tụ mà thành phòng ngự toàn bộ khai hỏa chỉ vì đi nên đón vạn kiếm quy nhất có thể đem vũ hoàng bức đến phân thượng này dù là quân thường tiếu một kiếm này không thể chiến thắng đối thủ cũng đủ để chứng minh chính mình hô kiếm thế dập dần thiên địa thất sắc ngay tại mọi người chấn kinh nhìn thấy cự kiếm ầm vang rơi xuống cùng các đồ hồng ngưng tụ đạo thứ nhất kết giới hung hăng đụng vào nhau bành, phá mất, bành, đạo thứ hai lại phá mất, bành, 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 trong khoảnh khắc, đến tiếp sau ba đạo phòng ngự kết giới cũng bị phá mất, cự kiếm chi uy, thế như trẻ tre, phốt, các đồ hồng phun máu ra, giờ phút này, gia trì tại trước người hắn kết giới, vẹn vẹn chỉ còn lại một đạo, nhưng ở kiếm thế phía dưới còn như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ có dập tắt khả năng, không cho phép, quyết không cho phép, các đồ hồng hai mắt mở to, song trưởng đột nhiên dơ lên, vù vù trong đan điền sau cùng linh năng toàn bộ bị kích phát ra đến gia cố kết giới cường độ chỉ vì bảo vệ một tên vũ hoàng tôn nghiêm oanh cự kiếm như núi đổ đánh xuống tới vù vù táo bảo kiếm ý điên cuồng lộng hành quấy rối bốn phía phản phất hóa thành vô hình lưỡi hái theo vắng vẽ bãi cỏ khẽ quét mà qua phương viên ngàn trượng cỏ dại dáng đất chống bị thu gạch thạch đầu bị sang bằng từng khỏa đại thụ hiện ra kiếm ngân sau đó tiếp theo hành eo cắt đứt xem chiến vũ giả khoảng cách đủ xa nếu không hạ tràng khẳng định sẽ bị kiếm ý trực tiếp giảo sát ta thiên, đây cũng quá đáng sợ, mọi người hoảng sợ không thôi, vô ý thức lại lùi về sau lui không ít, Tây Vận Châu một tên khác Vũ Hoàng sắc mặt nghiêm túc dị thường, hắn thật là không cách nào nghĩ đến, cái này vạn cổ tông tông chủ sẽ có cường hãn như thế kiếm chiêu, nếu như đổi chính mình đi ngạnh kháng, khẳng định một dạng vô cùng chật vật, trăng rắc. Vỡ nát chi âm thanh yên tĩnh trong hoàn cảnh đột ngột vang lên, mọi người tuy nhiên chưa nhìn được đến, nhưng mà có thể đoán được, các đồ hồng ngưng tụ sau cùng một đạo kết giới khẳng định bị phá rơi, hưu, hưu, hưu nhưng vào lúc này từng đạo từng đạo lợi kiếm lôi kéo lưu quang bay lượng mà lên lần nữa treo ở quân thường tiếu trên không lấp lóe tia sáng chói mắt đối diện các đồ hồng đứng tại nguyên chỗ hắn tuy nhiên còn đứng lấy nhưng hai tay đã rũ xuống sắc mặt dị thường tái nhật cả người liền tựa như hư thoát một dạng ngạnh kháng vạn kiếm quy nhất chính là bị thương nhẹ nhưng thể nội năng lượng nhưng cũng tiêu hao tám chín phần quân thường tiếu nhếch miệng lên cười nói ngươi thua hô các đồ hồng phun một ngụm khí gian nan chắp tay nói đa tạ quân tông chủ thủ hạ lưu tình hắn ngưng tụ sau cùng một đạo phòng ngự kết giới bị phá rơi về sau kiếm thế chi uy vẫn phi thường cường liệt vốn có thể thuận thế xuống nhưng là đang rơi xuống trong nháy mắt đột nhiên giải thể sau đó hóa thành lưu quang lại bay trở về các đồ hồng chưa từng không biết cái này là đối phương cố ý làm vậy nếu không tinh bị lực tẩn chính mình đón đỡ một kiếm kia hạ tràng khẳng định không chết cũng bị thương quân thường tiếu nói chính là luận bàn luận đạo lại không phải sinh tử chi chiến hệ thống con hàng này thi triển ra vạn kiếm quy nhất về sau, trong hai khỏa linh hạch linh năng hao phí không khác gì nhiều, không có sau cùng chém xuống đi, cũng là cố ý tạo nên một cái thu tay lại bộ dáng đến, không nghĩ tới, tên kia thật đúng là tin, lăng công tử, quân thường tiếu nói, có thể cho một tên khác vũ hoàng tiếp tục xuất chiến, bổn tọa phụng bồi tới cùng, còn muốn tái chiến vũ hoàng, ngư bức, tây nam dương châu võ giả nhao nhau quăng tới sùng bái cùng kính sợ ánh mắt tới, tại nhà mình khu vực, đem tây vận châu vũ hoàng đánh tâm phục khẩu phục, cái này là bực nào nhất mi thở dài. Lưu trưởng lão, Lăng Vũ Phòng nói, xuất chiến đi, gọi Lưu Thương Tình tên kia Vũ Hoàng khóe miệng hơi hơi run rẩy, vạn cổ tông tông chủ nhìn qua cùng người không việc gì giống như, cái kia ngàn vạn lợi kiếm còn treo ở trên không, cái này lại muốn đến một chiêu, chính mình khẳng định cũng không chịu nổi a, à, thiếu thành chủ, Lưu Thương Tình nói, quân tông chủ trung quy chỉ là vương cấp tầng thứ, lão phu nếu như lại cùng hắn nhất chiến, truyền đi sẽ để người trong giang hồ chế nhạo, vạn kiếm quy nhất cường hãn, trung động cái này Vũ Hoàng, để hắn không có dũng khí đi nên chiến, đương nhiên, Lưu Thương Tình nghĩ không phải là hai tên Vũ Hoàng chiến một tên vương cấp, truyền đi bị người khác chế nhạo, mà chính là hai tên Vũ Hoàng đánh không lại một cái vương cấp bị người khác chế dẻo, đạt tới nhất định cảnh giới, lại có nhất định độ tuổi người, khẳng định vô cùng để ý chính mình danh tiếng, mà cái này, hoàn toàn cũng cho quân thường tiếu một cái hạ bậc thang. Hắn nói, đã như vậy, cái kia liền tiếp tục khiêu chiến ta vạn cổ tông đệ tử đi, hưu, hưu, tràn ngập kiếm thế tiêu tán, treo giữa không trung ngàn vạn lợi kiếm, nhau nhau bay về phía mỗi người chủ nhân, đáng giận lăng vũ phòng trong lòng tức giận không thôi vốn cho rằng lần này phụng phụ thân chi mệnh đến tây nam dương châu sẽ là kiện rất đơn giản sự việc không nghĩ tới vạn cổ tông khó giải quyết như thế liền vũ hoàng đều không làm gì được tông chủ tô tiểu mạc xin đi dứt giặc nói đệ tử muốn cùng cái này vương thành lăng công tử nhất chiến hắn nhìn lăng vũ phòng đã sớm không vừa mắt quân thường tiếu nói cái này phải hỏi lăng công tử có hứng thú hay không lăng công tử tô tiểu mạc cười nói có thể lên sân khấu đánh với ta một trận lăng vũ phòng còn chưa lên tiếng hắn lại nói nếu như không nguyện ý, cũng không miễn cưỡng, dù sao phái tới người thua nhiều như vậy tràng, cũng không kém ngươi một cái, lời này có chút chọc ngứa, tâm cao khí ngạo lăng vũ phòng, ánh mắt nhất thời nổi lên tức giận, tô sư huynh, Lý Lý Vân Phi cười nói, ngươi nhưng là không thể xem thường lăng công tử, hắn nếu không có thực lực, làm sao lại trở thành vương thành thiếu thành chủ đây, cũng khó mà nói, tô tiểu mạc nói, có ít người đầu thai tốt một chút, có cái tốt cha, dù là không có bản sự cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, trăng rắc, lăng vũ phòng song quyền nắm thật chặt lửa giận phát ra hắn không thể chịu đựng được nhất cũng là bị người khác cho rằng chính mình dựa vào phụ thân sự thật thật đúng là như vậy quân thường tiếu chấp tay nói ta hai cái này đệ tử nói chuyện không đứng đắn lăng công tử đừng cùng bọn họ cãi vã lại nói dựa vào cha có cái gì không tốt người khác muốn dựa vào còn dựa vào không được đây mọi người khóe miệng co giật lên quân tông chủ người đây là tại cố ý kích thích lăng công tử đi còn không nhanh cho lăng công tử xin lỗi quân thường tiếu trầm giọng nói Tô Tiểu Mạc cùng Lý Phi chắp tay nói, Lăng công tử chúng ta sai, ngươi có cái tốt cha, ngươi trâu bò, hai người kẻ sướng người họa, đem Lăng Vũ phòng cái mũi đều sắp tức điên, sau cùng khống chế không nổi tâm tình mình, phẫn nộ quát, tốt, ta tới lĩnh hội một chút vạn cổ tông đệ tử, không chịu nổi, nhất định phải xuất chiến, phải để người khác biết, dựa vào là mình, dựa vào không phải phụ thân, thiếu thành chủ, lưu thương tình muốn khuyên can, Lăng Vũ phòng trầm giọng nói, ý ta đã quyết, ý ta đã quyết, bốn chữ nói vô cùng quả quyết, nói rõ lăng vũ phòng thật rất tức giận phải dùng thực lực chứng minh chính mình không phải dựa vào phụ thân lưu thương tình rất sụp đổ người ta rõ ràng lộ ra đang cố ý khiêu khích còn ngốc nghiêm mặt bên trên không phải tìm tai vạ sao thành chủ đại nhân như vậy anh minh thần võ làm sao lại sinh như thế một tên hỗn đảng đồ chơi đâu đương nhiên hắn chỉ dám ở trong lòng nghĩ không dám nói ra cũng tốt quân thường tiếu nói tiểu một liền bồi lăng công tử đánh một trận đi đúng tô tiểu mạc nhảy đến trên lôi đài còn chưa bắt đầu làm nóng người vạn cổ tông đệ tử nhau nhau truyền âm tới tô sư huynh nhất định muốn đem tên này hung ác ngược một hồi vừa rồi tên này vách lối cái mũi đưa lên trời khiến người ta nhìn vô cùng khó chịu phải ngược nửa chết nửa sống mới được tốt nhất đem cướp đái đều cho hắn ngược đi ra làm cho mọi người căm giận như vậy hết thảy bắt nguồn từ lăng vũ phòng đem vạn cổ tông cố ý hô thành qua đời tông không thể không nói tại kéo cừu hận bên trên tên này cùng quân thường tiếu có liều mạng soát lăng vũ phòng rơi trên lôi đài ánh mắt thủy chung lấp lóe tức giận nếu như hắn ánh mắt có thể giết người tin tưởng tô tiểu mạc sớm đã bị tháo thành tám khối lên sân khấu là vạn cổ tông nội môn đệ tử thực lực khẳng định không tầm thường lăng công tử có thế thắng sao ta nghe nói cái này lăng thiếu thành chủ tư chất không tính quá cao phụ thân hắn đã từng không ít dùng thiên tài địa bảo trợ hắn trùng tu kinh mạch ai đây là số mệnh tốt đây chính là đầu thai tốt một chút a à? tây nam dương châu võ giả thấp giọng nghị luận bị lăng vũ phòng nghe được thể nội lửa giận càng hơn vì cái gì bọn họ để ý đều là mình có cái phụ thân không ai đi để ý chính mình những năm nay nỗ lực, chẳng lẽ, cũng bởi vì xuất thân duyên cớ, hết thảy nỗ lực cùng nỗ lực liền muốn mặt sát, quy tội có cái tốt cha lên, cái này, đối với ta không công bằng, vù vù. Phẫn nộ thiêu đốt phía dưới, lăng vũ phòng đem võ tông tu vi phóng xuất ra, thanh âm trầm giọng nói, ta muốn để cho các ngươi biết, ta có thể trở thành thiếu thành chủ, có thế có được hôm nay tu vi, dựa vào là mình, làm sao so. Tô Tiểu Mạc cười nói, tu vi toàn bộ khai hỏa lăng vũ phòng, ngạo nghễ nói, sau binh khí, xoát, khi nói chuyện, tay phải nhẹ nhàng dơ lên một thanh khắc lấy rồng bảo kiếm vơi bày ra mặc dù còn không có ra khỏi vỏ lại thấu phát sắc bén chi thế tam xích du long kiếm ta thiên đây chính là lăng thành chủ thiếp thân bội kiếm một trong phẩm chất đã đạt tới cực phẩm cao giai không nghĩ tới sẽ cho nhi tử mọi người quan tới vẻ hâm mộ lưu thương tình cùng các đồ hồng ánh mắt nổi lên dị dạng thân là vũ hoàng bọn họ cũng không có loại này tiếp cận thánh phẩm vũ khí a quả nhiên có cái tốt cha cũng là trâu a muốn bức thiếp chứng minh chính mình lăng vũ phòng đem phụ thân tặng cho kiếm khí tế ra, cái này cũng thẳng châm chọc, tới đi, Tô Tiểu Mạc nói, chúng ta bắt đầu đi, ngươi binh khí đâu, đối phó ngươi dạng này gà mờ, tay không tất sắc thì đầy đủ, cùng vòng, Lăng Vũ vòng ánh mắt lạnh lẽo, chật chọc vào trên chui kiếm, nhưng nghe ban một tiếng, cái kia lóa sáng du long kiếm ra khỏi vỏ, kiếm này dài ba thước, thân kiếm sáng loáng, ra khỏi vỏ thời khắc, phản phất có tiếng long ngâm vang lên, quả nhiên là rất không tệ binh khí, dù là thực lực không tệ cường giả, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, xoát, Lăng Vũ phòng đem linh năng rót vào trong kiếm thể bên trong, đột nhiên tại hư không chém ra, nhất thời lôi kéo lạnh lùng vô song kiếm khí, Tô Tiểu Mạc mũi chân điểm một cái, dẫm lên huyền diệu tốc độ lách qua, sau đó ra hiện tại thân về sau, trực tiếp một chân đập tới, bành. Lăng Vũ phòng căn bản không thể có gấp tránh né, bị trực tiếp đạp trên vai, nắm lấy kiếm hướng về, sau lui nhanh, xoát, Tô Tiểu Mạc nhanh chân đuổi theo, linh năng quán chú bên phải chân bên trong, nhất thời mở ra hoa mắt quanh kích, bành, 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 trong khoảnh khắc Lăng Vũ Phòng ở ngực gặp trọng kích, lão đảo lui lại đến bên bờ lôi đài, thực lực chỉ có tứ phẩm võ tông hắn, cho dù có cao phẩm kiếm khí, tại đỉnh phong võ tông Tô Tiểu Mạc trước mặt cái kia cũng chỉ có bị bạo, đáng giận, Lăng Vũ Phòng chịu đựng đau đớn, phẫn nộ thi triển ra kiếm pháp, nhất thời trước người đang dệt ra lít nha lít nhíp kiếm ảnh đến, cái này đồng dạng là một loại cao thâm kiếm pháp, là Lăng Thành chủ vì nhi tử chuẩn bị, đáng tiếc, Lăng Vũ Phòng tư chất không tính rác tuyệt, dù là học được kiếm kỹ, dù là có cao phẩm kiếm khí gia trì, cũng khó có thể phát huy uy lực chân chính xoát xoát tô tiểu mạt tốc độ toàn bộ khai hỏa trên lôi đài trái chuồng phải tránh tránh đi từng đạo từng đạo lạnh lùng kiếm khí sau đó ngừng lại một chút lăng vũ phòng trước mặt một chân đá vào trên cổ tay hắn hư tam xích du long kiếm tuột tay mà bay xoay một vòng cắm trên mặt đất lưu thương tình lắc đầu kết quả này hắn tuyệt không ngoài ý muốn nói trắng ra lăng thiếu thành chủ cũng cũng bởi vì có cái ngưu bức phụ thân mọi người đối với hắn rất tôn trọng nếu như không có cái tầng quan hệ này ném trong đám người tuyệt đối không có chút nào tồn tại cảm giác, đáng giận, Lăng Vũ Phòng muốn rách cả mí mắt, chính mình có mạnh như vậy kiếm khí cùng kiếm kỹ, là sao vẫn là đánh không lại vạn cổ tông đệ tử, vấn đề này, rất đơn giản, hắn có một người cha tốt, tô tiểu mặt bọn họ có một cái, tốt tông chủ, người tư nguyên vô số, vũ kỹ phong phú. Thật có lỗi, những thứ này vạn cổ tông đệ tử đều có, nếu như cứng rắn tìm một chút ưu thế, Lăng Vũ Phòng cũng liền thiếu thành chủ thân phận, có thể xuất ra đi khoe khoang khoe khoang, đương nhiên nếu như theo thiếu thành chủ cùng vạn cổ tông đệ tử phía trên làm lựa chọn tôi tiểu mặt bọn họ khẳng định sẽ tuyển hậu người bởi vì trong lòng bọn họ vạn cổ tông đệ tử là bảo vật vô giá cái này kết thúc sao không có tô tiểu mặt tại đá rơi xuống lăng vũ phòng binh khí về sau hoàn toàn không cho hắn đầu hàng hoặc nhảy xuống lôi đài cơ hội một cái trọng quyền trực tiếp dẫn đầu tối tăm mắt trướng sau đó mở ra quét ngang tàn phá bành 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 xem chiến vũ giả nhìn khóe miệng co giật sau cùng không đành lòng nhìn thẳng nghiêng đầu đi quân tông chủ Hồng Liên quận chúa thấp giọng nói, dù sao cũng là lăng đằng vương thành thiếu thành chủ, giáo huấn một lần là được, không nên quá phận. Quân thường tiếu nói, cũng là bởi vì hắn là thiếu thành chủ mới phải hung ác ngược, như thế mới có thể để thế nhân biết được, ta vạn cổ tông không phải tùy tiện liền có thể trêu chọc. Hồng Liên quận chúa trầm mặt, oanh, lại là một cái trọng quyền đánh xuống đi, gặp bạo ngược lăng vũ phòng trực tiếp lệch ra cái đầu ngất đi, cả khuôn mặt sưng, liền cha hắn mẹ đều chưa hẳn có thể nhận ra. Ba, tô tiểu mạc vỗ vỗ tay, nói, đa tạ. Lưu Thương Tình cùng các đồ hồng sắc mặt khó coi, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, dù sao đây là lôi đài chi chiến, đã đi lên, bị ngược chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Hai vị, quân thường tiếu nói, còn muốn lĩnh giáo võ học lời nói, có thể tiếp tục lên sân khấu, ta vạn cổ tông ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngũ đại tứ lưu tông môn cao thủ từng cái trầm mặt, liền Vũ Hoàng đều bị đánh bại, cái này vạn cổ tông thực lực quá mạnh, tiếp tục lên sân khấu khiêu chiến, sẽ chỉ mất mặt xấu hổ. Quân tông chủ, Lưu Thương Tình chấp tay nói, không hổ là tam giáp tông môn. Hôm nay chúng ta tính toán lĩnh giáo, không nhiều quái rầy, thì xin cáo từ trước, thua nhiều như vậy tràn, Vũ Hoàng đều không thắng, còn mặt mũi nào đây, cho nên, chạy là thượng sách, thứ cho không tiễn xa được. Quân Thường Tiếu chấp tay nói, Lưu Thương Tình Mệnh đệ tử đem ngất đi Lăng Vũ phòng nâng lên, tại Tây Nam Dương Châu võ tu nhìn phía dưới mặt mày xám xịt đi, đến thời điểm rất phách lối, khi đi rất chật vật, hôm nay, Tây Vận Châu năm cái Tứ Lưu tông môn tại vạn cổ tông đức gãy mà về, hôm nay một tên tây nam dương châu võ giả phát ra từ tận trong lòng cao giọng la lên quân tông chủ uy vũ vạn cổ tông uy vũ quân tông chủ uy vũ vạn cổ tông uy vũ mọi người cùng kêu lên hô to thanh âm tại thương khung quanh quẩn trên đại điện treo bản hiệu viết xương cốt cứng rắn bốn chữ tại thái dương chiếu xuống lấp lóe chói lóa mắt ánh sáng quân tông chủ hồng liên quận chúa cười nói gia phụ nếu như biết việc này nhất định sẽ rất vui vẻ quân thường tiếu không nghe thấy nàng nói cũng không nghe thấy mọi người la lên bởi vì bên tai đã bị nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở bao trùm, đinh. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 5.000 điểm cống hiến trị, đinh. Điểm cống hiến, 15.000 20.000, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, phát động che giấu khen thưởng, lấy được kinh nghiệm chi phù 3, thu hoạch được thánh phẩm tư chất cải tạo dịch một quân thường tiếu đại hỷ không thôi. Cái này chi nhánh nhiệm vụ, thế mà là cho ba tấm kinh nghiệm chi phù, nhưng, nhưng vào lúc này, bên tai lần nữa truyền đến tiếng nhắc nhở, chúc mừng ký chủ phát động che giấu thương phẩm, thu hoạch được sơ phẩm kiếm đạo tư chất dịch, sơ phẩm trận pháp tư chất dịch mua, Vũ Vương đang cách điều chế quyền mua, đã tự động thêm vào trong hòm ai tắm, quân thường tiếu thần sắc ngốc trệ, một giây sau, kém chút kích động bay lên, kiếm đạo trận pháp tư chất dịch quyền mua, cái này tuyệt đối thoải mái lật trời, còn có, Vũ Vương đang cách điều chế, không được, quân tông chủ kích động trái tim nhỏ đều nhanh ngưng đập, xoát, hắn vội vàng kéo ra đã cột ai tắm mua. Quả nhiên liền thấy bỗng dưng thêm ra hai loại tư chất dịch cùng Vũ Vương đang cách điều chế. Ha ha, à ha ha ha. Quân Thường Tiếu ngồi chồm hổn trên mặt đất, bụng mặt làm càng cười ha hả, rất có đường bá hổ điểm thu hương bên trong tinh gia phong phạm. Hồng Liên quận chúa nói: "Quân tông chủ, ngươi làm sao?" Quận chúa Lý Thanh Dương chân thành nói: "Tông chủ có lúc sẽ kìm lòng không được cười rộ lên." Quân Thường Tiếu loại này chẳng lẽ đột nhiên cười to, thân là đệ tử hắn gặp nhiều, đã sớm tập mãi thành thói quen. "A." À, Hồng Liên quận chúa ứng một tiếng, thầm nghĩ: "Đây là bệnh sao? Nếu như là bệnh, Quân Thường Tiếu tình nguyện bệnh nguy kịch." Không có thuốc nào cứu được. 10 năm trước, một thành chủ mang cao thủ tiến về Tây Vận Châu, kết quả thua tan tác, khí tại chỗ thổ huyết, dưỡng thật lâu mới khôi phục, đó là sĩ nhục nhất chiến. Trong thời gian rất lâu, một thành chủ cùng Tây Nam Dương Châu võ tu đều không thể ngẩng đầu, mỗi lần nhớ tới liền đau lòng không thôi. Cho đến ngày nay, Thiết Cốt Sơn chân núi, quân thường tiếu cùng đệ tử đem Tây Vận Châu Ngũ Đại tông môn làm sạch, còn chiến thắng Vũ Hoàng, cùng loạn lăng Đằng Vương thành thiếu thành chủ, có thể nói nhếch mi thở dài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả chạy đôn chạy đáo bẩm báo giống như khắp chốn mừng vui. Tốt, Long Dương thành Long Gia, Long Phá Thiên biết được việc này về sau, vỗ bàn một cái đứng lên, cười to nói, quân tông chủ vì ta Tây Nam Dương Châu xuất ngụm ác khí, quân lão sư quá lợi hại, thật muốn tốt nghiệp thật nhanh, vạn cổ tông, thiên dụ học phủ học sinh cũng tại tranh nhau nghị luận, đối quân thường tiếu sùng bái càng thêm nồng đậm. Ha ha ha, dịch thiên hành cười to nói, thống khoái, thống khoái, tuy nhiên hắn là chứng nhận tổng quán quán chủ phải từ đầu tới cuối duy trì trung lập, nhưng dù sao một mực đang Tây Nam Dương Châu sinh hoạt, bây giờ, châu nội tông môn đem bên ngoài châu tông môn ngược một hồi khẳng định đắc ý huống chi dĩ vãng đều là mình châu tông môn ra ngoài bị người khác ngược lần này trái lại tại cửa nhà mình đem ngoại lai like cho ngược đây tuyệt đối sản khoái tinh thần a quyết định dịch thiên hành nói hạ giới long hổ tranh bá từ vạn cổ tông đại biểu tây nam dương châu xuất chiến cái này chu trưởng lão cùng chân trưởng lão bọn người ngạc nhiên bọn họ không nghĩ tới thủy chung đang do dự quán chủ lại đột nhiên hạ quyết định chu trưởng lão dịch thiên hành nói đi một chuyến vạn cổ tông đem việc này tự mình thông báo để quân tông chủ tại hai năm nay tích cực chuẩn bị đúng chu trưởng lão vội vàng khởi hành dịch thiên hành một cái tay đặt trên bàn nỉ non nói quân tông chủ lão phu hy vọng ngươi có thể đại biểu chứng nhận quán đại biểu tây nam dương châu tại hai năm sau long hổ tranh bá bên trong lấy được thành tích tốt ngoại giới đối vạn cổ tông nghị luận càng ngày càng mãnh liệt làm người trong cuộc quân thường tiếu đem chính mình nhốt ở trong phòng xuất ra ba tấm kinh nghiệm chi phù ba vù vù trong hai khỏa linh hạch linh năng trong nháy mắt trở nên sôi trào lên một lát quân thường tiếu quanh thân thấu phát khí thế mãnh liệt hơn cảnh giới cũng theo tứ phẩm bước vào ngũ phẩm đột phá tứ phẩm hao phí không ít thời gian cùng điểm cống hiến bây giờ dựa vào một chương kinh nghiệm chi phù liền tăng lên cái này thực sự không nên quá thoải mái ba ba quân thường tiếu lại lần lượt bóp nát mặt khác hai tấm kinh nghiệm chi phù cảnh giới theo ngũ phẩm đột phá đến thất phẩm ta quân thường tiếu theo gian phòng đi tới hắn phun một ngụm khí nói lại bật hắt hệ thống người thể diện, bành, đi vào huấn luyện phòng, quân thường tiếu một quyền đánh vào máy khảo nghiệm bên trên, hiện ra lực lượng vì 1.150 vạn cân, phá ngàn vạn, ba, quân thường tiếu đang nghe truyện trên kênh TV Audio CV một tay che mặt, lần nữa cười rộ lên, xuyên không mà tới chỉ có khai mạch nhị đoạn, bây giờ bước vào thất phẩm kiếm vũ song vương, nắm giữ 1.150 vạn cân bạo phát lực, đây chính là ta trưởng thành, đây chính là ta biến hóa, lớn tiếng hỏi một câu, còn có ai, quân tông chủ tung bay, tung bay hai chân đều cách mặt đất, tung bay đến như hồn suất thân thể, bất quá, một cái chi nhánh nhiệm vụ, trừ cho điểm cống hiến không coi là nhiều bên ngoài, khen thưởng cũng quá phong phú đi, hệ thống nói, đây là bởi vì hệ thống thăng cấp 2. Không bản duyên cớ, một chút tin anh chi nhánh nhiệm vụ, hoàn toàn không kém hơn đã từng sử thi nhiệm vụ, quân thường tiếu nói, như thế nói đến, bước vào đỉnh phong kiếm vũ song vương, phát động sử thi nhiệm vụ, sau khi hoàn thành khen thưởng sẽ phong phú hơn, không tệ, hệ thống nghỉ một lát, lại bổ sung, giống nhau, độ khó khăn cũng sẽ tùy theo đề bạc a à, quân thường tiếu ứng một tiếng kéo ra đã cột ai tắm mua điểm tại sơ phẩm kiếm đạo tư chất dịch bên trên tác dụng giới thiệu khẽ quét mà qua trực tiếp đặt ở giá cả năm nghìn điểm cống hiến trị bên trên ta sát một cái sơ phẩm đắt như vậy lại vội vàng điểm tại sơ phẩm trận pháp tư chất dịch bên trên kết quả mua sắm giá cả đồng dạng vì năm nghìn điểm cống hiến trị quân tông chủ im lặng hiện tại hắn có mười lăm điểm cống hiến trị bản thân cảm giác đã mập chảy mở nếu như đi mua loại tư chất dịch này nhiều nhất chỉ có thể mua ba bình quá hố Quân Thường Tiếu lại điểm tại Vũ Vương đang cách điều chế bên trên, giới thiệu nói viên thuốc này luyện chế mà thành sau khi phục dụng, võ giả có thể trực tiếp theo đỉnh phong võ tông đột phá Vũ Vương. Ngưu Bức A, có hay không tác dụng phụ? Có, khuyết điểm phía trên viết rất rõ, Vũ Vương tại Trần Thế Đại Lục đã là cấp độ cực cao, vì duy trì thiên địa bình hành, võ giả phục dụng sau sẽ tự hành giảm bớt trăm năm thọ nguyên. Quân Thường Tiếu nói, đây là cầm sinh mệnh đến đột phá A, Vũ Vương đang cách điều chế tại giá cả phía trên coi như hợp lý, chỉ cần 2000 điểm cống hiến giá trị, nhưng là Cân nhắc cần phải dùng trăm năm thọ nguyên đến đổi lấy, quân tông chủ trong lúc nhất thời không quyết định là mua hay không, mà chính là trước tính toán được mất. Thanh Dương, nếu như cho ngươi một cái đột phá vũ vương cơ hội, nhưng phải nỗ lực trăm năm thọ nguyên ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý, tội kỹ, ngươi thì sao? Bẩm tông chủ, ta đương nhiên cũng nguyện ý, vì cái gì đây? Sau khi đột phá đại cảnh giới, thọ nguyên cũng sẽ cùng theo đề bạc rất nhiều, tổn thất trăm năm thọ nguyên căn bản không tính là cái gì a? À? Đúng thế, quân thường tiếu vỗ óc một cái, tỉnh ngộ nói, đại cảnh giới đề bạc, võ giả thọ nguyên thì sẽ tăng lên, giảm bớt 100 năm thọ nguyên lại có cái gì tốt lo lắng, thân ở tinh vẫn đại lục sinh linh, thọ nguyên vốn là cao, lấy trăm năm đổi lấy thành tựu võ đạo vương giả, thật không quá phận, tiêu hao trăm năm, đột phá vũ vương, đại cảnh giới sau khi tăng lên, lại sẽ tăng lên thọ nguyên, cái này một giảm một tăng, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, mua, quân thường tiếu tốn hao 2.000 điểm cống hiến giá trị đem vũ vương đang cách điều chế mua lại, tự động phối đang dược các bên trong lúc hắn chuẩn bị xem xét cần dược tài gì tô tiểu mạc đến báo tông chủ chứng nhận tổng quán chu trưởng lão tới gặp quân thường tiếu nói cho mời chu trưởng lão tiến vào đại điện đầu tiên là nói phiên lời khách sáo sau đó tương lai ý báo cho lòng hổ tranh bá quân thường tiếu chưa nghe nói qua hệ thống nói đây là tin vẫn đại lục cao nhất quy cách môn phái thi đấu a à, quân thường tiếu lắc đầu nói chu trưởng lão bổn tọa chỉ muốn thanh thản ổn định phát triển tông môn đối loại sự việc này không có bất cứ hứng thú gì ân ừ, là không hứng thú nếu như có nhiệm vụ yêu cầu hắn sẽ so với ai khác đều tích cực quân tông chủ chu trưởng lão nói vạn cổ tông có thể đại biểu tây nam dương châu tham gia năm năm một giới long hổ tranh bá đây tuyệt đối là vô thượng vinh diệu a chu trưởng lão cho rằng ta tông môn hiện tại thiếu vinh diệu sao không thiếu rất đủ lúc này vạn cổ tông tại tây nam dương châu tuyệt đối là người nào mà không biết quân huống chi làm chiến thắng tây vận châu năm cái tông môn tin tức truyền đi khẳng định sẽ tại châu lớn khác gây nên nhiệt nghị ai chu trưởng lão thở dài một tiếng nói đã như vậy chu mỗ chỉ có thể mang theo 50.000 khỏa linh thạch hồi bẩm quán chủ chờ một chút quân thường tiếu ngồi thẳng hít mắt nói 50.000 khỏa linh thạch chu trưởng lão nói quán chủ tự móc tiền túi tặng vạn cổ tông 50.000 khỏa linh thạch dùng cho tông môn phát triển tốt ứng đối hai năm sau long hổ tranh bá quân tông chủ đã không tham gia chu mỗ chỉ có thể lại mang trở về ba quân thường tiếu vỗ bàn một cái nói ta vạn cổ tông có thể đại biểu tây nam dương châu quả thật vinh hạnh chu trưởng lão mời về nói cho quán chủ quân mổ nguyện ý chỉ huy đệ tử xuất chiến long hổ tranh bá chu trưởng lão ngạc nhiên một khắc này hắn cảm giác quân tông chủ đầu đằng sau có quan mang lấp lóe liền phản phất phổ độ chúng sinh thánh hiền phi đến từ hệ thống phỉ nhổ âm thanh ở bên tai vang vọng thật lâu chứng nhận quán đã như vậy coi trọng để vạn cổ tông tham gia long hổ tranh bá quân thường tiếu không có lý do cự tuyệt không quan hệ linh thạch về điểm này chính mình là tây nam dương châu người đưa đi chu trưởng lão về sau quân thường tiếu đem chứa vào linh thạch không gian giới chỉ dò xét một lần tâm lý đắc ý Tông chủ, Giang tà nói, thật muốn tham gia Long Hổ tranh bá." Từng Quân Thường Tiếu nói, Giang tà ngưng trọng nói, đây chính là tinh vẫn đại lục quy cách cao nhất tông môn thi đấu, đến lúc đó sẽ có vô số tông môn tham gia, nghe nói còn sẽ có nhất lưu tông môn phái đệ tử xuất chiến đây, thật sao?" Quân Thường Tiếu nhất thời có hứng thú, nếu như không phải xem ở linh thạch phân thượng, hắn thật không có tham gia tính toán, nhưng đã có nhất lưu tông môn tham chiến, vậy tuyệt đối vô cùng thịnh đại a, à? đã như vậy, ta vạn cổ tông có thể nào vắng mặt? Long hổ tranh bá là tinh vẫn đại lục quy cách cao nhất tông môn thi đấu, mỗi năm năm nâng làm một lần, khoảng cách hạ giới còn có thời gian 2 năm. Tây Nam Dương Châu mỗi giới đều sẽ phái tông môn tham gia, nhưng bởi vì thực lực cùng đều đại châu không so được, chỉ có một cái danh ngạch, đi cũng là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, kỳ trước đều là loại từ vòng ngoài cùng, trâu bò như vậy. Quân thường tiếu nói, Giang Tà nói, thực, chúng ta Tây Nam Dương Châu mỗi giới phái ra tông môn thế lực cũng không tệ, thì lần trước, còn phái một cái duy nhất tam lưu tông môn, kết quả tại vòng loại bị một cái tứ lưu tông môn cho đánh bại, không phải đâu, quân thường tiếu kinh ngạc nói, tam lưu tông môn đánh không lại tứ lưu tông môn, giang tà nói, theo trên lý luận tới nói, tam lưu mạnh hơn tứ lưu, nhưng thượng giới đại biểu Tây Nam Dương Châu xuất chiến tông môn quá xui, gặp được trung tôn châu tứ lưu tông môn, kết quả bị ngược vô cùng thê thảm, quân thường tiếu trầm mặt, thì ra là trung tôn châu tứ lưu tông môn, cái kia thì có thể hiểu được, tin vẫn đại lục thế lực, tuy có đẳng cấp phân chia, nhưng chân chính quyết định cường hãn, còn phải xem địa lý nhân tố thiên địa thuộc tính cực mạnh, lại địa linh nhân kiệt đại châu, sinh ra tông môn khẳng định phải tại trên thực lực so vùng vắng đất càng tông môn mạnh, làm trung tâm đại lục, trung tôn châu tuyệt đối cao thủ như mây, tư nguyên phong phú, đừng nói tứ lưu tông môn chiến thắng ngoại châu tam lưu, dù là một cái lục lưu môn phái, đều có thể đánh bại ngũ lưu tông môn, cho nên nói, tông môn đẳng cấp chính là một cái tiêu chuẩn, mạnh hay không mạnh còn phải xem đến từ địa phương nào, tỉ như tới khiêu chiến vạn cổ tông tây vận châu năm cái tứ lưu tông môn, chỉnh thể thực lực khẳng định cũng mạnh hơn so với tây nam dương châu tứ lưu tông môn đúng là như thế làm quân thường tiếu cùng đệ tử đánh cho tan tác nghiền ép sạch sẽ mới có thể để võ giả trong châu phấn khởi không thôi cái này hàm lượng rất cao nhìn tới quân thường tiếu sờ mũi một cái nói muốn đoạt đến long hổ tranh bá vô địch có chút độ khó khăn đâu chỉ khó khăn giang tà chân thành nói bằng vào ta vạn cổ tông thực lực bây giờ tuyệt đối khó như lên trời không có việc gì không có việc gì quân thường tiếu nói còn có hai năm thúc đẩy tông môn trở nên càng mạnh, đến lúc đó tham gia loại này thịnh đại tông môn thi đấu, phải đoạt được thứ nhất, gian tà ngây người, ninh thị huynh đệ cũng ngây người, đạt được long hổ tranh bá thứ nhất, mục tiêu này không phải bình thường lớn, trên diễn võ trường, vạn tên đệ tử chỉnh tề mà đứng, khí thế như hồng, quân thường tiếu đứng tại cửa đại điện, nói, hai năm sau, có lòng tin hay không tại long hổ tranh bá phía trên đoạt được vô địch, có, chúng đệ tử cùng kêu lên quát, ok, quân thường tiếu nói, giải tán, tu luyện, soát, ngồi trong thư phòng, đem đang dược các màn hình lôi ra đến, điểm tại Vũ Vương đang bên trên, dược liệu cần thiết nhất thời bày biện ra tới, khá lắm, trọn vẹn cần hơn 50 loại, mà lại theo dược tài tên đến xem, đều phi thường quý giá, quân thường tiếu nói, quả nhiên, muốn cho đệ tử đột phá Vũ Vương, nhưng là không phải một sự việc dễ dàng, hắn đem dược tài nhớ trên giấy, sau đó giao cho mua sắm đường đi mua sắm, tông chủ, tô tiểu mạc đi tới, ba, quân thường tiếu đem nhiệm vụ khen thưởng thánh phẩm tư chất cải tạo dịch để lên bàn, nói, cầm lấy đi đề bạc linh căng. Tô Tiểu Mạc vui vẻ, nói, đa tạ tông chủ, nói, mở ra tư chất dịch nuốt vào, Linh Căng theo cực phẩm bước vào thánh phẩm, nói như thế, vạn cổ tông đệ tử đã có bốn người dựa vào tư chất, đem Linh Căng tăng lên tới thánh phẩm tầng thứ, vài ngày sau, mua sắm đường người lần lượt trở về, nhưng luyện chế Vũ Vương đang dược tài một cái đều không mua được, có thể nói vô cùng hy hữu, bất quá, theo ngã gia mua một nhóm hạt giống, Ngụy Lão, quân thường tiếu nói, bao lâu có thể trồng rọt đi ra, Ngụy Lão hơi chút trầm ngâm, nói, Tông chủ cung cấp những thứ này hạt giống, đều vô cùng hy hữu, thành thục kỳ chắc chí ít tại chừng nửa năm, nửa năm, tuy nhiên hơi dài, nhưng quân thường tiếu nói, vậy liền để ngụy lão hao tổn nhiều tâm trí, tông chủ, nhưng vào lúc này, Lê Lạc Thu đến báo, nói, tai mắt đã lan tràn đến Đông Bắc Lô Châu, cũng truyền tới một tình báo không tốt, giảng. Quân thường tiếu nói, Lê Lạc Thu do dự sơ qua, nói, lục thiên thiên bị Đông Bắc Lô Châu cực hàng cung truy nã, còn từng cùng đối phương cường giả tại vô ngân băng hải giao thủ, bây giờ tung tích không rõ, hô bên trong đại điện hiện ra táo bạo kiếm võ chi thế, trong nháy mắt tràn ngập cả tông môn, rất nhiều đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, tô tiểu mặt bọn người một mặt mờ mịt, Lý Thanh Dương cao mày nói, tông chủ tức giận, tiếp nhân quý, quân thường tiếu vẫn nộ âm thanh tại tông môn vang lên, điểm binh ngàn tên, theo bổn tọa giết hướng đông bắc Lô Châu, đúng, xoát, 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 trong khoảnh khắc, trong tu luyện lan kỵ đường thành viên vũ trang đầy đủ lên vốn đang tại tu luyện lan kỵ đường thành viên trong nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu có lẽ là chịu tông chủ khí thế ảnh hưởng cưỡi tại cụ phong lan bên trên trên mặt hiện có mãnh liệt túc sát long tử dương dương ngọc hoa bọn người dẫm lên túng vân bộ bay nhanh đến chỉnh chỉnh tề tề rơi tại diễn võ trường bên trên bao quát dạ tinh thần ở bên trong vạn cổ tông 20 tên nội môn đệ tử toàn bộ vào chỗ sư huynh tô tiểu mạch thấp giọng nói chuyện gì xảy ra a à? lý thanh dương nói đại sư tỷ tại đông bắc lô châu bị người khi dễ tô tiểu mạch cùng lý phi đám người nhất thời phẫn nộ dám khi dễ chúng ta đại sư tỷ, đây là ăn tim gấu gan báo a, lệ. Thiết cốt sơn bên trong, truyền đến tiếng ưng khiếu âm thanh, chỉ thấy, cái kia thể lớn như núi ma lĩnh hắc ưng dương cánh mà lên, nó bị định nghĩa vì vạn cổ tông hộ phái linh thú, không phải tông môn nguy nan lúc là sẽ không dễ dàng xuất hiện, phốt, phốt, ma lĩnh hắc ưng treo tại diễn võ trường trên không, xoát, quân thường tiếu nổ khí ngang dọc theo trong đại điện đi ra, sau đó bay lượng mà lên, rơi vào khế ước thú trên đầu, trầm giọng nói, xuất phát, ngao ô, ngao ô chúng đệ tử cưỡi cụ phong lan hóa thành một hàng đạo lưu quang, xuôi theo đường núi phi nhanh mà đi. Ly, ma lĩnh hắc ưng bay về phía vô tận bầu trời, lần này tiến về đông bắc Lô Châu, quân tông chủ không chỉ có mang ngàn tên lang kỵ binh, còn mang lên ninh thị huynh đệ cùng tất cả nội môn đệ tử, trận thế có thể nói tương đối lớn, Giang tà không có đi, phụ trách quản lý tông môn, lê đường chủ cùng bộ phận tế vũ đường thành viên cũng đi cùng, mục đích là càng nhanh tìm kiếm tình báo, biết được lục thiên thiên vị trí, một ngày này, vạn cổ tông tinh nhuệ toàn ra trồng có vẻ ngược, chạm vào tức tử. Vạn cổ tông mỗi một tên đệ tử đều là quân thường tiếu nghịch lân, cho nên người nào như dám khi dễ, liền phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Huống chi, vẫn là lục thiên thiên cái này đại đệ tử, có thể tưởng tượng, làm quân thường tiếu mang đệ tử, trùng trùng điệp điệp giết tới đông bắc Lô Châu, chắc chắn nhất lên một trận gió tanh mưa máu. Viện trưởng, thiên dụ học phủ, phó viện trưởng vội vàng tới gặp nói, vừa mới nhận được tin tức. Quân thường tiếu tiểu tử kia mang theo số lớn đệ tử rời đi thanh dương quận. Ồ, tư đồ hạo vân nói, đi chỗ nào? Phó viện trưởng nói, theo lộ tuyến đến xem, giống như đi là Đông Bắc Lô Châu. Đông Bắc Lô Châu, tư đồ hạo vân cao mày nói, đến nơi đó làm cái gì? Viện trưởng, Hồng Liên quận chúa vội vã đi tới, cao mày nói, ta vừa nhận được tin tức, vạn cổ tông đại đệ tử lục thiên thiên, tại Đông Bắc Lô Châu bị cực hàng cung truy nã. Phó viện trưởng nói, chẳng lẽ, tiểu tử kia chính là bởi vì việc này, mới dẫn người đi Đông Bắc Lô Châu. Tư đồ hạo vân cao mày nói, cái này chắc có chút không ổn nha, chứng nhận tổng quán, nhận được tin tức dịch thiên hành đứng lên, cả kinh nói, quân tông chủ dẫn người sát khí đằng đằng tiến về Đông Bắc Lô Châu, đúng, chân trưởng lão nói, tựa như là tông môn đệ tử bị khi phụ, dịch thiên hành nhíu mày, hắn biết rõ quân thường tiếu vô cùng bao che cho con, năm đó hoa dương quận tà phái khi dễ đệ tử, liền trực tiếp giết vào bên trong diệt đi bốn cái, lần này có đệ tử tại Đông Bắc Lô Châu bị khi phụ, dẫn người giết đi qua cũng rất bình thường, đây chính là Đông Bắc Lô Châu, dịch thiên hành sụp đổ nói, tùy tiện mang đệ tử giết đi qua, làm không tốt sẽ dẫn đến đối mặt cả một châu thế lực không được không được hắn vội vàng hạ lệnh bốn người các ngươi nhanh chóng tiến đến không được để quân tông chủ có bất kỳ ngoài ý muốn đúng một ngày này thiên dụ học phủ chứng nhận tổng quán cường giả nhau nhau rời đi thiên dụ vương thành chỗ đi địa phương chính là đông bắc lô châu các ngươi nghe nói không hôm qua có người đi đường tận mắt thấy vạn cổ tông số lớn đệ tử cưỡi sói thú phi nhanh mà đi trận thế kia giống như muốn đi đánh trận tây nam dương châu võ giả tranh nhau nghị luận vạn cổ tông gần nhất danh tiếng nổi lên có quan hệ nó nhất cử nhất động đều sẽ bị vô hạn khuếch đại Ma sát tông cùng thí thần điện phân đà cũng nhận được tin tức, mà lại biết vạn cổ tông đi là đông bắc lô châu, cũng là đi vì đệ tử đòi công đạo. Hừ, đại đà chủ cười lạnh nói, tên kia cho là có hai tổ chức lớn bao bọc, có thể tại tinh vẫn đại lục hoành hành không sợ. Đông bắc lô châu tuy là băng tuyết ngập trời mảnh đất, nhưng băng hệ thuộc tính cực mạnh, cực hàng cung càng là toàn từ băng hệ võ tu tổ kiến, tuy chỉ là tứ lưu, nhưng chưa hẳn yếu tại tam lưu tông môn. Một tên thủ hạ nói, hắn vạn cổ tông không kiên nể gì cả giết đi qua, khẳng định sẽ bị ngược thương tích đầy mình cho nên nói, đại đà chủ cười nói, vẫn là tuổi còn rất trẻ, vừa gặp phải sự việc liền lên đầu, sau cùng thụ thương vẫn phải là mình, bất quá, bị ngoại châu tông môn sửa chữa một hồi, cũng là có thế diệt diệt tiểu tử kia phách lối khí diễm, để hắn hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vạn cổ tông cùng thiên dụ học phủ, chứng nhận tổng quán có quan hệ, hai cái tà phái phân đà không thể treo vào, thủy chung đem chính mình hóa thành thông minh, nhưng núp trong bóng tối khẳng định thích xem đối phương bị trò mèo, bọn họ khoái lạc thời gian cũng không nhiều quân tông chủ sách nhỏ bên trên còn nhớ hai cái tà tông thiếu sổ sách đâu chờ lúc nào bỏ ra chút thời gian khẳng định cả gốc lẫn lãi đi tính tiền vù vù gió bắt gào thét trời đông giá rét một mảnh băng nguyên bên trong phương viên trăm dặm chỉ có một cái khách sạn giờ phút này võ giả đang uống lấy rượu nóng thảo luận gần nhất chuyện phát sinh kép đại cửa bị đẩy ra một tên áo trắng nam tử tại tuyết lông ngỗng bay múa hạ đi tới sau đó ngồi ở vị trí sát cửa sổ vị công tử này nghỉ trọ vẫn là ở trọ nghỉ trọ ăn chút gì tùy tiện điếm tiểu nhị không hỏi thêm nữa rất nhanh bày đến mấy món ăn cùng một bầu rượu trong khách sạn võ giả chính là nhìn một chút liền tiếp theo đàm luận trong ngôn ngữ thủy chung không rời thần bí áo trắng nữ tử hạo ca có người khó hiểu nói gần nhất sự việc tại lô châu truyền bá rộng rãi đến cùng chuyện gì xảy ra a à? gọi hạo ca trung niên nhân nói việc này nếu như truy đến cùng xuống tới mâu thuẫn phát sinh phương ngay ở chỗ này nơi này rất nhiều võ giả mờ mịt hạo ca uống một hớp rượu nói áo trắng nữ tử xuất hiện trước nhất tại khách sạn sau đó ngồi tại đúng an vị tại vị tiểu hữu này ngồi chỗ nào chém rụng một tên võ tu bàn tay kết thù kết quán tuyết tung cốc sau đó bị đối phương truy sát cũng cuối cùng động tới cực hàng cung tuyết tung cốc ngồi cạnh cửa sổ áo trắng nam tử nói ở nơi nào hạo ca cười nói vị tiểu hữu này có chút lạ mắt a à, giống như không phải băng nguyên người a à. áo trắng nam tử quay đầu nói tuyết tung cốc ở nơi nào thanh âm cùng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo mọi người tới chạm vào nhất thời tê cả da đầu bàn chân bốc lên hơi lạnh Hạo ca trên mặt ý cười ngưng kết, âm thanh run rẩy nói, xuôi theo lấy băng nguyên một đường hướng đông đi, đại khái đi 500 dặm liền đến, áo trắng nam tử thu hồi lạnh lẽo ánh mắt, uống một ngụm rượu nóng, vứt xuống một lượng bạc vụn đứng dậy đi ra ngoài, Hạo ca, một tên võ giả thấp giọng nói, tên này có điểm lạ a, chỉ bằng vào ánh mắt liền có thể để cho ta tâm sinh sợ hãi, người này khẳng định là cao thủ. Hạo ca sắc mặt nghiêm túc nói, ngao ô, ngao ô, đột nhiên, bên ngoài truyền đến từng đợt sói tru âm thanh, Hạo ca bọn người vội vàng tiến đến cửa sổ, liền thấy một đám cưỡi sói thú võ tu nhắm hướng đông phương phi nhanh mà đi phía đông băng nguyên 500 dặm bên ngoài có một cái ba mặt vần quanh băng sơn sơn cốc bên trong tồn tại san sát nối tiếp nhau khu nhà tuyết tung cốc đông bắc lô châu thất lưu môn phái cái thế lực này đẳng cấp tuy nhiên không cao nhưng có một cái đặc sắc nhất đó chính là thuần hóa tuyết nguyên lang. trên đường thấy có người cưỡi trắng như tuyết sói thú đi nhanh hơn phân nửa cũng là tuyết tung cốc người giờ này khắc này tại này môn phái trên diễn võ trường tụ tập rất nhiều sói thú nhưng cũng không phải là tuyết nguyên lang mà chính là càng thêm hung tàn, càng cường đại hơn cụ phong lan. Chúng nó phun ra làn gió, khí diễm vô cùng phách lối. Những cái kia bị thần phục tuyết nguyên lan, giờ phút này tựa như con cừu nhỏ rung rẩy rút vào một chỗ, dọa đến rung lẫy bẫy, bành, viên đạn bay ra, đánh nát trên đại điện có khắc tuyết tung cốc bản hiệu. Quân thường tiếu ngồi trên ghế, ngón tay xoay xoay đe xuất y g, thẳng nhiên nói, từ ngày hôm nay, tuyết tung cốc theo giang hồ xóa tên. Câu nói này, có thể nói, bá khí chết để lọt, phù phù, tuyết tung cốc cốc chủ quỳ trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, đã triệt để mất đi sinh mệnh khí tức trước khi chết hắn biết đối phương là tây nam dương châu vạn của tông tông chủ cũng biết đến việc chính mình môn phái là bởi vì đắc tội tên kia áo trắng nữ tử phù phù tuyết tung cốc mấy cái tên trưởng lão thống nhất ngã vào trong vũng máu theo bọn họ tầm mắt có thể nhìn thấy tuyết cung cốc đệ tử không còn mảnh giáp ngã trên mặt đất lý thanh dương cùng tô tiểu mạt các đệ tử cầm trong tay hàng mang kiếm trên thân kiếm đã nhuộm đầy máu tươi trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì liền phản phất không có cảm tình sát thủ vù vù thao thiên hỏa diễm trong cốc thiêu đốt, để trắng như tuyết thế giới bằng thêm mấy phần yêu diễm, không ai sẽ nghĩ tới, và một ngày bình yên như vậy, thành lập gần trăm năm tuyết tung cốc sẽ bị thình lình diệt môn, tông chủ, Lê Lạc Thu bước nhanh đi tới nói, vừa mới nhận được tin tức, lục thiên thiên nàng. Vô ý thức thu nhỏ miệng lại, nàng biết, nếu như chính mình đem tình báo mới nhất nói ra, sẽ chỉ càng thêm làm tức giận nam nhân này, nói. Quân thường tiếu nói, Lê Lạc Thu trầm mặt sơ qua, nói, có khả năng đã bị cực hàng cung bắt lấy cực hàng cung vị trí xác định sao xác định đi soát soát lan kỵ đường thành viên cưỡi cụ phong lan vũ trang đầy đủ chỉ hướng cực hàng cung tiến lên tuyết cung cốc làm sao cháy làm quân thường tiếu mang đệ tử trời đi sau đó có gan đại võ giả lần lượt đi vào trong cốc nhìn thấy diễn võ trường bị đốt cháy thi thể đều trừng to mắt ta thiên tuyết cung cốc bị diệt trong lúc nhất thời tin tức tại đông bắc lô châu cấp tốc truyền ra gây nên oanh động to lớn cực hàng cung cung chủ nhận được tin tức cao mày nói tuyết cung cốc bị diệt ai làm Tứ trưởng lão nói, tạm thời không được biết, hừ, lục trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, tại Đông Bắc Lô Châu, ai không biết tuyết tung cốc bám vào ta cực hàng cung, dám đi diệt nó, cũng là cùng ta cực hàng cung là địch, phải đem hung thủ tìm tới cũng nghiêm trị, tất cả trưởng lão lòng đầy căm phẫn, ừm, nhưng vào lúc này, cực hàng cung cung chủ nhíu mày, bởi vì linh niệm phóng thích phía dưới, phát hiện nơi xa bầu trời có một cái hắc ảnh tại dần dần tới gần, đó là cái gì, đạt tới vũ vương tầng thứ trưởng lão cũng bắt được, ánh mắt đều nổi lên hoảng hốt, tiếp cận hắc ảnh càng ngày càng gần, bọn họ con mắt nhất thời trừng lớn, dần dần tới gần tông môn, là một đầu to lớn vô cùng ưng thú, phía trên đứng thẳng một tên áo trắng nam tử, hai đầu lông mày thấu phát vô tận sát ý, kẻ đến không thiện, cực hàng cung cung chủ quyết định thật nhanh nói, mở ra hộ tông đại trận, ông, trong khoảnh khắc, đặt mình vào tại băng trên núi cực hàng cung, có trùng thiên lưu quan dâng lên, hình thành kiên cố nhất phòng ngự kết giới. Phương viên mấy trăm dặm võ giả đều nhìn thấy trận pháp dâng lên, ánh mắt nổi lên kinh ngạc, là cực hàng cung hộ tông đại trận làm sao đột nhiên mở ra, chẳng lẽ, có cường địch xâm phạm sao, sinh hoạt tại Đông Bắc Lô Châu Võ Tu đều biết, cực hàng cung có hộ tông đại trận, nhưng ngày bình thường căn bản không có mở ra, bởi vì không có bất kỳ thế lực nào có thể cho cái này quái vật khổng lồ mang đến uy hiếp, hôm nay mở ra, đúng là hiếm thấy, trời làm sao tối xuống, ngay tại rất nhiều võ giả mờ mịt thời điểm, nguyên bản trắng lóa như tuyết thiên mà trở nên âm tối xuống, bọn họ nhao nhao bản năng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó đều ngây ra như phỏng đứng tại nguyên chỗ, trên không một đầu giống như đại sơn ưng thú, chậm rãi huy động cánh bay tới, sau đó đứng ở cực hàng cung hộ tông đại trận bên ngoài, tựa như vương giả hàng lâm, mẹ ta, tại sao có thể có lớn như vậy ưng, chẳng lẽ, đây chính là cực hàng cung mở ra hộ tông đại trận nguyên nhân, ngao ô, ngao ô, ngay lúc này, đằng sau thân thể từng đợt tiếng sói chu, xoát, xoát, mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy băng tuyết ngập trời bên trong, vô số đạo màu xanh lam lưu quan phi nhanh mà đi, sau đó mang theo kình phong cùng tầng tầng tuyết hoa theo bên người bay lượn mà qua, tu vi khá thấp võ tu, nhất thời bị mang theo cùng phong thổi ngã trái ngã phải, rất nhanh, liếp nha liếp nhíp màu xanh lam lưu quang đứng ở cực hàng cung chân núi, bày biện ra từng đầu thể trạng khôi ngô sói thú, cưỡi ở phía trên vỏ tu mặt lấy áo giáp màu đen, quả thực là uy vũ bất phàm, đông bắc lô châu võ giả mắt trợn tròn, bọn họ trong nháy mắt ý thức được, đám người này tuyệt không phải lương thiện, xoát, xoát, cực hàng cung cao tầng nhau nhau đi ra đại điện, nhìn lấy treo ở trận pháp bên ngoài to lớn ưng thú, đều nhíu chặt lông mày, trực giác nói cho bọn hắn, ưng thú khẳng định là linh thú tầng thứ vị bằng hữu này cực hàng cung cung chủ còn chắp tay nói đến ta cực hàng cung có chuyện gì quan trọng đập phá quán quân thường tiếu thanh âm lạnh lùng nói cực hàng cung cung chủ cùng tất cả trưởng lão trên mặt nhất thời nổi lên tức giận nhà mình tông môn tại đông bắc lô châu đặt chân ngàn năm còn là lần đầu tiên đụng phải có người dám trực tiếp như vậy đến đập phá quán bằng hữu cực hàng cung cung chủ âm thanh lạnh lùng nói người ta không cừu không oán vì sao muốn đến đập phá quán quân thường tiếu thản nhiên nói bổn tọa đệ tử đến đông bắc lô châu tu hành ngươi cực hàng cung toàn châu truy nã, cái này có gọi là có cừu oán hay không? Toàn châu truy nã, cực hàng cung cung chủ nhất thời nghĩ đến, gần nhất một mực đang tìm cái kia có băng hệ thể chất áo trắng nữ tử, sau đó tỉnh ngộ nói, nguyên lai nàng có tông môn, hừ, một tên trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái kia bé gái, giết tuyết tung cốc đệ tử, lại kích thương ta cực hàng cung đệ tử, bị truy nã cũng là chuyện đương nhiên, quân thường tiếu sờ mũi một cái, nói, cho nên, tuyết tung cốc khi dễ đệ tử ta, bị diệt môn cũng là chuyện đương nhiên, hôm nay tới chơi các ngươi cực hàng cung đồng dạng cũng là chuyện đương nhiên tuyết cung cốc là ngươi diệt cực hàng cung cung chủ cao mày nói quân thường tiếu nâng tay lên nói ta vạn cổ tông mới tới đông bắc lô châu cố ý chuẩn bị chút hậu lễ còn mời quý tông vui vẻ nhận Xoát, chân núi tiêu tội kỹ đạp vào một mảnh đất trống trải phía dưới chợt vung tay lên đem giả chiến pháo lấy ra sau đó bắt đầu đo đạc đem hỏng pháo nhắm ngay cực hàng cung cửa sơn môn lễ này rất lớn tô tiểu mạc cùng lý phi bọn người vội vàng lách qua sớm che lên lỗ tai đó là cái gì, có điểm giống khí giới công thành, chẳng lẽ, muốn đi oanh cực hàng cung hộ tông đại trận sao, oanh. Một tiếng biết tai nhức ốc nổ vang truyền đến, rất nhiều võ giả khí huyết quay cuồng, nhịn không được qua phun máu ra, ánh mắt nổi lên hải nhiên, đã pháo sinh ra thanh âm, hoàn toàn như trước đây kình bạo, võ gia tu vi thấp lại khoảng cách hơi gần một chút, trực tiếp chấn động thổ huyết, những cái kia tu vi mạnh, tuy nhiên có thể áp chế lăn lộn khí huyết, nhưng bên tai truyền đến ong ong âm thanh, Italy pháo, khủng bố như vậy, nếu như Lý Thanh Dương đến bắn pháo, tất nhiên càng hợp với tình hình, bởi vì hắn mặc dù không phải ở thế chiến lớn lên, nhưng là vạn cổ tông nhị đệ tử, âm thanh còn lại của tiếng pháo ở trong thiên địa dập dờn, thật lâu không có tiêu tán, bị tác động đến đông bắc lô châu võ tu, ánh mắt đều nổi lên hoảng sợ cùng hải nhiên, trong tầm mắt, giống như một khí giới công thành ngay ở miệng khói xanh dâng lên, mặt đất bị chấn ra lít nha lít nhít giống như mạng nhện vết rách, sung làm nhị doanh trưởng tiêu tội kỹ, hai tay đã che lỗ tai, người lại đang lão đảo qua trái qua phải, có thể thấy được khoảng cách gần nhất, vẫn không thể tránh né bị chấn động có chút hoa mắt, đạt tới đỉnh phong vũ tông hắn, thân thể lại mạnh như vậy, làm sao còn chịu không nổi giả chiến pháo sinh ra nổ vang âm thanh, bởi vì đến cực hàng cung thời điểm, tông chủ kính đáo đưa cho mấy khỏa ẩn chứa màu đen linh năng tinh hạch, đó là tại ma lĩnh cốc thu hoạch được ma hóa tinh hạch, phẩm chất không chỉ có cao, còn mang theo khủng bố ma lực, một khi hội tụ đạn pháo, lại từ ma đổi giả chiến pháo oanh ra ngoài, uy lực nổ tung đến không dám tưởng tượng, cái này không, oanh kích qua đi, cực hàng cung khu vực tràn ngập không rét mà rung âm u chi khí, rất dễ khiến người khác hiểu lầm, có một vị cảnh giới cao thâm tà tu thi triển cường đại tà kỹ, chỉ là tồn tại cực hàng cung hộ tông đại trận, tại tiếp nhận ma đổi thêm ma lực đạn pháo anh kích, tuy nhiên hiện ra vạn vẹo hình dạng, nhưng rất nhanh khôi phục lại, cũng không có trực tiếp phá mất, tông chủ, đi theo chân đức tuấn truyền âm nói, cực hàng cung hộ tông đại trận đã đạt tới cực phẩm tầng thứ, cấp bậc này rất cao, nghiêm chỉnh có thể so với vũ hoàng tầng thứ cường độ, thật sao, quân thường tiếu nâng tay lên dần dần thích ứng tới tiêu tội kỹ một chân đá bay ra ngoài thêm một khẩu bổ sung pháo lấy ra hai khỏa ma hóa tinh hạch lấy tốc độ nhanh nhất bổ sung năng lượng cực hàng cung cao tầng khóe miệng co giật bị tác động đến những đông bắc đó lô châu võ tu dọa đến vội vàng hướng về sau lui nhanh cũng vô ý thức che lên lỗ tai phong bế thính giác cảm giác vị tiểu hữu này cực hàng cung cung chủ vội vàng nói có chuyện thật tốt nã pháo nã pháo nã pháo nã pháo quân thường tiếu phẫn nộ dư âm tại bầu trời ở giữa quanh quẩn bành giả chiến pháo hỏng pháo nhất thời phun ra hỏa quang một cái màu đen đạn pháo phản phất xuyên thấu hư không vô tận trực tiếp đánh vào cực hàng cung sơn môn chỗ ầm ầm cực phẩm tầng thứ hộ tông đại trận tiếp nhận lần thứ hai cường thế banh kích trong nháy mắt phân mảnh đạn pháo chi uy không có bị toàn bộ triệt tiêu thành lập mấy ngàn năm sơn môn cũng tại đạn pháo banh tạc trong nháy mắt hóa thành hư vô t tại chỗ rất xa võ tu nhau nhau hít một hơi lãnh khí bởi vì cực hàng cung sơn môn chỗ bị trực tiếp nổ nát hơn phân nữa ta thiên cái này khí giới công thành cũng quá khủng bố trận pháp đại sư chân đức tú thấy cũng là trận mắt hốc mồm cực phẩm phòng ngự trận pháp lại hai lần oanh kích sau bị trực tiếp nổ nát vụn coi như đổi lại vũ hoàng cường giả cũng không thể nào làm được a à, khu mua sắm mua giả chiến pháo uy lực không thể khinh thường càng đang oanh kích cố định mục tiêu bên trên linh hạch làm khu động chỗ bạo phát uy lực tuyệt không phải vũ hoàng cấp tầng thứ có thể so sánh nếu như một pháo không giải quyết được vậy liền hai pháo ba pháo vô số pháo quân tông chủ lần này mang theo vô tận phẫn nộ mà đến cực hàng cung sơn môn nhất định phải tại đạn pháo phía dưới hóa thành tro tàn, trồng có vẫy ngược, chạm vào tức tử, cho dù ngươi là tứ lưu tông môn, mặc cho ngươi tại Đông Bắc Lô Châu có năng lượng, dám đụng đến ta đệ tử, mặc kệ nguyên nhân, mặc kệ đúng sai, lão tử nhất định khiến ngươi trực tiếp tại chỗ nở hoa, phốt, cực hàng cung cung chủ một nguồn máu phun tung tóe mà ra, hộ tông đại trận tồn tại cực hàng cung ngàn năm, chính là vô số tiền bối hao phí đại lượng thời gian cùng tư nguyên chú tạo mà thành, bây giờ bị oanh nát, tuyệt đối lòng đang nhỏ máu, càng, đại biểu tôn nghiêm sơn môn cũng bị đánh nát, càng vô pháp tiếp nhận cực hàng cung cao tầng đều phẫn nộ tới cực điểm phốc ma lĩnh hắc ưng huy động cánh bay tới treo tại diễn võ trường trên không quân thường tiếu như cao cao tại thượng vương giả bao quát chúng sinh nói đem bổn tọa đệ tử giao ra nếu không ngày hôm nay cực hàng cung không có tồn tại giá trị tiểu tử này thật phách lối a à. đúc trong bóng tối phụ trách trong bóng tối bảo hộ hắn chứng nhận tổng quán cùng thiên dụ học phủ cao thủ từng cái khóe miệng co giật lên vạn lý đánh tới chớp nhoáng trước diệt đi một cái thất lương môn phái bây giờ lại đem tứ lưu tông môn sơn môn nổ, còn tuyên bố muốn tiêu diệt, đây cũng không phải là bình thường phách lối, cực hàng cung cung chủ muốn rách cả mí mắt nói, tiểu tử, phá ta đại trận, nổ ta sơn môn, hôm nay liền giữ mệnh lại đi, hô. Khi nói chuyện, vũ phẩm vũ hoàng tu vi toàn bộ khai hỏa, tiếp theo bay lượng mà lên, hùng hậu linh năng núi kêu biển gầm bạo phát đi ra, thân là nhất tông chi chủ, lúc này còn có thể nhịn được, khẳng định không có khả năng, chiến, phải chiến, oanh. Cực hàng cung cung chủ nhất trưởng oanh ở trong hư không, chỉ nhìn bầu trời ở giữa linh năng hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ ra tứ phía trưởng ấn, theo phương vị khác nhau, lấy giống nhau tốc độ ầm vang áp xuống tới, tứ linh tuyệt tượng trưởng, đây chính là cực hàng cung cung chủ đòn sát thủ A, Đông Bắc Lô Châu võ giả kinh hô không thôi, đồng thời cũng minh bạch, cực hàng cung cung chủ vừa ra tay thì ác chủ bài, giờ phút này triệt để nổi giận, lệ. Ma lĩnh hắc ưng ngửa đầu huyết dài, hai cánh đột nhiên huy động, không gian nhất thời bị cuốn động, chợt liền thấy từng đạo từng đạo màu đen vũ mau, phản phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn tới. Quanh, 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 Trong khoảnh khắc, sắc bén vũ mau ánh sáng, cùng tứ phía trưởng ấn tiếp xúc, bầu trời ở giữa bạo hưởng không ngừng, tia sáng chói mắt lấp lóe, quấy cuồng phong, vô tình lộng hành quấy rối lấy khắp nơi, chấn nhiếp rất nhiều võ tu, xoát, 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 đúng lúc này, dạ tinh thần nhanh chân bay tới, rơi vào cực hàng cung diễn võ trường phía trên, trong tay hàng mang kiếm đã tế ra, ánh mắt lạnh lẽo âm u nói, một đám rác rưỡi, vù vù. Một tên cực hàng cung trưởng lão bay lượng mà đến, không nói hai lời ngưng tụ cùng cuộn linh năng cùng song quyền bên trong, đột nhiên đánh ra một cái táo bạo quyền ấn tới, dạ tinh thần khóe miệng dơ lên kinh thường, trong tay hàng mang kiếm xẹt qua hư không, đầu tiên là phá mất đối phương quyền ấn, sau đó cấp tốc tới gần, một chữ nhanh quyết trong nháy mắt tung ra, xoát, 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 kiếm khí giao thoa, như ảnh như quan, đạp, dạ tinh thần lập thân, hàng mang kiếm nhẹ nhàng phất nghiêng, mũi kiếm hội tụ máu tươi, đứng ở phía sau tên kia cực hàng cung trưởng lão, nghiêng đầu một cái, ở ngực phun tung tóe huyết hoa, cả người ầm vang ngã xuống đất, chết, xoát. Xoát, hai tên cực hàng cung trưởng lão theo hai bên vọt tới, hình thành nổ tung năng lượng oanh đến, nhưng còn không có công tới, sắc mặt đột nhiên đại biến, trước người cấp tốc ngưng tụ phòng ngự khí tường, bành, 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 viên đạn đánh vào kết giới bên trên, tuy nhiên không thể đánh chết hai tên vũ vương, nhưng sinh ra trùng kích lực đem đánh bay ra ngoài, cạch, bị oanh mở sơn môn phế tích chỗ, tiêu tội kỹ mây bay nước chảy kéo cái chốt, dựng lên AVWM súng bắn tỉa mắt đặt ở ống nhắm ít tám thanh âm lạnh lẽo âm u nói chư vị chớ lộn xộn bị đánh bay ra ngoài hai tên vũ vương khí huyết quay cuồng sắc mặt dị thường khó coi tên kia trong tay cầm là cái gì tại sao lại sinh ra lực lượng mạnh như vậy xoát xoát tô tiểu mạc cùng lý phi dẫm lên túng vân bộ bay lượng mà đến hai người rơi sau lưng giả tinh thần dắt cuốn họng giọng như việc được hô lên thanh âm khiến người ta nổi da gà sư tỷ chúng ta tới ai khi dễ ngươi các sư đệ tuyệt không tha cho hắn vâng vạn cổ tông người đến Giờ khắc này, bất luận cái gì khi dễ Lục Thiên Thiên, không hỏi quân thường tiếu có đồng ý hay không, nàng sư đệ, nàng sư muội, không ai sẽ đồng ý, dù là, đối địch với toàn bộ thế giới, Bình Tĩnh quá lâu tinh vẫn đại lục, cần một loại xúc động như vậy, nhiệt huyết thế lực, đến rót vào linh hồn, đến rót vào sức sống, sư tỷ, chúng ta tới, ai khi dễ ngươi, các sư đệ tuyệt không tha cho hắn. Câu nói này theo Tô Tiểu Mạc cùng Lý Phi trong miệng hô lên, bốn phía không khí nhiễu loạn, thật lâu khó có thể biến mất. Ngao ô, ngao ô cụ phong lan bay lượng mà đến ngàn tên lan kỵ binh tại trung nghĩa chỉ huy hạ giống như uy vũ chi sư thủ tại cực hàng cung diễn võ trường phía trên một khắc này từ trong viện tuôn ra cực hàng cung đệ tử nhiều đến mấy vạn người nhưng trên khí thế lại không cách nào cùng vạn cổ tông đệ tử đánh đồng bởi vì những người này đều thẳng tắp sống lưng phát ra cường thế khí thế chỉ có dùng xương cốt cứng rắn để hình dung tông môn tuy nhiên đổi tên nhưng là tố thiết quốc tranh tranh chi nhân hành thiết quốc tranh tranh chi sự tôn chỉ vĩnh viễn không thể xóa sạch lợi hại Núp trong bóng tối phụ trách bảo hộ quân tông chủ cao thủ, nhìn thấy vạn cổ tông đệ tử loại kia ngoài ta ra còn ai khí thế, ánh mắt đều nổi lên kính nể. Cái này cái tông môn vừa mới quật khởi, đối mặt tứ lưu đại tông môn, hoàn toàn không có cái gì nhát gan, đến cùng là thế nào điều giáo, thân là Tây Nam Dương Châu Võ Tu, tại vạn cổ tông đệ tử khí thế cảm nhiễm hạ, trong lòng nhất thời chẳng lẽ dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác tự hào, ai nói chúng ta châu thực lực yếu thấp, ai nói chúng ta châu thế lực mặt người chà đạp, giờ này ngày này, liền để cho các ngươi kiến thức một chút, Tây Nam Dương Châu quật khởi từ một siêu tân tinh tam giác tông môn, vù vù. Bầu trời ở giữa, năng lượng dần dần tiêu tán, thủ tại ma lĩnh hắc ưng phía trên quân thường tiếu, ánh mắt lấp lóe lãnh ý, cực hàng cung cung chủ sắc mặt dị thường khó coi, vừa rồi thi triển ra ác chủ bài vũ kỹ, lại bị đầu kia ưng thú tùy tiện phá mất, thực lực chắc không yếu hơn mình, nói nhảm, cũng không đủ chiến đấu lực, quân tông chủ há sẽ như vậy lỗ mãn giết tới, ngươi cực hàng cung có vũ vương, ta vạn cổ tông cũng có, ngươi cực hàng cung có vũ hoàng, ta vạn cổ tông cũng tương tự có, sợ cộng lông, bàn hắn, quân thường tiếu nâng tay lên, chỉ hướng đại điện, thanh âm lạnh như băng nói, chúng đệ tử nghe lệnh, sang bằng cực hàng cung, đúng, chúng đệ tử cùng kêu lên trống to, thanh chấn cửu thiên, thương thương thương, long tử dương bọn người tế ra hàng phong kiếm, bá vương thương, thậm chí kiên thiết thuẫn, quanh thân hiện ra cực mạnh sát ý, lý thượng thiên cùng độc xà cổng súng bắn tỉa, đã chiếm lấy nơi cao, nạp đạn lên nòng, chốt kéo ra, khóa chặt mục tiêu trong đám người, xà ca ta hiện tại tuyệt không khẩn trương, chỉ hy vọng, ngươi đừng tại đánh tại đồng môn trên thân. Vạn cổ tông đệ tử sát ý ngang dọc, cực hàng cung cung chủ còn trầm giọng nói, phạm ta cực hàng cung, người nào đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Sơn môn bị cưỡng ép phá vỡ, lại giết nhà mình trưởng lão, phạm là có huyết tính người tuyệt sẽ không thỏa hiệp, xoát, xoát, trong khoảnh khắc, cực hàng cung hơn 10 danh vũ vương trưởng lão, mang theo mạnh mẽ linh năng theo đại điện lao ra, táo bạo năng lượng chấn động đến không gian vạn vẹo, xoát, xoát, ninh thị huynh để bay lượng mà đến, hai tay chấp lại, nóng trực dao găm ngọn lửa trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo vạn quân lực đập tới, không tốt, mau tránh ra, cực hàng cung các trưởng lão hoảng sợ nói, chỉ tiếc, vẫn là chậm một bước, hai tên vũ vương không tránh kịp, trực tiếp bị ngọn lửa trảm vào chỗ hiểm, ở ngực hiện ra hải nhiên vết thương, người như như đạn pháo đánh xuống tại đại điện trên bệ đá, khu mô sắm mô sắm xích tiêu liệt diễm trảm, tại ninh độc tỉnh cùng ninh độc túy thi triển hạ, thể hiện ra sức chiến đấu kinh khủng, đạp, dạ tinh thần một bước phóng ra, dưới chân đất nứt ra như mạng nhện, quán chú linh năng nắm tay phải đột nhiên tại hư không oanh ra trực tiếp đem một tên vọt tới vũ vương oanh ra ngoài bành người trưởng lão kia trực tiếp đụng tại đài đá bên trên toàn bộ thân thể lõm bên trong nắm tay phải trực tiếp bẻ gãy người cũng hơi thở mong manh ngất đi lại là miễu sát chúng ta dạ ngạo kiều tuy nhiên vừa mới bước vào vũ vương nhưng lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn không kém hơn bốn năm phẩm vũ vương bành bành nhưng vào lúc này từng khỏa viên đạn theo bên người đi qua tinh chuẩn vô cùng đánh vào một tên khác đánh tới cực hàng cung trưởng lão trên người cũng đem đánh bay ra ngoài tiêu tội kỹ kéo cái chốt khóe miệng giơ lên mỉm cười cắt dạ tinh thần thản nhiên nói xen vào việc của người khác tuy nhiên tiêu tội kỹ trợ giúp rõ ràng là vẽ vời cho thêm chuyện ra nhưng dưới loại tình huống này đồng môn trợ giúp chính mình để giả dạ đế tâm cảnh có một tia biến hóa có lúc hắn mọi ngày đều nghĩ chờ trở lại đỉnh phong đi tìm kẻ thù báo thù bọn họ chỉ sợ cũng phải như hôm nay tới cứu lục thiên thiên một dạng bồi bạn cùng bản thân mình cùng đi đối mặt nguy hiểm đi dạ ngạo kiều thật thay đổi lấy hắn đã từng tính cách là sẽ không có ý nghĩ kỳ quái như vậy sư huynh chu hồng xuất hiện ở phía sau nói tránh ra đang suy nghĩ dạ tinh thần nghiêng người sang đem phía trước nhường lại bang, kiếm thế kinh hồng hưu, hư không bên trong kiếm quan lấp lóe không gian vào thời khắc ấy phản phất bị trực tiếp tê liệt cũng thấu phát cực mạnh kiếm uy phốt máu tươi phun tung tóe thanh âm truyền đến tên kia giết tới cực hàng cung trưởng lão tại thất luyện vô song kiếm khí phía dưới trực tiếp bị cắt ngang eo kiếm vương núp trong bóng tối cường giả ánh mắt nổi lên hải nhiên gọi là giả dạ tinh thần đệ tử là một tên vũ vương thì để bọn hắn đủ rất khiếp sợ không nghĩ tới còn có một tên đệ tử là kiếm vương chu hồng xuất thủ về sau bị chấn kinh không chỉ chỗ tối cao thủ những cái kia nóng lòng muốn thử cực hàng cung trưởng lão cũng không khống chế được sắc mặt kinh biến kiếm đạo chi vương vương cấp tầng thứ bên trong nhất không giảng đạo lý tồn tại dù là thực lực so với càng cao bị trực tiếp miễu sát cũng không ngoài ý muốn cực hàng cung cung chủ ánh mắt dần dần âm trầm đầu tiên là cưỡi có thể so với vũ hoàng ưng thú bay thẳng tới sau đó dùng khí giới công thành oanh mở sơn môn bây giờ dẫn người thực lực lại cường hãn như vậy đây là thật kẻ đến không thiện a à. giết chung nghĩa hét lớn một tiếng ngao ô ngao ô ngàn tên lan kỵ binh khu động cụ phong lan lôi kéo ánh sáng màu lam giống như một thanh kiếm sắt trùng sát mà đi một trận chiến này bọn họ đối mặt là tứ lưu tông môn mấy vạn tên đệ tử thực lực tuyệt đối so với bạch hổ quân đoàn mạnh nhưng vẫn lấy vô địch chi tư tiến hành điên cuồng giết hại bởi vì Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện cùng tu luyện, Lan Kỵ Đường thành viên thực lực lại có cực lớn thăng hoa, oanh, oanh, vũ kỹ, vũ khí mang theo ánh sáng, tại mấy ngàn năm lịch sử trên diễn võ trường lập lòe, cực hàng cung đệ tử nhau nhau ngã xuống, hoàn toàn tựa như cỏ dại bị Lan Kỵ binh thu gặp lấy, nói trở lại, làm tứ lưu tông môn, cực hàng cung nội môn đệ tử, lại hoặc là đệ tử thân truyền đâu, ân, ừ, bọn họ giờ phút này đang bị tư mã trọng đạt, thôi bất kiện treo lên đánh, thực lực tương đối mạnh, liền từ Long Tử Dương cùng Tống Huyền Chu bọn người phụ trách giải quyết. Nói tóm lại, cái này tứ lưu tông môn đỉnh phong đệ tử, hoàn toàn bị vạn cổ tông đệ tử bạo nền, hạch tâm lý thanh dương cùng tiêu tội kỹ bọn họ, đã cùng vũ vương cấp trưởng lão đấu cùng một chỗ, căn bản không cần phải để ý tới, trên lệch, đây chính là trên lệch, chỗ tối phụ trách bảo hộ cao thủ khóe miệng co giật, vạn cổ tông mấy cái chủ lực đệ tử, lấy đỉnh phong vũ tông tu vi, lại có thể cùng vũ vương cấp trưởng lão đánh tương xứng, cái này thực sự quá dọa người, bành, bành bành, trên chỗ cao, Lý Thượng Thiên nhiều lần nổ súng, viên đạn sượt qua đồng môn gia đầu bay vút đi, đem những cái kia thực lực tương đối cao cực hàng cung đệ tử tại chỗ bắn giết, Ninh thị huynh đệ trường bào không gió mà lên, các loại vũ kỹ nhiều lần thi triển, cùng mấy tên vũ vương cấp trưởng lão triền đấu cùng một chỗ, không những không rơi vào thế hạ phong, còn triệt để áp chế đối thủ, cục diện trở nên nghiêng về một bên, quân thường tiếu một tay giơ lên, Thanh Long Yển Nguyệt đao bỗng dưng xuất hiện, một quan lãnh lệ nói, cực hàng cung cung chủ, người ta nhất chiến, soát, thả người nhảy một cái, phản phất muốn cùng Thái Dương vai sóng vai, vù vù. Quy vũ bất phàm vũ thánh chi hồn, trong nháy mắt xuất hiện, lấp lóe năm màu chiếu sáng ánh sáng, thất phẩm kiếm vũ song vương tu vi toàn bộ khai hỏa, linh năng cùng kiếm ý dung nhập thanh long yển nguyệt đao bên trong, trực tiếp liên tục vung trảm bốn phía, tạch tạch tạch. Cùng bạo đao khí tê liệt không gian, mang theo tiếng long ngâm gào thét mà đến, cực hàng cung cung chủ sắc mặt đột nhiên đại biến, giờ phút này, hắn phải đi đón đỡ, bởi vì lựa chọn tránh né, sau lưng sừng sững trong mưa gió mấy ngàn năm đại điện tất coi như không tồn tại tây vận châu vũ hoàng đến chiến quân thường tiếu kích phát vũ thánh chi hồn kích phát thuộc tính ngũ hành thủy chung không cách nào chiến thắng sau cùng bất đắc dĩ vận dụng vạn kiếm quy tông cho đến ngày nay thăng liền tam phẩm hắn lần nữa đem thanh long yển nguyệt đao toàn diện kích phát ra đến vung đao thời khắc bạo phát uy thế quả thực cùng lúc trước có một trời một vực tạch 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 không gian trực tiếp bị ngũ hành đao khí tê liệt khí lưu mạnh mẽ sắc bén một đường chém xuống cùng bạo linh năng cùng kiếm thế rung động chân trời, rung động sinh linh, cực hàng cung cung chủ cả kinh nói, kiếm kiếm vũ song vương, đạp, không còn thời gian để hắn có thể cân nhắc, vũ hoàng tu vi toàn bộ khai hỏa, song trưởng đột nhiên oanh tại hư không, quát, hỗn nguyên cửu trọng cực hàng cảnh, ông, ông, trong khoảnh khắc, trên đại điện không gian, nhất thời rung rẩy kịch liệt, chợt huyển hóa ra một cái từ băng hệ thuộc tính hội tụ thái cực đồ án, hình thành cùng loại phòng ngự kết giới hàng rào, trấn tông võ học. Nơi xa võ tu cùng kêu lên hoảng sợ nói, hỗn nguyên cửu trọng cực hàng cảnh cực hàng cung một loại phi thường cao sâu thánh phẩm băng hệ phòng ngự vũ kỹ lại được xưng là trấn tông võ học cường đại tông môn đều có áp đáy hòm vũ kỹ nhưng là vạn cổ tông không bởi vì trừ tiền kỳ hạ cấp trước mắt thất huyền hà quan phá xích tiêu liệt diễm trảm chờ vũ kỹ đều có thể đem ra làm trấn tông võ học ông hỗn nguyên cửu trọng cực hàng cảnh thi triển ra thực chất hóa băng hệ thái cực đồ án thấu phát uy nghiêm chi thế cực hàng cung cung chủ sắc mặt tái xanh đối phương bốn đao này vô luận như thế nào cũng muốn ngăn lại bởi vì liên quan đến tông môn đại điện an nguy, sơn môn bị phá, đã bị dẫm đạp tôn nghiêm. Nếu như lại liền tông môn đại điện cũng không giữ được, trăm năm về sau như thế nào đối mặt phía dưới cửu tuyền liệt tổ liệt tông, oanh, 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 mang theo vô thượng chi uy đao khí, lôi kéo tê liệt không gian chi lực, hung hăng đánh vào thái cực đồ án bên trên, nhất thời sinh ra run rẩy kịch liệt, cực hàng cung cung chủ khí huyết kịch liệt lăn lộn, nhưng thể nội linh năng thủy trung điên cùng bạo phát, cuối cùng đem sóng động không ngừng hỗn nguyên cửu trọng cực hàng cảnh cho ổn định, chống được tới nhưng là còn không có kết thúc thuận thế xuống quân thường tiếu lần nữa giơ lên thanh long yển nguyệt đao vũ thánh chi hồn gia trì bên trong đột nhiên lần nữa vung chém xuống đến oanh oanh oanh, oanh. lại có ba đạo cường thế vô cùng đao khí đánh vào băng hệ thái cực đồ án bên trên mang đến càng cường thế hơn trùng kích lực quân thường tiếu chặt mỗi một đao đều ẩn chứa ngũ hành chi lực cái kia thật mạnh đến cực hạn cực hàng cung cung chủ tuy nhiên gian nan ổn định nhưng thể nội linh năng tại kịch liệt tiêu hao đây chính là một tên ngũ phẩm vũ hoàng thực lực bên trên, muốn so hành vân tông vũ hoàng cao hai phẩm, đề bạc ba phẩm thứ quân thường tiếu, chiến đấu lực thật là nổ tung, nếu như lại cùng các đồ hồng giao thủ, khẳng định không cần vận dụng vạn kiếm quy tông cũng có thể đem đánh bại. Cực hàng cung cung chủ sắc mặt giữ tận lên, giận dữ hét, ngươi đến cùng là ai, sơn môn bị oanh mở, đệ tử cùng trưởng lão bị giết không ít, còn không biết kẻ xâm lấn thân phận, đây thật là bi kịch, ta chính là quân thường tiếu lần nữa dơ lên thanh long yển nguyệt đao, quát, tây nam dương châu thanh dương quận, vạn cổ tông tông chủ quân thường tiếu là ta tiếng như chung lớn tại thiên địa dập dần vạn cổ tông quân thường tiếu lúc trước lấy thiết cốt phái làm tên tông môn oanh. oanh 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 nhưng vào lúc này mấy đạo đao khí lần nữa trảm tại băng hệ thái cực đồ án bên trên cái sau cuối cùng khó chống chống đỡ nhưng nghe két một tiếng toát ra lít nha lít nhít khe hở đến phá vỡ lại đến mấy đao nhất định có thể phá mất cực hàng cung cung chủ phẫn nộ nói tây nam dương châu tông môn cũng dám đến ta đông bắc lô châu quả thật không thể tha thứ vù vù bầu trời ở giữa hàng khí đột nhiên dâng lên, tung bay rơi xuống tuyết hoa, trong nháy mắt biến thành băng khối, sau đó cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hình thành bốn đầu sinh động như thật băng long, trống. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, ta thiên, cực hàng cung cung chủ lại thi triển ra trấn tông võ học, thiên huyễn băng long. Rất nhiều võ giả trừng to mắt, vù vù. Tự như xoay quanh ở trong thiên địa bốn đầu băng long, kéo lấy lấy thật dài thân thể đánh tới, cực hàng chi ý phản phất muốn đem không khí đều cho đóng băng, ly, ma lĩnh hắc ưng ngửa đầu kêu to hai cái to lớn mà bén nhọn móng vuốt xẹt qua hư không giống như diều hâu vồ gà con giống như trực tiếp đem hai cái băng long trói buộc sau đó bành bành bóp vỡ nát ngũ phẩm vũ hoàng rất mạnh nhưng là quân tông chủ còn có khế ước thú đừng nói cái gì một người một thú đánh một người thắng nhưng không vẽ vang có bản lĩnh ngươi cũng bắt một đầu cùng ta đến chiến trống mặt khác hai cái băng long theo hai bên sông lại chúng nó không có đi công kích ma lĩnh hắc ưng mà là công kích quân thường tiếu vù vù nhưng vào lúc này một cổ thao thiên hỏa diễm ở giữa không trung bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt đem băng lãnh đến cực hạn hàng, hàng khí xua tan, khiến cho toàn bộ cực hàng cung ấm áp như xuân, trong lúc rơi xuống quân thường tiếu rơi vào hỏa diễm bên trong, một cái áo giáp màu đỏ rực cấp tốc ngưng tụ, bộ dáng này, đẹp trai khóc, vù vù, tiểu long long hình người đầu theo nóng rực hỏa diễm bên trong hiển lộ ra, non nớt nói, người nào cũng đừng nghĩ thương tổn ta chủ nhân, mới vừa nói sai, không phải một người một thú, là một người hai thú đánh một cái, xoát, hỏa diễm ánh sáng chợt lóe lên xong lại một đầu băng long nhất thời bị tiểu long long ôm lấy đầu nói khô khô khốc khốc nhăn nhăn nheo nheo không có chút nào mượt mà vù vù nóng trực hỏa diễm nhất thời tăng vọt băng long cực kiên định cứng rắn thân thể nhất thời bị xóa đi góc cạnh xóa đi sắc bén trong chớp mắt một đầu sinh động như thật băng long bị tiểu long long tươi sống mài chết vẫn là trực tiếp dùng nhiệt độ cao hỏa diễm bốc hơi nước có thể nâng thuyền cũng có thể nấu cháo làm nóng trực hỏa diễm đạt đến cực hạn. lại băng lãnh thuộc tính cũng có thể bị hòa tan cũng có thể bị bốc hơi xoát tiểu long long lần nữa lấy thao thiên hỏa diễm đem bên kia băng long ôm lấy rất nhanh thì mài chết xoát quân thường tiếu cầm thanh long yển nguyệt đao lần nữa hung hăng chém xuống đến vốn là lung lay sắp đổ băng hệ kết giới cuối cùng khó chống chống đỡ cuối cùng trực tiếp vỡ nát hư vô phốt cực hàng cung cung chủ phun máu ra cả người suy yếu hướng sau lùi mấy bước hai loại trấn tông võ học bị liên tiếp phá mất tạo thành rất lớn phản vệ không có hai cái vũ hoàng tần thứ khế ước thú hắn có thể cùng quân thường tiếu nhất chiến hiện tại đừng nói kiếm vũ song vương tiểu long long cùng ma lĩnh hắc ưng tùy tiện chọn một cũng không thể tránh được phốt phốt trên không ma lĩnh hắc ưng huy động cánh sinh ra cường thế làn gió thổi đại điện rung động kịch liệt vù vù trừ đầu lộ ra bên ngoài toàn thân bị ngọn lửa bao phủ tiểu long long đình trệ giữa không trung mở ra tay phải đem rơi xuống chủ nhân tiếp được xoát quân thường tiếu hoành đao mà đứng thản nhiên nói cực hàng cung cung chủ cũng không gì hơn cái này hắn họ quân quân lĩnh thiên hạ quân giết giết trên diễn võ trường chung nghĩa xuất lĩnh lang kỵ đường còn tại không kiên nể gì cả trùng sát mà nằm trên mặt đất cực hàng cung đệ tử đã vẫn lạc mấy ngàn người về phần bọn hắn cao tầng lực lượng cũng bị giả tinh thần chu hồng cùng ninh thị huynh đệ bọn người gắt gao ngăn chặn nhưng lúc này không ai chú ý tới chân đức tuấn lão già chết tiệt này giờ phút này chính tại đi bộ nhàn nhã du tẩu tại cực hàng cung ngoại viện từng mai từng mai trận kỳ cắm trên mặt đất tông chủ ước chừng một lát hắn mở ra hai tay trên mặt hiện ra gần như vạn vẹo âm u cười quá dị, nói, ta muốn đem cái này tứ lưu tông môn sang thành bình địa, ông, trong khoảnh khắc, cực hàng cung bên trong lưu quan hào quang ngút trời mà lên, hình thành thấu phát vô thượng lôi uy trận pháp, không tốt, một tên đối với trận pháp có nghiên cứu cực hàng cung trưởng lão cả kinh nói, đây là tụ lôi trận, sai, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chân đức cúng bàn tay nắm lại, ngón trỏ dơ lên ngoắt ngoắt trái phải, nói, đây là lão phu mới nghiên cứu liên hoàng tụ lôi đại trận, một khi dẫn bạo đừng nói cực hàng cung, dù là phương viên trăm dặm đều sẽ bị sang thành bình địa, cái gì? Cực hàng cung cao tầng sắc mặt xôn xao đại biến, khạch khạch kiệt, chân đức tuấn trên mặt cười ngày càng biến thái, càng vặn vẹo, càng dâm đảng, phản phất triệt triệt để để biến thái, đè ép thanh âm nói, các ngươi có sợ hay không? Chân đức tuấn đem liên hoàng tụ lôi đại trận, bố trí tại cực hàng cung bên trong, cấp thiết muốn muốn dẫn bạo, để thưởng thức chính mình kiệt tác, đây là một người điên, nhưng còn có một người điên, cái kia chính là quân thường tiếu chỉ nhìn hắn ngạo nghễ đứng tại trên tiểu long long bàn tay ánh mắt lạnh lẽo âm u nói đem bổn tọa đệ tử giao ra không phải vậy cực hàng cung đem theo cái thế giới này hoàn toàn biến mất cực hàng cung cung chủ tức giận đến đều nhanh thổ huyết một cái tây nam dương châu tông môn dám đến đông bắc lô châu phát ngôn bừa bãi thật là không thể chịu đựng nhưng là tình huống trước mắt hắn không thể không thỏa hiệp bởi vì tông môn thật có thể sẽ bị sang thành bình địa quân tông chủ cực hàng cung cung chủ cắn răng nói ta cung là truy nã qua quý tông đệ tử nhưng ở vô ngân băng hải giao thủ về sau liền mất đi tung tích đến nay còn đang tìm kiếm đánh rắm quân thường tiếu nói bổn tọa đã nhận được tin tức đệ tử đã bị ngươi bắt giữ còn mẹ hắn kiếm cớ qua loa thật sự cho rằng ta không dám diệt cực hàng cung tông chủ chân đức túng lạnh lẽo âm u nói để lão phu trực tiếp dẫn bạo trận pháp đi quân tông chủ hận không thể một chân đem hắn đá ra hệ ngân hà ta bảo bối đại đệ tử còn không tìm được ngươi nha dẫn bạo trận pháp không phải tương đương với đem nàng cũng cho hại sao quân thường tiếu rất tỉnh táo nếu như không phải bận tâm lục thiên thiên, hoàn toàn có thể ở bên ngoài lại đến mấy khỏa đạn pháo, đem cực hàng cung sang thành bình địa, quân tông chủ, cực hàng cung cung chủ sắc mặt tái xanh nói, ngươi quý tông đệ tử thật không tại ta cực hàng cung, cái gọi là tin tức có lẽ là lời đồn bậy bạ, quân thường tiếu há có thể tin tưởng, nói, nhìn lấy, ngươi là chưa thấy quan tài chưa khóc thét, cho bổn tọa giết, 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 phốt, phốt, chung nghĩa bọn người cưỡi cụ phong lan, tiếp tục tại diễn võ trường phía trên điên cuồng giết hại cực hàng cung đệ tử hoàn toàn không phải kẻ địch nổi, không thể để cho hắn tiếp tục làm loạn, nếu không, muốn tại Đông Bắc Lô Châu gây nên công phẫn. Ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó thiên dụ học phủ cường giả cái này muốn hiện thân ngăn cản, muộn, bởi vì bầu trời ở giữa, một hàng đạo lưu quan bay nhanh đến, số lượng nhiều đạt 8 tên, cũng lấy thời gian nhanh nhất đi vào cực hàng cung trên không, quan mang tiêu tán, bày biện ra 8 tên khí thế rộng rãi vũ hoàng cấp cường giả, những người này theo thứ tự là, tứ lưu huyền linh tông tông chủ, tứ lưu băng phong cốc cốc chủ, tứ lưu thượng hàng tông tông chủ, tứ lưu băng phách môn môn chủ. Phiền phức, thiên dụ học phủ cường giả trao mày, chứng nhận tổng quán phương diện phái ra cao thủ cũng là đầy rẫy đắng chát, đông bắc lô châu đại bộ phận tông môn, chính là vạn năm trước băng đế một mạch truyền thừa xuống, tuy nhiên ngày bình thường trong tối đấu đá nhau, ngươi lừa ta gạt, nhưng đối ngoại khẳng định sẽ đoàn kết nhất trí, tông chủ, chân đức tuấn ngưng trọng nói, không xong chạy mau, má, biến thái phách lối bộ dáng đi đâu, làm một cái lão giang hồ, chân đức tuấn biết lúc nào nên trang bức, lúc nào nên điệu thấp tám tên vũ hoàng treo ở cực hàng cung trên không nhìn lấy phía dưới bị giết không còn mảnh giáp đệ tử mi đầu đều nhíu chặt lên tiểu tử huyền linh tông tông chủ âm thanh lạnh lùng nói thù oán như thế nào xâm phạm cực hàng cung vù vù tám tên vũ hoàng khí vực toàn bộ khai hỏa tràn ngập toàn bộ ngoại viện vạn cổ tông đệ tử tuy nhiên có thể chống cự lại bản năng ngừng tay đến lui trở về sơn môn phế tích chỗ tình huống bây giờ là chính cái tứ lưu tông môn chi chủ chính tên vũ hoàng tại cùng vạn cổ tông đối kháng chụp kiểu ảnh tuyệt đối có thế được đánh giá hàng năm chấn động nhất ảnh chụp đối mặt nhiều như vậy vũ hoàng quân thường tiếu tuyệt không hoảng nói lấn đệ tử ta chính là thù chính là oán niệm chư vị cực hàng cung cung chủ cả giận nói kẻ này là tây nam dương châu vạn cổ tông tông chủ khẩu xuất cùng ngôn muốn diệt ta cực hàng cung tám cái tông môn chi chủ đến giúp để hắn tối buông lỏng một hơi nói thật nếu như không có viện quân đến trợ cực hàng cung ngày hôm nay thật muốn khổ cực ồ băng phong cốc cốc chủ cười lạnh nói cũng là được đánh giá là tiềm lực tam giáp lại đổi tên tông môn, bổn tọa nghe nói, cái này tông môn chi chủ vẫn là kiếm vũ song vương, lúc trước từng đàm luận, không nghĩ tới hôm nay cũng là nhìn thấy bản tôn. Thượng hàng tông tông chủ thản nhiên nói, chớ nhìn bọn họ mấy ca một mặt phong khinh vân đạm, trong lòng lại có lấy không nhỏ chấn kinh, cái này vạn cổ tông tựa như trong vòng một đêm cuộc khởi, bây giờ lại có thể đem cực hàng cung sơn môn phá mất, giết vào trước đại điện, không có chút thực lực tuyệt không thể nào làm được, chư vị, quân thường tiếu thản nhiên nói, bổn tọa cũng không phải một cái mang thù người, nhanh đem ta đại đệ tử thả, việc này xóa bỏ. Nghe nói như thế, lúc trong bóng tối cao thủ khóe miệng kịch liệt trung rẩy, quân tông chủ, ngươi phá mất người ta sơn môn, giết nhiều đệ tử như vậy, tám cái tông môn chi chủ tự mình đến trợ, có thể để ngươi rời đi vậy liền gọi gặp quỷ, xóa bỏ. Cực hàng cung cung chủ sắc mặt giữ tận nói, quân thường tiếu, ngày hôm nay ngươi cùng ngươi đệ tử đều phải đem mệnh lưu tại cực hàng cung. Quân thường tiếu nói, ý tứ này cũng là không thả bổn tọa đệ tử, thả cộng lông, ta cực hàng cung căn bản là không có ngươi đệ tử nếu như không có viện quân hắn khả năng sẽ nói đi ra nhưng bây giờ lực lượng mười phần cười lạnh nói coi như ngươi vạn cổ tông đệ tử tại ta cực hàng cung bổn tọa cũng không thể thả có dũng khí quân thường tiếu nâng tay lên truyền âm nói rút lui sợ tám tên vũ hoàng nhìn chằm chằm không sợ không có cách nào a nãy nãy, chờ lão tử nghĩ biện pháp đem đại đệ tử cứu ra khẳng định sẽ thật tốt cùng các ngươi chơi một chút chơi các ngươi đau đến không muốn sống xoát xoát vạn cổ tông đệ tử tuân lệnh lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế theo cực hàng cung lui ra ngoài tám tên vũ hoàng hội nhìn lấy bọn hắn rút lui đương nhiên không có khả năng vù vù trong khoảnh khắc tám cổ vũ hoàng chi uy bạo phát trong nháy mắt hình thành dời núi lấp biển chi thế hướng về phía vạn cổ tông đệ tử bao phủ tới ly ma lĩnh hắc ưng rơi vào sơn môn chỗ hai tay đột nhiên huy động nhất thời cuốn lên cuồng phong trong nháy mắt đem cuốn tới vũ hoàng uy áp thổi ra đi tuy nhiên như thế lại cũng không thể triệt để hóa giải còn có không ít dư uy áp chế mà đến ngay tại chạm đến vạn cổ tông đệ tử lúc một cổ chích nhiệt thao thiên hỏa diễm bạo phát trong nháy mắt đem dọn dẹp sạch sẽ tiểu long long cùng ma lĩnh hắc ưng cùng tám tên vũ hoàng khí thế chống lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong mạnh rất mạnh quân thường tiếu âm thanh lạnh lùng nói bổn tọa đệ tử nếu như có bất kỳ sơ suất nào bổn tọa sẽ để cực hàng cung trên dưới mọi người tiên huyết đến trả lại xoát tại tiểu long long cổng hắn nhẹ nhàng lướt đi tiểu tử huyền linh tông tông chủ vung tay lên bầu trời ở giữa trong nháy mắt ngưng tụ cuồn cuộn chi lực quát lạnh nói ngươi đi không hắn là một tên thất phẩm vũ hoàng thực lực mạnh phi thường chủ nhân tiểu long long hơi vung tay đem quân thường tiếu ném ra bên ngoài ánh mắt lấp lóe chiến ý nói ta tới đoạn hậu vù vù nóng trực hỏa diễm phun trào chợt hội tụ ra cùng loại vòi rồng vòng xoáy như là lưu sơn thăng long bá trực tiếp nên tiếp áp xuống tới vũ hoàng chi lực oanh tiểu long long một quyền phá mất huyền linh tông tông chủ chiêu thức rơi vào sơn môn chỗ sau đó nâng lên miệng vù vù quanh thân hỏa diễm như là thêm củi điên cuồng thiêu đốt cũng dần dần mở rộng oanh tiểu long long một chân dẫm trên mặt đất toàn bộ thân thể theo hài đồng biến thành hình người khổng lồ thanh âm vô cùng hùng hậu nói khô khô khốc khốc nhăn nhăn nheo nheo không có chút nào mượt mà lệ ma lĩnh hắc ưng ngửa đầu gào thét to lớn cánh đột nhiên thu liễm toàn thân bị hắc khí lượng lờ sau đó từ nội bộ truyền đến nhẹ nhàng tiếng cười không phải ép người ta vận dụng chiến đấu hình thái các ngươi đám nhân loại kia thật đáng ghét tiểu long long thần sắc khẽ giật mình cúi đầu xuống nhìn lại chỉ thấy một tên dáng người uyển chuyển thiếu nữ tóc đen đi chân đất theo trong hắc khí đi ra nàng thân thể mặc màu đen váy dài hai đôi mắt sáng đen nhánh như ngôi sao rất đáng yêu ngươi là tiểu long long ngạc nhiên nói vừa rồi chim lớn áo đen thiếu nữ vén vén tóc đen vô cùng ngạo nghễ nói gọi ta nữ vương đại nhân vững vàng tại ngoài sơn môn quân thường tiếu nhìn thấy ma lĩnh hắc ưng biến ảo thành thiếu nữ hình thái nhất thời trừng to mắt ta cái này khế ước thú nguyên lai cũng có chiến đấu hình thái ban đầu tới vẫn là một cô gái cái kia bộ dáng nhỏ cái kia ngọt xốp giòn thanh âm, sao có thể đáng yêu như thế, không được, bổn tọa trái tim nhỏ sắp bị manh lật, càng nghĩ đến, hàng phục sau đều là đứng tại ưng thú hóa trang ba, quân tông chủ hận không thể cầm đế giày hung hăng quốc chính mình mặt, khả ái như thế nha đầu, cưỡi tại người ta trên đầu, đây tuyệt đối nghiệp chướng, hình người hóa ma lĩnh hắc ưng tuổi không lớn lắm, da thịt phấn nộn phấn nộn, tựa như búp bê, thật vô cùng đáng yêu, nhưng là, tiểu long long trừng lấy to tròn mắt to, giữ dằn nói, nữ vương đại nhân. Cút qua một bên đi, ngươi. Ma lĩnh hắc ưng khó có thể tin nói, ngươi thế mà là hung ta, hung ngươi đấy, tiểu long long không nhịn được nói, không có cai sữa nhóc con nhanh bú sữa, đừng chậm trễ ta ở chỗ này đại triển thần uy. Ma lĩnh hắc ưng nhìn về phía quân thường tiếu, trong mắt tràn đầy ủy khuất nói, con dung nhỏ này khi dễ ta, còn xin chủ nhân cho ta làm chủ, đừng để ý đến hắn, quân thường tiếu nói, một cái nhất định cô độc cả đời gia hỏa, hệ thống. Lời nói này, như là chính mình có thể nở hoa giống như, vù vù. Nhưng vào lúc này, Huyền Linh Tông Tông Chủ và một tên khác Vũ Hoàng bay lượng mà đến, cùng cuộn linh năng bạo phát, điên cuồng đè ép không gian, lăn đi, Tiểu Long Long đẩy ra ma lĩnh hắc ưng, dơ lên nóng trực hỏa diễm bao phủ hai tay, đột nhiên nện trong hư không, ầm ầm. Không gian chấn động, nóng trực chi lực tràn ngập ra, hai tên Vũ Hoàng lực lượng bị trực tiếp phá mất, người cũng hướng về, sau lui nhanh hai bước, ánh mắt nổi lên chấn kinh, ngọn lửa này tràn ngập đại gia hỏa, thực lực lại cường hãn như thế, thiên địa băng phong ấn, thượng hàng tông tông chủ bay lượng mà đến, chí hàng khí tức tràn ngập ra không gian bị băng phong phản phất hóa thành một mặt thực chất hóa tấm gương những thứ này đông bắc lô châu vũ hoàng tất cả đều là hàng thật giá thật băng tu đối băng hệ vũ kỹ vận dụng cực mạnh đáng tiếc mạnh hơn băng gặp được càng nhiệt hỏa cũng sẽ bị hòa tan tiểu long long hiện tại cũng là mùa đông bên trong một mồi lửa lửa cháy hừng hực ấm áp mọi người trái tim a à, hắn quát to một tiếng hai tay đột nhiên mở ra nóng trực hỏa diễm điên cùng thiêu đốt làm chung quanh kịch liệt hạ xuống nhiệt độ trong nháy mắt lại kéo trở về bị băng phong không gian cảm nhận được ấm áp theo trong phong ấn giải phong, nhưng bởi vì một lạnh một nóng duyên cớ, nhất thời như chiếc gương vỡ nát, ta thiên, nơi xa đông bắc lô châu võ giả, nhìn trận mắt hốc mồm, trong lúc vất tay liền có thể quấy hư không lực lượng, bọn họ chưa từng có vinh hạnh được thấy a, à, đây là thần tiên ẩu đả, hô. Nhưng vào lúc này, một tên khác tông môn chi chủ hai tay đang xen vào nhau, trong lòng bàn tay băng hệ linh năng hội tụ, phẫn nộ quát, băng phách hàng mang, tạch tạch tạch, hàng khí gào thét mà ra, cấp tốc hội tụ thành to lớn băng truyền, mang theo vô cùng chi lực đâm tới, vừa phá mất một tên tông chủ vũ kỹ tiểu long long, rất khó trước tiên phân tâm đi chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy băng hệ vũ kỹ giết sạch vù vù. Nhưng vào lúc này, sau lưng cuốn lên làn gió, sau đó thổi qua đi, trong nháy mắt đem băng tùy cắt đứt thành từng khối. Xoát, ma lĩnh hắc ưng mũi chân điểm một cái, dương cánh bay lượng đến giữa không trung, xanh nhạt tay nhỏ tại hư không vạch một cái, đặc thù đồ án đột nhiên ngưng tụ, nói, con rệp nhỏ, đem những này người giải quyết hết, lại tìm ngươi tính sổ sách này. Tiểu nha đầu hai tay đập vào như thật như ảo trên đồ án, từng mảnh từng mảnh màu đen vũ mau bỗng dưng biến ảo, thấu phát lực lượng cường đại, thiên nữ tán, nghĩ một lát, nói, vũ mau, tiểu long long kém chút ngã quỵ, thiên nữ tán vũ mau, là cái gì quỷ, hưu, 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 Hư. Đầy trời màu đen vũ mau, giống như từng mai từng mai viên đạn, trong nháy mắt hướng về phía cực hàng cung ngoại viện đập tới, phạm vi bao phủ rộng, làm cho tám tên vũ hoàng đều sắc mặt đại biến. Cực hàng cung cung chủ cả kinh nói, nhanh hộ ta cung đại điện, xoát, xoát, vừa dứt lời, mấy tên vũ hoàng bay lượng mà đến, hàng khí trong nháy mắt lan tràn ra, trước người hình thành thực chất hóa băng tường phòng ngự, ầm 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 ầm. Màu đen vũ mau đánh vào trên tường băng, sinh ra nổ tung cùng dư uy, từ bên ngoài từ xa nhìn lại, có thể thấy được từng đạo từng đạo liên y tại điên cùng khuếch tán, toàn bộ thiên địa đều rung rẩy theo, mạnh như vậy, đã rút lui ra cực hàng cung phạm vi quân thường tiếu ánh mắt nổi lên mừng rỡ tới, ha ha ha, ta cái này khế ước thú, chỉ có đáng yêu, còn rất biết đánh nhau, vù vù. Tiểu Long Long cũng không nghĩ bị một cái em bé gái đạp xuống, kéo lấy to lớn thân thể, mang theo phản phất đem thiên địa chân sưởi ấm diễm đập tới, trong lúc nhất thời, cực hàng cung trên không, táo bạo năng lượng điên cuồng bạo phát, không gian bị lộng hành quấy rối băng liệt vạn vẹo, phản phất ngày tận thế, ai, chân đức tuấn chấp tay sau lưng, nói, công chủ tại sao không đồng ý ta nổ cực hàng cung đây, giờ phút này, bố trí trên diễn võ trường liên hoàng tụ lôi đại trận, nhưng là không gian cực độ vặn vẹo mà bất bên, lại không dẫn bạo thì không có cơ hội, chúng ta đi, quân thường tiếu mệnh lệnh chúng đệ tử rút lui, tám tên vũ hoàng đến giúp, đây là hắn không nghĩ tới sự việc, đã chơi không lại, khẳng định đến chiến thuật tính rút lui, lại nghĩ đối sách cứu lục thiên thiên, tông chủ, nhưng vào lúc này, tô tiểu mạc cả kinh nói, mau nhìn, là đại sư tỷ cái kia đâu, cái kia đâu, quân thường tiếu vội vàng theo ngón tay phương hướng nhìn lại, thì thấy phía trước trên một tòa cô phong, áo trắng như tiên lục thiên thiên phiêu nhiên mà đứng, ánh mắt nổi lên tâm tình rất phức tạp, nàng không nghĩ tới, tông chủ và đồng môn sẽ vì chính mình đến đông bắc lô châu sẽ cùng cực hàng cung chém giết một khắc này vốn đã tâm lặng như nước cảnh giới lần nữa sinh ra vết rách ai muốn tu phục sẽ rất khó đại sư tỷ đại sư tỷ chúng đệ tử kích động quát lên nhìn thấy đại đệ tử bình yên vô sự xuất hiện quân thường tiếu thở một hơi dài nhẹ nhõm nỉ non nói gầy chờ chút nàng không phải là bị cực hàng cung bắt đi à làm sao sẽ xuất hiện ở đây lê lạc thu truyền âm nói tông chủ vừa nhận được tin tức lúc trước thu đến tình báo có sai, cực hàng cung cũng không tìm được lục thiên thiên. Quân thường tiếu khóe miệng co giật, đại tỷ, tình báo có thể hay không chính xác một điểm A, không thể trách lê lạc thu tình báo có sai, mà chính là tin tức lưới còn không có triệt để trải rộng ra, sàng lọc phía trên khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy, oanh, đằng sau thân thể bạo hưởng âm thanh, tiểu long long bị bốn tên vũ hoàng oanh kích, to lớn thân thể theo sơn môn chỗ rơi vào chân núi, nghe răng tuét miệng nói, thật đau A, à. oanh, oanh, cực hàng cung trên không, mặt khác bốn tên vũ hoàng đang cùng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ba lĩnh hắc ưng đánh tương xứng nhưng bởi vì thế đơn lực bạc đã dần dần lâm vào bị động tông chủ chân đức tuấn hỏi lại lần nữa nổ không nổ quân thường tiếu trên cổ gân xanh lõm phẫn nộ hét lớn nổ được chân đức tuấn một cái tay bụng mặt giống như như kẻ điên cười rộ lên xoát đột nhiên hắn mở ra hai tay sắc mặt dữ tợn nói tiếp đó mời thưởng thức một trận lộng lẫy pháo hoa thịnh yến ông ông cực hàng cung không gian đột nhiên có quy luật chấn động nguyên bản ẩn vào chỗ tối trận pháp hàng rào lần nữa hiện ra sát nhập sinh nóng rực chói mắt lộng lẫy thân là linh thú ma lĩnh hắc ưng tại cảm giác nguy hiểm phía trên so với nhân loại mạnh hơn hội tụ làn gió đánh lui một tên vũ hoàng vội vàng huy động vũ dực như gió bay ra ngoài một cái tay nắm chặt tiểu long long cái lỗ tai lớn theo chủ nhân vị trí mau chóng đi đến không tốt tám tên vũ hoàng ngửi được nguy hiểm nhưng đã quá muộn trận pháp đang lóe lên ra hào quang về sau nhất thời hóa thành một điểm hàng mang sau đó ầm 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 ầm, ầm nổ tung gánh chịu cực hàng cung đại sơn trong tầm mắt mọi người bên trong trực tiếp nở hoa ầm 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 tiếng nổ mạnh bên tai không dứt phạm vi ngàn dặm nghe được rõ rõ ràng ràng cả vùng đều đang run rẩy thân ở bên trong võ giả đều mặc lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía cực hàng cung phương vị phát sinh cái gì đông bắc lô châu võ tu tập thể mắt trợn tròn loại tầng thứ này chấn động khẳng định là nổ lớn gây nên t t t, t. cực hàng cung không bị tạc rơi một nửa núi sao động ánh lôi phun tung tóe có thể thấy được dư uy còn không có triệt để tiêu tán quân thường tiếu ánh mắt nổi lên khó có thể tin lục thiên thiên xuất hiện ở trên ngọn núi người không tại cực hàng cung tiểu long long lại bị đánh bay đi ra hắn trực tiếp tiếp thu chân đức tuấn đề nghị lựa chọn dẫn bạo trận pháp nhưng là bực này uy lực bực này lực phá hoại cũng quá dọa người đi coi như giả chiến pháo cũng làm không được a à. lý thanh dương cùng tiêu tội kỹ mấy người cũng mắt trợn tròn càng nghĩ đến vừa rồi loại kia so pháo hoa còn rực rỡ liên tục đại bạo tạc phía sau nhất thời dân lên một cổ ý lạnh ai Chân Đức Cúng lắc đầu nói, quy lực không có đạt tới mong muốn, sau này trở về còn cần thật tốt cải tiến. Mọi người khóe miệng co giật, cả ngọn núi bị tạc rơi, còn không có đạt tới mong muốn, ngươi lại muốn cải tiến, chắc không được đem phương viên trăm dặm sang thành bình địa A. À. Chờ một chút, quân thường tiếu nói, chân lão, ngươi không phải mới vừa nói, một khi dẫn bạo trận pháp, có thể đem phương viên trăm dặm sang thành bình địa sao, đúng A, à, mọi người cũng nghĩ đến đến, hắn là đã nói như vậy, hơn nữa còn rất âm u hỏi cực hàng cung người có sợ hay không, chân đức tuấn gác tay, mặc cho gió lạnh quất vào mặt vô liêm sĩ nói đối mặt cường địch thời điểm nếu có thể phóng đại liền liều mạng phóng đại nói dạng này mới có thể hù sợ bọn họ móa làm nửa ngày là đang khoác lát bức a mọi người nhao nhao quan tới kinh thường bất quá chỉ dựa vào trận pháp liền đem nửa cái cực hàng cung nổ không vẫn là vô cùng bưu hãn lý thanh dương bọn người rốt cục thắt sâu ý thức được tại tinh vẫn đại lục tại sao không ai nguyện ý đi đắc tội trận pháp sư quá dọa người thật đáng sợ càng chân lão loại này người điên người nào chọc hắn cả ngày ngồi xổm trước cửa nhà an trí bom hẹn giờ ngẫm lại cuộc sống đều ý lạnh chân lão tô tiểu mạc theo sát đi tới hết sức tươi cười nói có thể hay không dạy một chút ta về sau người nào nếu như chọc ta tại nhà hắn nhà xí an trí cái trận pháp nổ hắn cướp đái cùng bay chân đức tuấn lường hắn một cái nói ngươi không có trận pháp tư chất một bên chơi bùng đi phốt phốt ma lĩnh hắc ưng huy động vũ dực bay tới tiện tay đem thể lớn như núi tiểu long long vứt xuống đến nói chủ nhân cái này con rệp nhỏ kém chút bị tạc chết đây đánh rắm Tiểu Long Long phẫn nộ đứng lên, nói, ngươi không dắt lấy ta, ta cũng như thế có thể né tránh, cắt, ma lĩnh hát ưng lạnh hừ một tiếng, rơi vào quân thường tiếu trước mặt, ngọt ngọt cười nói, chủ nhân, ta vừa rồi biểu hiện có thể chứ, không tệ, không tệ, quân thường tiếu tới một chiêu sát thủ xoa xoa sờ sờ đầu nàng, ma lĩnh hát ưng thiếu nữ hình thái, chỉ có 11-12 tuổi, cùng kích cỡ khoảng 1m8 quân tông chủ đứng tại lên, có phần có một loại cha và con gái cảm giác, đương nhiên, khiến người chú mục nhất, còn là đối với cái kia đen như mực cánh. Thật xinh đẹp nha, tô tiểu mặt đi tới, cười nói, nha đầu, ta có thế sờ sờ sao, xoát, ma lĩnh hắc ưng quay sang, nụ cười trên mặt thu hồi, ánh mắt hiện lên lạnh lùng, nói, nhớ kỹ, gọi ta nữ vương đại nhân, cái này trở mặt tốc độ, thật là quá nhanh, tô tiểu mặt đánh một cái lạnh rung, vội vàng nói, tốt đại nhân, vù vù. Nhưng vào lúc này, bị tạc rơi một nửa ngọn núi bên trong, hiện ra một cuồng cuồng táo bạo năng lượng, tám tên tông môn chi chủ dị thường chật vật theo ánh lôi bên trong bay lướt mà ra nổ tung đến quá đột ngột bọn họ căn bản không có né tránh cũng may thực lực phi thường cường hãn có thể ngăn cản được lôi uy oanh kích nhưng cũng không thể tránh cho bị chỉnh mặt mày xám xịt khổ cực nhất không ai qua được cực hàng cung cung chủ hắn treo giữa không trung đưa lưng về phía quân thường tiếu bọn người hai tay mở ra hiện lên đại chữ toàn thân bị tạt đến một mảnh cháy đen thì liền tóc đều dựng thẳng lên đến còn khói đen bốc lên đây ngay phía trước sừng sững mấy ngàn năm đại điện tuy nhiên có bao nhiêu chỗ vỡ tan nhưng vẫn tồn tại phế tích bên trong hơn phân nửa trong tông môn viện cũng tại hắn bảo vệ dưới có thể may mắn còn sống sót, nổ tung tiến đến trong nháy mắt, cực hàng cung cung chủ muốn không phải đi tự vệ, mà chính là dùng thân thể bảo vệ đại biểu truyền thừa, đại biểu linh hồn tông môn đại điện, bởi vì, hắn thấy, người có thể chết, tông môn tôn nghiêm phải đi bảo vệ, phù phù, phù phù, cực hàng cung cao tầng từng cái đổ vào phế tích bên trong, bọn họ tuy nhiên sạch bay đi lên, dùng thân thể đi bảo vệ tông môn tôn nghiêm, nhưng cũng đứng tại trước đại điện cấu thành bức tường người, bảo vệ tông môn mệnh mạch bảo vệ càng nhiều đệ tử, bội phục. Quân thường tiếu chấp tay nói, hắn không hối hận làm ra nổ cực hàng cung quyết định, cũng không thể lòng sinh thương hại, nhưng ở thời khắc nguy cấp, lấy thân thể máu thịt, không để ý sinh tử đi bảo vệ tông môn tôn nghiêm, vẻn vẹn điểm này, đã làm cho đi tôn trọng. Quân thường tiếu, cực hàng cung cung chủ suy yếu rơi vào bảo vệ trước đại điện, song mắt đỏ bừng nói, hôm nay cho ta cực hàng cung nhục nhã, ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Quân thường tiếu xoay người, lớn lối nói, bổn tọa tại thiết cốt sơn, yên lặng chờ ngươi đến đòi nợ. Tiểu tử, huyền linh tông tông chủ cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi có thế đi được, hô. Vừa dứt lời, tiểu long long song trưởng oanh tại hư không, hai cổ nổ tung hỏa trụ ầm vang vọt tới, cả kinh hắn vội vàng hướng, về, sau lùi gấp, xoát, 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 mặt khác bảy tên vũ hoàng cấp tốc bay lượng mà đến, phong tỏa quân thường tiếu bọn người đường đi, đến đông bắc lô châu đập phá quán, còn kém chút đem cực hàng cung nổ thành phế tích, cái này muốn để vạn cổ tông như vậy yên ổn rời đi, mặt mũi ở đâu, tôn nghiêm ở đâu, chư vị, quân thường tiếu thản nhiên nói, bổn tọa tìm tới đại đệ tử, vốn nên là hỏi hang ân cần thời điểm, các ngươi giống như con ruồi bay tới bay lui, thật làm cho người nổi nóng, chủ nhân, tiểu long long nói, các ngươi đi trước, ta tới đoạn hậu, không cần, quân thường tiếu nâng tay lên, bỏ túi hình nang thu chi đao trống rỗng xuất hiện tại trong bàn tay, một quan lãnh lệ nói, bổn tọa còn chưa từng giết vũ hoàng, ngày hôm nay không ngại trực tiếp giết tám cái, đao này, Lý Thanh Dương đám người sắc mặt đại biến, tại tử vong cốc, tại tràn đầy rắn thú linh thạch quán mạch bên trong, bọn họ đều mắt thấy, đây tuyệt đối là một loại khiến người sợ hãi thần binh lợi khí, tông chủ ngày hôm nay lại lấy ra đến, đây là muốn cầm vũ hoàng chi huyết để tế đao a, à. hừ, huyền linh tông tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, giết chúng ta 8 người, quân tông chủ còn thật không sợ gió lớn chuồng đầu lưỡi, vù vù. Mặt khác 7 tên vũ hoàng tu vi cùng nhau phóng thích, cường thế uy áp như bài sơn đảo hải áp xuống tới, quân thường tiếu hai ngón tay đặt tại nang thu chi đao trên chui đao, trong không gian giới chỉ in ấn chi phù đã nắm nhưng là, chuẩn bị bóp nát lúc, chuẩn bị tế ra 40 mét đại đao thời khắc, lục thiên thiên bay lượng mà đến, rơi vào quân thường tiếu trước mặt, vô ý thức đem hắn hộ tại sau lưng, ngọc thủ dơ lên, lấy ra một vật nói, băng đế chi lệnh ở đây, người nào dám can đảm lỗ mãn, đó là khối viền vàng lệnh bài, phía trên khắc lấy băng đế chi lệnh bốn chữ, ngươi, huyền linh tông tông chủ cả kinh nói, ngươi vì sao lại có băng đế lệnh bài, hắn mặt khác bảy tên tông môn chi chủ cũng là sắc mặt đại biến lại cũng vội vàng đem uy ác thu hồi lên hiển nhiên không dám ở băng đế tính vật trước mặt lỗ mãn băng đế tiền bối y bác lục thiên thiên bình thản như nước nói ta kế thừa cái gì làm sao có thể tám tên tông môn chi chủ ánh mắt nổi lên khó có thể tin băng đế tại vạn năm trước thì biến mất đến nay không rõ sống chết đột nhiên thình lình có người xuất ra tính vật nói kế thừa lão nhân gia ông ta y bác đây quả thực thật không thể tin ps chương thứ sáu đã bạo phát còn đợi gì mà không bút đầu bút phiếu cảm tạ hai ngày này khen thưởng người cũng cảm tạ kidian phương diện người khen thưởng phiếu đề cử đã xếp tại tổng bản người thứ ba trời sáng nhìn trạng thái như thế nào thuận thế tiếp tục tái chiến mục tiêu tuần này ổn định top 5, bái nhờ mọi người cuối đầu phiếu đề cử mỗi ngày đều sẽ đưa tầm hạng một cũng không có thực chất ý nghĩa bởi vì không có một phân tiền thu nhập trước kia ta đều tiện thể cầu một chút phi tuần này liền nghĩ vén tay áo lên làm một vố lớn ta muốn biết tại dưới các ngươi trợ giúp mạnh nhất tông đến cùng có thế có bao nhiêu tiềm năng một vạn năm quá lâu chỉ tranh tuần này có thế viết ra cầu nguyệt phiếu kịch tính đến ta mẹ nó cũng là nay lục thiên thiên xuất ra lệnh bài tám tên tông môn chi chủ vội vàng thu hồi phóng thích uy áp khí tức cái này khiến chuẩn bị bóc nát in ấn chi phù chuẩn bị xịt tóc ép thẳng quần áo trang bức quân thường tiếu ánh mắt xuất hiện hoảng hốt dạ tinh thần trong lòng cũng là hiện sóng gió luận bối phận băng đế thuộc về tinh vẫn đại lục thế hệ trước đứng đầu cường giả năm đó thành tựu vũ đế về sau đối phương đã ẩn thế thật lâu chưa từng có người có vinh dự thấy diện mạo không nghĩ tới cho đến ngày nay lục thiên thiên có thể được đến hắn y bác tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại cơ duyên nữ hoa huyền linh tông tông chủ nói ngươi nói nhưng là là thật ngươi là đang chất vấn băng đế chi lệnh lục thiên thiên thanh âm hoàn toàn như trước đây băng lãnh không có pha tạp bất cứ tia cảm tình nào vạn cổ tông đệ tử nghe được rất dễ chịu vẫn là như lúc đầu tình cảnh vẫn là ban đầu mùi vị chúng ta đại sư tỷ một điểm không thay đổi không thay đổi sư tỷ tản mát ra băng hàng chi khí so trước kia càng dày đặc khí chất cũng càng cao lạnh càng lúc càng giống không dính khói lửa trần gian tiên tử người khổng lồ hóa tiểu long long ánh mắt xuất hiện hoảng sợ thì liền tăng vọt hỏa diễm cũng nhất thời nhược hóa không ít đây là tới từ từng bị băng phong về sau sinh ra to lớn tâm lý lục thiên thiên nói các ngươi có thể nghi vấn ta nói chuyện nhưng có thể nghi ngờ băng đế chi lệnh sao không thể lệnh bài bên trong thấu phát một cổ vô thượng hàng uy tám tên vũ hoàng có thể khẳng định đây tuyệt đối là băng đế đại nhân tính vật mà không phải một hai lượng bạc liền có thể tạo ra vật mô phỏng lục thiên thiên nói các ngươi cũng đều là băng đế tiền bối năm đó sáng tạo tông môn chi nhánh bây giờ ta là hắn truyền nhân y bác, các ngươi tại sao không bái, tám tên vũ hoàng sắc mặt đột biến, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau một cái, dù có vạn phần không muốn, lại cũng chỉ có thế chấp tay nói, thất lễ, to hơn một tí, quân thường tiếu nói, không có nghe rõ, nhìn thấy bọn này tông chủ, đối đệ tử lệnh bài rất kiên kỵ, hắn bắt đầu bựa, còn nang thu chi đao cũng sớm thu hồi, bởi vì hoàn toàn không cần thiết vận dụng, cũng là giảm bớt một cái in ấn chi phù, gặp quân tông chủ cái kia hung hăng càng quấy bộ dáng, tám tên vũ hoàng kém chút vén lên tay áo đem hắn vây quanh hung hăng cuồng loạn một hồi, nhưng băng đế chi lệnh tại trước mặt đứng thẳng, tựa như một tòa núi lớn ép không dám thở, vạn năm trước băng đế tuyệt đối là vô thượng quyền uy, bất kỳ người nào không dám ngỗ nghịch, càng những thứ này đông bắc lô châu thế lực, tiền thân đều là theo băng đế sáng tạo tông môn tách ra, thủy chung tôn chỉ là cung phụng tổ tiên, cho nên, bọn họ chỉ có thể chấp tay, lần nữa nói, thất lễ, thanh âm to, lực lượng mười phần, quân thường tiếu hài lòng nói, cái này còn tạm được, bộ dáng thật cần ăn đòn, nếu như không phải ngăn cách màn hình, tác giả đều muốn cạo chết hắn lục thiên thiên thản nhiên nói còn không đi tám tên vũ hoàng sắc mặt nhất thời khó nhìn lên đến đông bắc lô châu đập phá quán gia hỏa còn chưa trả ra thê thảm đau đớn đại giới cứ như vậy đi thật là không cam tâm a à. các ngươi không đi quân thường tiếu nói chúng ta đi đại đệ tử tìm tới cực hàng cung cũng thu thập hắn không lo lắng mang đệ tử đi rất an tường lúc này đi nói nhảm nữ nhân kia có băng đế chi lệnh gặp lệnh như gặp người tám tên tông chủ khẳng định không dám lỗ mãn cái này vạn cổ tông thực ngưu bức đệ tử lại là băng đế tiền bối truyền nhân y bác đứng ở đằng xa đông bắc lô châu võ tu đều nghị luận lên đồng thời cũng ý thức được ngày hôm nay cực hàng cung triệt để cắm ngã nhào núp trong bóng tối hai tổ chức lớn cao thủ có chút mộng bọn họ vốn là tính toán tại quân tông chủ nguy nan lúc xuất thủ tương trợ kết quả hoàn toàn không có cơ hội đăng tràn dạng này cũng tốt nếu như hai tổ chức lớn xuất hiện cho dù bảo vệ quân thường tiếu việc này cũng sẽ theo tông môn ân oán trong nháy mắt thăng cấp làm hai châu ân oán sẽ chỉ làm vấn đề nghiêm trọng hơn hóa một trận xung đột theo lục thiên thiên lấy ra băng đế chi lệnh tuyên bố kết thúc, quân tông chủ mang đệ tử cũng coi như toàn thân trở ra, nói đến toàn thân trở ra, để cho ta muốn tính toán, trực tiếp tại chỗ nở hoa đi, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ vô vãn bất thắng, thu hoạch được điểm cống hiến 2.000 điểm, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ toàn thân trở ra, thu hoạch được điểm cống hiến 3.000 điểm, đinh. Điểm cống hiến, 20.000-20.000, 20 đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, vô vãng bất thắng, thu hoạch được che giấu khen thưởng, kinh nghiệm chi phù 1, cực phẩm tư chất cải tạo dịch năm, đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, toàn thân trở ra, thu hoạch được che giấu khen thưởng, kinh nghiệm chi phù 1, thượng phẩm kiếm đạo tư chất dịch một, vô vãng bất thắng đại biểu, giết tới cực hàng cung, lấy thực lực tuyệt đối ngược đối phương không hề có lực hoàng thủ, toàn thân trở ra đại biểu, dù là có 8 tên vũ hoàng vây khốn, vẫn thành thạo an toàn thoát ly, không có cái gì tổn thất, thoải mái đi tại băng tuyết ngập trời bên trong quân tông chủ la lớn thích nhất vẫn là khen thưởng hai tấm kinh nghiệm chi phù cùng thượng phẩm kiếm đạo tư chất cải tạo dịch theo lấy lúc trước kinh nghiệm đến xem sử dụng về sau thỏa thỏa có thể đột phá cửu phẩm kiếm vũ song vương lại hơi tu luyện một đoạn thời gian bước vào đỉnh phong liền có thể kích phát sử thi nhiệm vụ bước vào võ đạo chi hoàng ở trong tầm tay càng thượng phẩm kiếm đạo tư chất dịch cái này nếu như sau này phục dụng kiếm đạo chi hoàng dễ như trở bàn tay dưới một ngọn đồi đầy gió tuyết lạnh lẽo vạn cổ tông đệ tử tạm thời dừng lại chỉnh đốn tại cực hàng cung trải qua một trận chém giết tuy nhiên thống khoái đã nghiền nhưng mà có lan kỵ binh không thể tránh né bị thương cũng may có linh khải hộ thể thân thể lại cực mạnh đơn giản là vết thương nhẹ các sư huynh lý thượng thiên ngồi sổng ở tảng băng ôm đầu trung lẫy bẫy nói ra tay nhẹ một chút tô tiểu mạc cùng lý phi bọn người đem hắn vây quanh từng cái nắm quyền đầu ánh mắt nổi lên khiếp người hồng mang tại cực hàng cung bọn họ không chỉ có muốn phân tâm đi cùng địch nhân giao chiến lại còn hắn meo phân tâm đến đề phòng đằng sau tùy thời bắn tới viên đạn. tô tiểu mạc âm trầm cười nói, ta chịu bốn thương, thì đánh bốn quyền. Móa ta chịu sáu thương. lý phi phát điên nói, điền thất nghiến răng nghiến lợi nói, ta tuy nhiên chỉ chịu hai phát, nhưng toàn đánh vào trên mông, liền cách chỗ kia có một chút. cái này nếu không phải sớm bảo vệ, hậu quả khó mà lường được. còn chờ cái gì? tô tiểu mạc một bước phóng ra, chế trụ lý thượng thiên thân thể, dắt cuốn họng nói, mấy ca, bàn hắn, bành, 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 a. À thời gian qua một lát, Lý Thượng Thiên bị ngược đầu đầy bao lớn, con mắt hiếp thành một khe hở, bộ dáng muốn bao nhiêu bi thảm thì có bấy nhiêu bi thảm, nãy nãy, ta về sau cũng không tiếp tục nghịch súng, trên đồi băng, Lục Thiên Thiên theo một đám chơi đồ sư đệ trên thân thu hồi ánh mắt, nói, để trưởng môn lo lắng, nói ra mấy chữ này, khiến người ngoài ý, người không có việc gì liền tốt, quân thường tiếu nói, bất quá, nhớ kỹ, môn phái đã thăng làm tông môn, về sau muốn gọi bổn tọa tông chủ, minh bạch, tông chủ. Lục Thiên Thiên nói quân thường tiếu hiếu kỳ nói, ngươi làm sao kế thừa băng đế y bác, lục thiên thiên nói, ta tại vô ngân băng hải cùng cực hàng cung cường giả giao thủ, không địch lại bị thương mà chạy, ngoài ý muốn xâm nhập băng đế lúc còn sống ẩn cư mảnh đất, bị thương mà chạy, quân thường tiếu ánh mắt lạnh lẽo âm u nói, thương tổn ta tông môn đại đệ tử, không có đem cực hàng cung trực tiếp diệt, coi như hắn vận khí tốt, nhìn lên trước mặt mang theo tức giận bóng lưng, lục thiên thiên trong lòng dâng lên ấm áp, nguyên bản tại vừa rồi thì có vỡ tan tâm cảnh, lần nữa vỡ ra từng đạo từng đạo khe hẹp gần nhất có thể vững chắc xuống tâm lạnh như nước chi cảnh, xem như triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thực cực hàng cung cũng thật xui xẻo, ngay từ đầu, cho rằng lục thiên thiên có đặc thù băng hệ thể chất, muốn chiêu vào môn hạ, nhưng là, đối phương cùng tuyết tung cốc mâu thuẫn càng nghiêm trọng, đến mức dần dần thoát ly bản ý, sau cùng phát triển đến truy nã, cũng tại vô ngân băng hải gặp giao thủ lên. Nếu như cực hàng cung kiên trì ngay từ đầu nguyên tắc, chính là chiêu mộ mà nói, liền sẽ không có vạn cổ tông chạy thật nhanh một đoạn đường dài đánh tới, liền sẽ không rơi vào kết quả như vậy tính toán là cảnh báo một chút đi, một cái nói cho toàn bộ đại lục, ta vạn cổ tông không nên tùy tiện treo chọc cảnh báo, đương nhiên, có quan hệ quân tông chủ kém chút diệt đi cực hàng cung, sau kinh động tám tên tông chủ sự việc, tất như kình phong tại toàn bộ đại lục truyền lại, thế tất nhất lên một vòng mới nhiệt nghị, sau đó thì sao? Quân thường tiếu tiếp tục hỏi, lục thiên thiên nói, ta tại băng đế tiền bối ẩn cư mảnh đất đạt được hắn lệnh bài, đi ra vô ngân băng hải, nghe được tuyết tung cốc bị diệt sự việc theo có số lớn cưỡi sói thú võ giả giết tới tuyết tung cốc tin tức bên trong nàng đoán ra là tông chủ và đồng môn cách làm sau đó tiến về cực hàng cung lục thiên thiên giải quân thường tiếu khẳng định biết được mình bị truy nã tin tức sau đó dẫn người đến vì chính mình đòi công đạo hết thảy như nàng đoán đi vào cực hàng cung tông chủ và đồng môn đã cùng đối phương chiến lên một khắc này lục thiên thiên tâm cảnh nhận trước tất cả vì trùng kích vốn là tâm lạnh như nước chi cảnh giới sinh ra vỡ tan đến đông bắc lô châu vì là ổn định cảnh giới đột phá càng cao tầng thứ kết quả thất bại trong gan tất, quả thật tạo hóa trêu người, còn muốn ở chỗ này tiếp tục lịch luyện. Quân thường tiếu nói, lục thiên thiên nhìn lấy hắn, nói, có thể chứ, cái kia băng lãnh bất cận nhân tình trong ngôn ngữ, có nhàn nhạc khẩn cầu chi ý, thay đổi, tuy nhiên vẫn là cho người ta vô cùng băng lãnh cảm giác, nhưng ít ra pha tạp nhân tình vị. Quân thường tiếu nói, nếu như ở chỗ này có thể cho ngươi càng nhanh đột phá, lưu lại lịch luyện cũng không phải không được, đa tạ tông chủ. Lục thiên thiên nói, nhưng là, quân thường tiếu chân thành nói, gặp được nguy hiểm, nhất định muốn lập tức lên liên hệ tông môn, bổn tọa quyết không cho phép có người thương tổn ngươi, dù là động tới ngươi một sợi tóc, sau cùng một đoạn văn ngữ khí tăng thêm rất nhiều, tạch tạch tạch, vô hình vỡ vụn âm thanh, tại Lục Thiên Thiên trái tim vang lên, nàng ánh mắt rất nhỏ lắc lư, sau đó vô ý thức xoay người sang chỗ khác, thấp giọng nói, đệ tử biết. Đương nhiên, quân thường tiếu ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nói, bất luận cái gì một tên đệ tử, bổn tọa đều không cho phép bị người khác khi dễ, dưới bầu trời đầy tuyết rơi, tại cái kia loại cường thế khí thế hạ bị trong nháy mắt bốc hơi lục thiên thiên không có đi theo tông chủ trở về vạn cổ tông tính toán dù sao vừa thu hoạch được băng đế truyền thừa cần tại đây băng hàng mảnh đất tu luyện đến càng nhanh đột phá quân tông chủ cho phép chỉ cần đệ tử người không có việc gì tại đông bắc lô châu làm sao lịch luyện cũng không có vấn đề gì đương nhiên quân thường tiếu không có khả năng nói đi là đi đã đến chỗ này khẳng định phải mang đệ tử thật tốt du ngoạn thể nghiệm phong thổ nhân tình huống chi cái này băng tuyết ngập trời mảnh đất khắp nơi đều là phong cảnh a a à. băng cốc bên trong chân đức tuấn phẩm một ngụm đông bắc lô châu ngâm liệt tửu nói vẫn là băng nguyên rượu quá nóng bỏng a à. Hắc, hắc tô tiểu mạc bưng một chén rượu theo sát đi tới hết sức tươi cười nói chân lão dạy một chút ta trận pháp chứ sao xéo đi chân đức tuấn nói một bên chơi đi soạt ngay tại trên đất dựng lên một cái nồi lớn quân thường tiếu đem vừa mới chặt tốt thịt nát ném vào huy động cái thì lớn nói ngày hôm nay cho các ngươi làm một đạo thức ăn liễu uyển thi không có tới lý thanh dương lại quá kém nấu nướng công tác thì rơi vào trên đầu của hắn, lúc trước còn xuất lĩnh đệ tử tại cực hàng cung giết trái giết phải, bây giờ lại buộc lên tạp về, tại đất tuyết nấu ăn, đây chính là quân thường tiếu, một cái thủ đoạn độc ác ma quỷ, một cái vào đến nhà bếp đậu bỉ, tông chủ, Lý Thượng Thiên nói, người tay nghề này cùng đô đô so kém xa. Bành Cả khuôn mặt lõm, sau đó bành một chút đánh vào băng sơn hình thành chữ đại, thiếu nữ hóa ma lĩnh hắc ưng thu hồi tay nhỏ, gần sóng không gian tiêu tán, mặt lạnh lùng nói, bất kỳ ai nghi ngờ chủ nhân, đều phải tiếp nhận ta tiểu ma tiên chế tài. Đúng, nàng gọi tiểu ma tiên, quân thường tiếu vừa cho tên, hơn nữa còn có cái phong cách Tây tiền tố, ba la la, nha đầu, quân tông chủ một bên xào lấy đồ ăn, một bên nghiêm túc nói, ngươi là nữ hài tử, nói chuyện nhất định muốn hàm súc, nếu như đánh người mà nói, có thể nói để cho ta tới độ hóa ngươi đi, độ hóa, tiểu ma tiên khó hiểu nói, có ý tứ gì nha, cũng là để cho ta tới thu thập ngươi đi. Quân thường tiếu nói, minh bạch, tiểu ma tiên đứng lên, đi chân đất đi đến băng sơn bên trên, chỉ miệng méo mắt lắc lý thượng thiên, ngạo nghễ nói: "Để cho ta tới độ hóa ngươi đi." Oanh, 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 mạng thiên phi vũ, một hồi đánh tung. Tô tiểu mặt bọn người không đành lòng nhìn thẳng quay đầu đi, thầm nghĩ: "Tông chủ cái này có thể biến ảo hình người khế ước thú, so tiểu long long còn đáng sợ hơn a." À? "Đúng, tiểu long long đâu?" Mọi người vội vàng tìm kiếm, chỉ thấy tên kia khôi phục nguyên bản bộ dáng, cao ngạo ngồi tại một chỗ núi băng nhỏ bên trên, rất có ta muốn tìm bại một lần, lại thiên hạ vô địch khí thế, thực tâm lý hoảng sợ một hồi bởi vì lục thiên thiên tại phải giữ một khoảng cách tông chủ tay nghề không tệ a à, đồ ăn ra nồi chúng đệ tử vây quanh nhao nhao khen không dứt miệng kết quả là tại trong tuyết cúc ngàn tên đệ tử vây tại một chỗ ăn chung nồi hình ảnh mười phần duy mỹ thiên thiên quân thường tiếu nói ngươi sư đệ vì ngươi cách xa vạn lý đi tới nơi này đông bắc lô châu cùng người khác đánh nhau thân là sư tỷ không phải nên biểu lộ thái độ một chút sao đại sư tỷ gặp nạn chúng ta tới tương trợ cái này cũng là phải tô tiểu mạc nhếch miệng cười nói Lý Lý Vân Phi cười nói, chúng ta đều là một cái tông môn, thân như huynh đệ tỷ muội, gặp được nguy hiểm, đồng môn không giúp đỡ, còn có thể đi dựa vào ai đây? Nói không tệ, Quân Thường Tiếu nói, cùng là vạn cổ tông đệ tử, liền muốn thân như huynh đệ tỷ muội, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ba, Lục Thiên Thiên đi đến trước tảng đá, đem bình rượu lăn lộn một hồi, rót đầy một bát rượu, nhẹ nhàng dơ lên, băng lạnh ánh mắt quét qua ở hiện trường đồng môn, nàng cũng không nói chuyện. Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ bọn người minh bạch sư tỷ có ý tứ gì, sau đó nhao nhao dơ lên rượu, lục thiên thiên đem nóng bỏng liệt tử uống một hơi cạn sạch, xoát. Xoát, Lý Thanh Dương bọn người động tác thống nhất, đem rượu uống sạch sẽ, bọn họ không nói tiếng nào ở giữa giao lưu, hết thảy chỉ ở trong lòng, đều ở trong hương rượu nóng bỏng, trong thế giới tuyết bay đầy trời, vang lên dễ nghe giai điệu, cũng chậm chậm hát đến, thương hải nhất thanh tiếu, thao thao lưỡng ngạn triều, phù trầm tùy lãng, chích ký kim triều, thương thiên tiếu, phân phân thế thượng triều, thủy phụ Thùy thắng xuất, thiên tri hiểu. Đại sư tỷ trên núi băng, Lý Thanh Dương bọn người cưỡi tại cụ phong lan bên trên, quay đầu tương vọng nói, chúng ta về trước đi, Nao ô. Tiếng sói gào vang vọng bầu trời, từng đạo từng đạo màu xanh lam lưu quan giống như thủy triều theo băng nguyên chi địa phi nhanh mà đi. Ly, ma lĩnh hắc ưng huy động cánh vạch phá bầu trời, quân thường tiếu xếp bằng ở trên lưng, bóp nát hai tấm kinh nghiệm chi phù, cửu phẩm kiếm vũ song vương chi thế bạo phát, khí vận đang điền nói, phạm ta vạn cổ tông, xa đâu cũng giết, tiếng như ẩn chứa cực mạnh xuyên thấu lực, tại đông bắc lô châu bầu trời quanh quẩn năm, sáu ngàn dặm bên ngoài võ tu đồng đều cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Ma sát tông phân đà, đại đà chủ bùng một cái nhảy dựng lên, khó có thể tin nói, vạn cổ tông kém chút đem cực hàng cung cho diệt. Vâng, đại đà chủ. Thủ hạ nói, đại đà chủ trực tiếp ngồi xuống, khắp khuôn mặt là thật không thể tin, căn cứ hắn biết được tình báo, quân thường tiếu chỉ đem ngàn tên hai bên đệ tử thì cái này điểm lực lượng cũng có thể kém chút diệt đi một cái mấy vạn đệ tử tứ lưu tông môn, mà lại, đó là người ta địa bàn A, người nào không biết, tu luyện băng hệ võ tu tại băng tuyết ngập trời hoàn cảnh hạ chiến đấu lực cực kỳ cường thế dựa vào ngàn tên người kém chút diệt đi quả thực nói mơ giữa ban ngày chuyện không có khả năng quân thường tiếu cùng đệ tử làm đến giờ phút này có quan hệ cực hàng cung nhất chiến tin tức như cuồng phong như mưa to tại toàn bộ tinh vẫn đại lục bao phủ rất nhiều thế lực biết được về sau đều trừng to mắt càng vẫn phải biết rõ quân thường tiếu trước khi đi tại bầu trời ở giữa hô lên câu kia phạm ta vạn cổ tông xa đâu cũng giết cảnh cáo trần trụi cảnh cáo đi người khác địa bàn hô lên bực này lời nói là bực nào phách lối vạn cổ tông một ngọn núi mây khói mờ ảo một tên tiên phong đạo cốt lão giả vuốt vuốt chồng râu nói có chút ý tứ tông chủ một người trung niên cung kính nói gần nhất cái này tây nam dương châu tông môn làm rất nhiều việc để người khác bất ngờ danh tiếng nhất thời có một không hai lão giả cười nói mỗi một cái có tiềm lực tông môn sinh ra đều sẽ như đá tử rơi vào trong nước nhất lên liên y nhưng chân chính có thế đặt chân ở thế chỉ là ít càng thêm ít không cần đi để ý huống chi hắn dừng một chút một tay vất lên ngón tay khô gầy bên trong bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện quân cờ nhẹ nhàng đặt ở trên bàn cờ nói hiện tại tinh vẫn đại lục tựa như một đầm nước động cần loại này tinh thần phấn chấn thế lực đến trung chuyển thiên hạ bố cục trung niên nhân sắc mặt biến hóa nói tông chủ rất xem trọng vạn cổ tông xem trọng hay không không quan trọng lão giả nỉ non nói vẫn phải nhìn nó tự thân tạo hóa dĩ vãng quận châu võ giả gặp mặt câu nói đầu tiên là ăn không hiện tại là nghe nói không nếu như ai hỏi nghe nói cái gì khẳng định sẽ bị xem thường, coi là dị loại. Vạn cổ tông làm ầm ĩ lớn như vậy sự việc, truyền khắp tin vẫn đại lục, cơ hồ người người đều đang nghị luận, người người đều đang đồn truyền bá, thật là có hướng thiên hạ người nào không biết quân tiết tấu đi xu thế, có cho rằng phát lối, có cho rằng ngé con mới sinh không sợ cọp. Nói tóm lại, đối vạn cổ tông cái này cái tông môn, thì cùng tác giả viết sách một dạng, tuyệt không có khả năng đến tuyệt đối khen ngợi, khó tránh khỏi sẽ bị các châu võ giả sau lưng oán thầm, ta có thể tiếp nhận vinh dự cũng tương tự sẽ tiếp nhận hết thảy chửi bới cùng chửi rủa nhưng là lấy quân thường tiếu tính cách tuyệt sẽ không tiếp nhận chửi bới cùng chửi rủa không phải vậy vài phút cầm vũ khí chống cái vạn cổ tông tại các châu đánh giá thái độ không thế nào tốt tại tây nam dương châu lại bị vô số võ tu làm thần tượng cùng anh hùng từ xưa đến nay bao nhiêu ngoại lai tông môn giết vào nhà mình địa bàn gây hấn gây chuyện bây giờ đánh ra châu môn đem nhà khác tứ lưu thế lực máu ngược đây tuyệt đối hả hê lòng người trong lúc nhất thời vạn cổ tông danh tiếng tại tây nam dương châu đạt đến đỉnh điểm trở thành thiếu niên thiếu nữ lớn nhất hướng tới võ đạo thánh địa, cha, mẹ, hài nhi lập chí, tương lai một nhất định phải trở thành vạn cổ tông đệ tử, loại lời này tại hai năm trước, sẽ bị các gia trưởng kiên quyết phản đối, bây giờ không chỉ có vui mừng hài tử rốt cục lớn lên, sẽ còn đi cổ vũ, kiên trì chính mình mộng tưởng, làm một cái tông môn có đầy đủ vi vọng, hội trùng kích chung quanh sinh hoạt thậm chí văn hóa, thanh dương quận 8 tòa thành trì, cúng lên một cổ vạn cổ tông chi phong, đầu tiên, tại y phục làm bên trên tiến hành cải cách, cực kỳ chặt chẽ trang phục bị vứt bỏ, dần dần đổi thành vạn cổ tông đồng phục như vậy ngắn gọn mà sức sống mới xuất hiện trang phục loại này mặc lấy phía trên biến đổi càng tại thượng tầng nhân sĩ bên trong phổ cập nhất đi thăm bạn bè hoặc tổ chức thịnh đại yến hội nam tính mặc áo ngắn hiển thị rõ ngắn gọn nữ tính nhiều lấy váy ngắn trang điểm đem tốt dáng người bày ra tạ nghiễm côn cũng ở đựng bên trên tiến hành quyết đoán cải cách lựa chọn chuẩn bị chu toàn người cũng so dĩ vãng càng có tinh khí thần thụ thành chủ cùng thượng tầng nhân sĩ trùng kích kiểu mới trang phục trào lưu bắt đầu xâm nhập phổ thông người dân tinh vẫn đại lục truyền thống trang phục cho người ta một loại ngột ngạt cảm giác thụ vạn cổ tông đồng phục dẫn dắt dần dần chuyển thành đủ mọi màu sắc muôn hoa đua thắm khoe hồng đến mức đi tại thanh dương thành đường phố chính nhìn lấy trang phục nhan sắc đều không đồng hành người cảm giác tựa như tiến vào gần hiện đại thành thị loại này bầu không khí tại dần dần ăn mòn xung quanh thành trấn thậm chí hướng hắn quận lan tràn tin tưởng không cần bao lâu toàn bộ tây nam dương châu sẽ bị loại này bầu không khí thay thế từ đó trở nên càng tuổi trẻ càng càng ngập sức sống làm vì một tên cả người đầy chất văn hóa nhân văn tông chủ, quân thường tiếu trở về tông môn về sau, Thủy Trung cân nhắc một vấn đề, môn phái đề bạc tông môn, trước đánh lui Tây Vận Châu năm cái tông môn, lại đem cực hàng cung cho thu thập một hồi, thu hoạch đầy đủ bi vọng, tại sao không hề chơi lớn một chút, dù sao náo cũng náo, dứt khoát liền để càng nhiều người minh bạch, ta vạn cổ tông không thể trêu chọc, không cho phép trêu chọc, suy nghĩ một khi thăng lên, hoàn toàn ép không đi xuống, quân tông chủ gọi đến chân Đức Tuấn, đem ý nghĩ của mình nói ra, hỏi, chân lão, ý như thế nào? Ba, chân đức tuấn vỗ bàn một cái, nói, còn cần nói, muốn làm thì phải làm lớn, muốn nổ thì nổ càng nhiều. Hai cái người điên đến cái ánh mắt đối mặt, chợt trung vai hư cười rộ lên. Tiếp nhân quý, quân thường tiếu thanh âm tại tông môn đột ngột vang lên. Chính thao luyện thành viên tiếp nhân quý khẽ giật mình, khóe miệng co giật nói, cái này vừa trở về, sẽ không lại đi châu khác đập phá quán đi. Điểm binh ngàn tên, quân thường tiếu thanh âm truyền đến, theo bổn tọa giết hướng ma sát tông phân đà. Đúng, tiếp nhân quý tuân lệnh vừa mới trở về ngàn tên thành viên, lần nữa cưỡi lên cụ phong lan góp chạy vội ra thiết cốt sơn, chỗ đi vị trí chính là ma sát tông phân đà. Quân thường tiếu lần này không có cửi ma lĩnh hắc ưng, mà chính là đổi lại cụ phong lan vương, tiến về trên đường, thẳng nhiên nói, cả gốc lẫn lại thu sổ sách thời điểm đến, ma sát tông phân đà. Đại đà chủ mấy ngày nay một mực ăn ngủ không yên, bởi vì vạn cổ tông kém chút diệt đi cực hàng cung, liền đại biểu cái này đã từng bất nhập lưu môn phái, đã mạnh đến không thể tưởng tượng cấp độ, đệ tử bị khi phụ thì dám vạn lý cực nhanh tiến tới đi cùng người ta đánh nhau, cái kia quân thường tiếu tuyệt đối là có thù tất báo hạng người. Năm đó Tông Môn từng nhìn trộm hắn thanh long yển nguyệt đao, chính mình còn phái gian tà bọn người đi thiết cốt sơn, một khi có thực lực, dẫn người giết tới tuyệt không ngoài ý muốn, không được, đại đà chủ đứng dậy, trầm giọng nói, đến mau chóng thông báo tổng bộ, hy vọng phái cường giả tỏa trấn Tây Nam Dương Châu Phân Đà, đại đà chủ, nhưng vào lúc này, một danh thủ hạ báo lại, gian tà tới gặp. Đại đà chủ ngạc nhiên nói, hắn không có ở đây gian gia trấn làm khất cái, làm sao tới. Chẳng lẽ cũng là lo lắng quân thường tiếu có thù tất báo, không dám ở tại trên thị trấn, Giang diêm vương sải bước đi tới, chắp tay nói, đại đà chủ, từng, đại đà chủ uống một ngụm trà, hai đầu lông mày nổi lên ngạo nghễ. tuy nhiên hắn thực lực so ra kém gian tà, nhưng thân là ma sát tông phân đà đà chủ, quyền vị càng cao, đại đà chủ, gian tà nói, ta muốn tìm người, có tin tức sao, ba, đại đà chủ đem chén trà để lên bàn, không nhịn được nói, có tin tức lời nói, bổn tọa sẽ thông báo cho ngươi. Giang tà ngồi xuống, một quan lãnh lệ nói, ta giang tà vì ma sát tông hiệu mệnh nhiều năm như vậy, mỗi lần đổi lấy đều là lừa gạt, thì muốn hỏi một chút, ngươi có hay không đang giúp ta tìm người? Giang tà, bên cạnh thủ hạ âm thanh lạnh lùng nói, chú ý ngươi nói chuyện khẩu khí. Cạch, giang tà đứng lên, dơ lên đe sớt y gờ, bành nhất thương đem đối phương trực tiếp nổ đầu, lạnh lẽo âm u nói, hôm nay tới là để cho ngươi biết, ông đây mặc kệ, đại đà chủ trực tiếp đứng lên, nhìn thấy thủ hạ ầm vang ngã xuống đất, ánh mắt nổi lên kinh hãi nói, thần thần uy súng lửa, nhìn tới, quân thường tiếu từ bên ngoài cất bước mà vào, ngồi ở bên vị trí đầu não, hai chân tréo ngoảy nói, đại đà chủ không có ít hỏi thăm ta vạn cổ tông, liền thần uy súng lửa đều biết, đại đà chủ sắc mặt đại biến, cả kinh nói, ngươi làm sao tới, quân thường tiếu nhìn về phía gian tà, nhiều hứng thú nói, hắn ý tứ này, bổn tọa không thể đến, đúng, gian tà nói, tông chủ, tông chủ, tên này gọi hắn là tông chủ, chính thức giới thiệu một chút. Quân thường tiếu chỉ chỉ gian tà nói, ta vạn cổ tông trưởng lão, cũng đa tạ ma sát tông những năm nay chiếu cố. Đại đà chủ cả giận nói, gian tà, ngươi cái này là công nhiên phản bội ma sát tông, chẳng lẽ không biết sẽ có kết cục gì sao, thật có lỗi. Giang tà nhún nhún vai, nói, ta cũng không phải ma sát tông đệ tử, chưa nói tới phản bội, đáng giận gia hỏa. Đại đà chủ phẫn nộ, oanh, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến nổ vang âm thanh, có treo ma sát tông phân đà bản hiệu đại môn, bị tiêu tội kỹ một quyền oanh nát bét, giết, vạn cổ tông đệ tử cầm kiếm xông tới theo phòng nhỏ lao ra ma sát công phân đà đệ thành viên, đột nhiên đối mặt địch tập, còn thử muốn cầm vũ khí phản kích, kết quả căn bản không phải kẻ địch nổi, liền bị giết không còn mảnh giáp, cái này chung quy không phải phân đà, thực lực miễn cưỡng có thể so với lục lưu môn phái, vạn cổ tông đệ tử mới từ tứ lưu tông môn nơi này giết tới, cùng bọn hắn đấu quả thực không biết chết chữ viết như thế nào, xong, xong, đại đà chủ tâm lý tặc lạnh, hắn đoán đúng quân thường tiếu là cái có thù tất báo hạng người, chính là không nghĩ tới, Đối phương mới từ Đông Bắc Lô Châu trở về thì giết tới chính mình nơi này, căn bản không cho thời gian đi chuẩn bị. Đại đà chủ, quân thường tiếu 10 ngón chụp cùng một chỗ, nói, ngươi hẳn phải biết bổn tọa lần này đến đây, có chuyện gì quan trọng a? À? Phốc, phốc, trong đại sảnh chuyện trò vui vẻ, đại điện bên ngoài đệ tử giết đến say sưa, đang dệt ra một mặt hài hòa, một mặt tàn nhẫn tràn cảnh tới. Đại đà chủ sắc mặt càng khó coi, trong lòng bàn tay lòng bàn chân toàn thân mồ hôi, đây không phải thận hư triệu chứng, đây là bị hoảng sợ, nhắc tới cũng kỳ quái, Quân thường tiếu ngồi bên cạnh, cũng không có thả thả bất luận cái gì khí thế, lại làm cho hắn rất cảm thấy núi lớn áp lực, thì liền hô hấp đều biến đến dùng dập lên. Đại đà chủ nếu như biết, trước mắt là danh hàng thật giá thật cửu phẩm kiếm vũ song vương, liền sẽ rõ ràng chính mình vì gì e sợ như thế. Quân tông chủ, hắn lấy dũng khí nói, cái này trong khoảng thời gian này, ta ma sát tông nhưng là không có đắc tội qua vạn cổ tông. Trước kia đâu, đại đà chủ rung lẫy bẫy nói, quân tông chủ, ta ta cũng chỉ là là phụng mệnh hành động A, vừa đạt được tổng bộ mệnh lệnh thời điểm hắn điều động gian tà bọn người đi thiết cốt sơn, nhưng là không phải loại này kinh sợ bộ dáng. Đúng, quân thường tiếu nhớ tới cái gì, nói, đoạn thời gian trước, các ngươi ma sát tông cùng thái không tông tranh đoạt linh thạch quán mạch sự việc thế nào, tên này biết việc này, nhất định là gian tà thông báo, nói. Quân thường tiếu trầm giọng nói, đại đà chủ vội vàng nói, quân tông chủ, ta ma sát tông đánh lui thái không tông, giữ vững linh thạch quán mạch, mở quặng ở nơi nào. Quân thường tiếu nói, cái này. Bành. Lưu quan nổ bắn ra, trực tiếp đánh vào đại đà chủ trên đùi, thân thể đột nhiên nghiêng, quỳ một chân trên đất, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, quân thường tiếu đem bốc khói đe xuất ig họng súng chống đỡ tại đầu hắn bên trên, lạnh lùng nói, bổn tọa vấn đề, ngươi phải một năm một mười nói ra, không có cự tuyệt quyền lợi, ma quỷ, đại đà chủ chịu đựng kịch liệt đau đớn cùng cái tráng truyền đến nóng cảm giác, sắc mặt dữ tợn nói, quân thường tiếu, ngươi nếu dám giết ta, chính là đối địch với ma sát tông, đó là cái ngoan nhân, ngày hôm nay cắm trong tay hắn, có thế còn sống rời đi chắc rất khó dù sao bên cạnh đều là chết, vì không biểu hiện đàn ông một chút, nói thật, quân thường tiếu nói, bổn tọa thật nghĩ để ngươi sống sót, tận mắt nhìn thấy ma sát tông là thế nào bị ta vạn cổ tông diệt, nhưng là... Bành, bóp cò, trực tiếp xuyên thấu đại đà chủ đầu, nói, muốn làm con người kiên cường, khẳng định thành toàn, tại đối đại địch nhân bên trên, quân thường tiếu là thật không có chút nào nhân từ nương tay, đáng tiếc xương cốt cứng rắn đại đà chủ, vốn là chính là biểu tượng đàn ông một chút, nếu như quân tông chủ chơi chút thủ đoạn, khẳng định lập tức cướp vũ khí đầu hàng kết quả liền lần thứ hai hỏi thăm cơ hội cũng không cho thì trực tiếp như vậy nổ súng trên hoàng tuyền lộ hắn khẳng định đang khóc lóc hô to đại ca mình lần sau có thể hay không theo thói quen ra bài lê đường chủ quân thường tiếu thu hồi đe sức ig truyền âm nói điều tra ma sát tông cùng thái không tông tranh đoạt linh thạch quán mạch vị trí càng nhanh càng tốt đúng lê lạc thu lấy truyền âm thuật liên hệ tây nam dương châu các thành trì tình báo cư điểm tai mắt tại đông bắc lô châu sẽ xuất hiện sai lầm tại nhà mình khu vực một khi vận chuyển lại, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm, chúng ta đi, quân thường tiếu theo đại đà chủ trên thi thể bước qua, vừa đi ra đại sảnh, đệ tử đi lên trước, đem chồng áo khoác bằng da khoác ở trên người hắn, sau đó mang lên huyển quan kính trâm, nện bước bên ngoài 8 bước nghênh ngang rời đi, khạch khạch kiệt, ma sát tông phân đà bên ngoài, người điên chân đức tuấn che mặt quái tiếu, sau đó trực tiếp dẫn bạo lôi trận, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, thành lập Tây Nam Dương Châu gần trăm năm ma sát tông phân đà bị sang thành bình địa, không quân thường tiếu đột nhiên xoay người lại nhìn lấy bị tạt ra một cái hố sâu phế tích cắn ngón tay sụp đổ nói trong phân đà bảo vật còn không thu đi a à. tông chủ lý thanh dương thấp giọng nói đệ tử tiến đến việc đầu tiên cũng là vơ vét tài vụ toàn bộ tại trong không gian giới chỉ vốn là tuyệt vọng quân tông chủ nghe xong nhất thời khôi phục trang bức phong phạm cũng vỗ vỗ nhị đệ tử bả vai vui mừng nói rất hiểu ý ta rất hiểu ý ta bành thí thần điện đại môn bị bạo liệt đấm nát mấy tên thành viên thống khổ ngã trên đất Chính tại nghị sự chim trưởng lão cùng Quách Đức Cương nghe được động tĩnh, vội vàng theo đại sảnh đi tới, ánh mắt nổi lên sát ý nói, người nào dám tại ta thí thần điện phân đà muốn. Chữ chết cũng không nói ra miệng, bởi vì quân thường tiếu tại chúng đệ tử chen chút phía dưới đi tới, vô hình thấu phát cường thế khí thế, nhất thời để bọn hắn từng cái không rét mà rung lên, diệt trừ ma sát tông tại Tây Nam Dương Châu phân đà, cái này thí thần điện phân đà khẳng định cũng muốn nhổ tận gốc, sinh tử lôi đài trước, đến từ thí thần điện tổng bộ bạch trưởng lão, từng lớn lối nói, ngày hôm nay, thiết cốt phái phải trên giang hồ xóa tên. Khi đó, quân thường tiếu đang nghe chuyện trên kênh TV Audio CV rất tức giận, nhưng môn phái không có thực lực, chỉ có thể lựa chọn nén giận, cuối cùng vẫn là dựa vào ngụy lão phô trương thanh thế, mới để tên kia kinh sợ thối lui. Cho đến ngày nay, bổn tọa cùng đệ tử có thực lực, đã từng nợ cũ phải vào hôm nay tính toán rõ ràng. Quân tông chủ, chim trưởng lão trầm giọng nói, ngươi đây là ý gì, bành. Tiêu tội kỹ bóp cò, viên đạn đi qua hư không, trực tiếp đem treo ở đại sảnh bên trên khắc có thí thần điện bản hiệu phấn vụn nát còn không hiểu, không có việc gì, quân thường tiếu nâng tay lên, dùng lớn nhất ngay thẳng ngôn ngữ nói cho bọn hắn, diệt, diệt hết, đơn giản hai chữ, khí tràn cỡ nào phách lối, khí thần điện đà chủ cùng hai danh trưởng lão sắc mặt dị thường khó coi, phân đà từ Tây Nam Dương Châu thành lập tới nay, nào có người nào dám quan minh chính đại dẫn người giết tới, ma sát tông phân đà đồng dạng không ai dám trêu chọc, hiện tại thế nào, còn không phải bị sang thành bình địa, quân tông chủ rất cường thế, nhưng chưa hẳn hiện tại thì dám cùng tam lưu tà tông cứng rắn, nhưng thu thập những thứ này phân đà tạp ngư vẫn là có thể quân thường tiếu quách đức cương âm thanh lạnh lùng nói ngươi là muốn hướng ta thí thần điện tuyên chiến sao có thể cho rằng như vậy quân thường tiếu giơ tay sau lưng đệ tử cùng nhau chen vào quách đức cương ánh mắt lấp lóe sát ý chợt đem vũ vương tu vi toàn bộ khai hỏa mang theo uy nghiêm chi thế rơi tại diễn võ trường nhưng vừa mới rơi xuống dạ tinh thần dẫm lên túng vân bộ xuất hiện ở trước mặt hắn một cái tay giơ lên lãnh đạm nói chết khưu thất huyền hà quan phá trong nháy mắt ngưng tụ cũng theo lòng bàn tay phun ra chùm sáng, mang theo vạn quân lực, vô tình xuyên thấu quách đức cương ở ngực, cũng làm xuất hiện ra cái lỗ lớn, bá đạo, không có cảm tình, ngươi. Ý thức phai mờ trước, quách đức cương ánh mắt nổi lên hoảng sợ, đã từng đi thiết cốt sơn, hắn cùng quách trưởng lão từng cùng quân thường tiếu giao thủ qua, bây giờ đối mặt cái này tông môn đệ tử lại trực tiếp bị miễu sát, quách trưởng lão. Chân trưởng lão phẫn nộ hét lớn, theo hắn cùng đi địa ngục đi, dạ tinh thần nâng tay lên, nóng rực hỏa diễm gào thét mà ra, hóa thành một đạo bạo liệt trảm ánh sáng, từ phía trên mà lên bổ xuống, oanh, tại trước mắt bao người, chân trưởng lão bị xích tiêu liệt diễm trảm trực tiếp chém thành hai nửa, sau lưng đại sảnh cũng bị ngọn lửa chi trảm oanh ra một cái cự đại khe tới, hai tên vũ vương, hai chiêu miễu sát, đột phá vũ vương giả dạ tinh thần thực lực quả thực nổ tung, bị nóng trực thủy triều đánh bay ra ngoài thí thần điện phân đà đà chủ ánh mắt nổi lên hải nhiên, giờ phút này, hắn có thể làm, cũng là tận mắt nhìn thấy. Môn hạ thành viên bị vạn cổ tông đệ tử vô tình giết hại, sau đó từng cái ngã trên mặt đất nghệ thuật bắt nguồn từ nổ tung chân đức tuấn đứng tại thí thần điện phân đà ngoài trụ sở mở ra hai tay sắc mặt dữ tợn nói mời thỏa thích đi thưởng thức ầm ầm ánh lôi lấp lóe mặt đất trung chuyển đầy trời bụi đất hạ quân thường tiếu dẫn đầu đệ tử rời đi chính như hắn vội vàng mà đến vội vàng mà đi không mang đi một án mây chỉ đem đi đối phương đếm mãi không hết bảo vật tông chủ bên tai truyền đến lê lạc thu thanh âm tìm tới ma sát tông linh thạch quán mạch quân thường tiếu khóe miệng giơ lên nhàn nhạt cười lạnh tiếp theo thay đổi phương vị mang ngàn tên đệ tử hướng thu hoạch được mỏ quặng vị trí bước đi linh thạch quán mạch tính toán ma sát tông sổ nợ lợi tức đi một ngày này hai cái tam lưu tà tông phân đà bị sang thành bình địa tin tức truyền ra toàn bộ tây nam dương châu nhất thời vì thế mà chấn động đạt được tình báo về sau dịch thiên hành cả kinh nói ma sát tông cùng thí thần điện phân đà bị vạn cổ tông diệt không tệ chu trưởng lão khóe miệng co giật nói phân đà cứ điểm còn bị sang thành bình địa quá làm loạn dịch thiên hành cao mày nói chân trưởng lão khổ sở nói tiểu tử này nếu như không loạn đến, sao dám đi Đông Bắc Lô Châu nện cực hàng cung tràng tử, cứ tiếp như thế, sợ rằng sẽ gây nhiều người tức giận. Chu trưởng lão lo lắng nói, Đông Bắc Lô Châu sự việc tuy nhiên tạm thời có một kết thúc, nhưng đối phương tuyệt sẽ không buông tha, bây giờ lại tuyển gây hai tên Tam Lưu Tà Tông, quân thường tiếu là muốn đem chính mình hướng tuyệt lộ bức A, nhưng, bọn họ cũng không biết, quân Tông chủ ý là, nhân lúc còn nóng muốn rèn sắt, chơi thì chơi lớn, ta thiên. Hai cái tà tông phân đà bị vạn cổ tông diệt, đây là tại công nhiên kiêu khích, ma sát tông cùng thí thần điện, ta có dự cảm, không lâu sau đó, sẽ có vô số cao thủ giết tới Tây Nam Dương Châu, má, cái này còn cần dự cảm. Khẳng định sẽ đến, vô ngân băng hải, cực hàng cung cung chủ quỳ gối một chỗ băng cốc bên trong, mắt đối mặt với một cái ghế, cực hàng cung kém chút bị quân thường tiếu diệt môn, còn mời thái trưởng lão xuất quan chủ trì công đạo, oanh, băng cốc sông băng nổ tung, một đạo bạch mang bay lượng mà ra, rơi ở trước mặt hắn đó là một tên 70 lão nhân, tóc trắng phơ, quanh thân ngưng tụ khiến người ta không rét mà rung băng lãnh khí tức, thanh âm lạnh lẽo âm u nói, lớn lối như thế tiểu bối, lão phu tất yếu đi gặp một lần, xoát, ánh sáng che trời, hàng khí bao phủ phạm vi ngàn dặm, để chúng sinh lạnh đến rung lẫy bẫy, khí tức này. Huyền Linh Tông Tông chủ phát giác được, cả kinh nói, nửa bước vũ thánh, nhất định là cực hàng cung thái trưởng lão, ẩn chứa như thế tức giận, sợ là muốn đi Tây Nam Dương Châu tìm vạn cổ tông tính sổ sách. Thượng hàng tông tông chủ cao mày nói bọn họ những thứ này tứ lưu tông môn đều có thế hệ trước cường giả nhưng không không tuyển chọn bế quan một lòng truy cầu càng cao võ đạo không phải tông môn nguy nan thời khắc ngày bình thường rất ít hiện thân cực hàng cung bị đại nạn này kém chút bị diệt tông bế quan thái trưởng lão nếu như còn ngồi yên không quan tâm đến khẳng định không có đạo ý chính là vạn cổ tông đệ tử có băng đế chi lệnh đi tìm vạn cổ tông phiền phức chắc không thích hợp đi chính tại cực huyền băng đàm tu luyện lục thiên thiên cảm thụ vô ngân băng hải có táo bạo lãnh ý tràn ngập liễu mi nhất thời nhăn lại tới ma sát tông tổng bộ tông chủ ân thượng giả ánh mắt lạnh lẽo âm u nói giám diệt ta tông tại tây nam dương châu phân đà quân thường tiếu người lá gan thật không nhỏ báo nhưng vào lúc này một tên thủ hạ tiến vào đại điện nói tây nam dương châu mỏ quặng bị vạn cổ tông chiếm lấy ngàn tên đệ tử toàn bộ bị giết vốn đang có thể chịu được ân thượng giả nghe được tin tức này đầu nhất thời nổ tam trưởng lão tứ trưởng lão hắn trầm giọng nói tiến về tây nam dương châu tiến về vạn cổ tông tông chủ một tên trưởng lão vội vàng chắp tay nói vạn cổ tông có chứng nhận quán cùng thiên dụ học phủ che chở chúng ta tùy tiện phái người tới chắc không ổn đâu bị khi phụ đến trên mặt bổn tọa nếu như không đòi lại mặt mũi còn có tư cách gì thống lĩnh cả tông môn ân thượng giả cả giận nói nếu như chính là phân đà bị diệt hắn có thể chịu được nhưng mỏ quặng bị chiếm lấy tổn thất thì thảm trọng khẩu khí này tuyệt nuốt không trôi phải để vạn cổ tông trả giá đắt xoát xoát ma sát tông tổng bộ hai tên vũ hoàng hóa thành lưu quan phi nhanh mà đi có lẽ biết vạn cổ tông tại đông bắc lô châu hành động phái vẫn là đỉnh phong vũ hoàng đại trận thế cùng lúc đó thí thần điện tổng bộ cũng điều động cao thủ tuy nhiên bọn họ tổn thất không cách nào cùng ma sát tông đánh đồng nhưng tương tự cũng phái ra hai tên đỉnh phong vũ hoàng đương nhiên hai cái tà tông tông chủ biết nếu như chứng nhận quán cùng thiên dụ học phủ cứng rắn muốn bảo vệ vạn cổ tông chưa hẳn có thể đem diệt đi nhưng phải cho bọn hắn làm áp lực bốn tên đỉnh phong vũ hoàng cũng là áp lực rất lớn thật áp lực to lớn Dịch Thiên Hành cùng Tư Đồ Hạo Vân nhận được tin tức, không khống chế được sầu mi khổ kiểm, vù vù, nhưng vào lúc này, trong phủ thành chủ đột nhiên hiện ra một cổ bàn bạc uy nghiêm chi thế, khiến cho hai người cả kinh nói, một thành chủ xuất quan, khí tức này. Tư Đồ Hạo Vân ngưng trọng nói, hắn đã đạp vào nửa bước vũ thánh tầng thứ, Dịch Thiên Hành khó có thể tin nói, Tây Nam Dương Châu đã thật lâu không có xuất hiện loại này cấp bậc cường giả, một thành chủ không hổ là toàn bộ châu truyền kỳ, phụ thân, học phủ bên trong, một hồng liên trong mắt sáng có mừng rỡ, xoát một tên tướng mạo uy nghiêm, không giận tự uy trung niên nhân đứng ở bầu trời ở giữa, truyền âm nói, là cha bế quan trong khoảng thời gian này, Tây Nam Dương Châu còn an bình, có quân tông chủ tại, an bình cái rắm, trăm năm trước sau cơn mưa một vòng cầu vòng vắt ngang qua bầu trời, một gia Tây Viện sinh ra một bé trai, bởi vì là xuất thân dòng thứ, bé trai từ nhỏ đến lớn, không được đến qua phụ thân thậm chí gia tộc yêu mến, phản phất bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, nhưng là đứa trẻ bình thường đó, từ không được quan tâm mà cuộc khởi, dùng trăm năm thời gian ngắn ngủi, không chỉ có đột phá vũ hoàng, còn trưởng khống to như vậy một gia, trở thành thiên dụ thành tân nhiệm thành chủ, không tệ, hắn cũng là một trường hồng, một hồng liên phụ thân. Đây là một cái phi thường có lý tưởng cùng giả tâm cường giả, về mặt kinh doanh, thiên dụ thành phát triển tấn mảnh, thực lực liên tục tăng lên, sau cùng bị đánh giá là vương thành, bởi vì đến độ tuổi trung niên, ý chí lập nghiệp đã không còn như lúc trước, một trường hồng đắm chìm võ học bên trong, truy cầu cảnh giới cao hơn, bị thế nhân lấy ra làm đề tài rôn rã nhất đó là một trường hồng mặc dù có vô thượng quyền lực cùng tài phú, cả một đời chỉ yêu một người thê tử, đừng nói thiếp thất, liền hồng nhan tri kỷ đều không, loại người này, hoàn toàn chọn không ra bất kỳ mau bệnh tới, bất quá, chỉ có một tật là thích uống rượu rồi chém gió, đến mức nữ nhi đến nay còn không có gã đi, bởi vì không có con trai, sau khi hắn dần dần chuyển ra khỏi trung tâm quyền lực về sau, đem quyền lợi giao cho một hồng liên, hy vọng nữ nhi có thế kế thừa chính mình ý chí, để vương thành càng thêm phồn vinh hưng thịnh, sau khi xuất quan, câu đầu tiên liền hỏi thăm tây nam dương châu phải chăng an bình đủ thấy thời gian bế quan tuyệt không ngắn phụ thân một hồng liên nói không bình yên không bình yên một trường hồng nhướng mày nói chẳng lẽ lại chân dương quận trắc siêu quần tại lúc ta bế quan phát động chiến tranh không hổ là thành chủ dù là bế quan đều có thể dự cảm đến chân dương quận quận thủ không phải là người an phận thủ thường phụ thân một hồng liên vội vàng nói vừa lấy được tình báo ma sát tông cùng thí thần điện phái bốn tên đỉnh phong vũ hoàng chính hướng ta tây nam dương châu chạy đến ma sát tông Ý thần điện một trường hồng cười lạnh một tiếng nói hai cái này tà tông cùng ta tây nam dương châu không cừu không oán vì sao muốn phái cường giả đến đây bởi vì một hồng liên nghĩ một lát nói phụ thân việc này nói rất dài dòng nữ nhi cần phải từ từ cùng ngài nói nàng cần đem quân thường tiếu cùng hắn vạn cổ tông từng cái thông báo nhưng tin tức khá lớn tuyệt không phải một hai câu liền có thể khái quát thực hai chữ đẹp trai cũng có thể khái quát quân tông chủ cả đời xoát một trường hồng nâng tay lên không gian đột nhiên ngưng tụ phản phất bị lực lượng nào đó tê liệt, tạch tạch tạch. Học phủ một hồng liên bỗng cảm giác một cổ hấp lực gào thét mà đến, cả người dung nhập vạn vẹo không gian, cũng xuất hiện tại phủ thành chủ trong đại sảnh, dịch chuyển không gian. Tư đồ hạo vân ánh mắt nổi lên hâm mộ, hắn hiện tại là đỉnh phong vũ hoàng, tuy nhiên khoảng cách nửa bước vũ thánh chỉ kém một chút xíu, lại khó có thể lĩnh hội loại này có thể khống chế không gian năng lực, phủ thành chủ trong đại sảnh, theo nữ nhi nghe nói thiết cốt phái, nghe nói quân thường tiếu, càng nghe được kiếm vũ song vương tu vi lúc, một trường hồng trực tiếp đứng dậy trong hai con ngươi sắc bén nổi lên vẻ mừng như điên đã từng say rượu nói qua khoác lác không nghĩ tới thật có trở thành sự thật một ngày nữ nhi hắn ngăn cản một hồng liên nói tiếp vội vàng dò hỏi xác định tiểu tử kia chỉ là 20 tuổi từng tướng mạo như thế nào quân tông chủ tướng mạo anh tuấn uy vũ nhất biểu nhân tài quân thường tiếu nhìn không tồi ở điểm này một hồng liên phải thừa nhận phẩm hạnh như thế nào một trường hồng nói không hỏi hắn làm sao mạnh lên tông môn làm sao quật khởi hỏi tướng mạo cùng phẩm hạnh nhất thời để một hồng liên ý thức được cái gì khuôn mặt đỏ lên nói phụ thân ngươi nghĩ gì thế ha 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 nhìn thấy nữ nhi thẹn thùng bộ dáng một trường hồng vỗ bàn một cái cười to nói vi phụ lúc này liền chuẩn bị lễ hỏi đi thanh dương quận đến nhà cầu hôn một hồng liên im lặng nói phụ thân có nhà gái đi đến nhà nam cầu hôn sao nữ nhi một trường hồng nghiêm túc nói người hai cái đùi thì dễ tìm có ba chân không dễ tìm vì ngươi cả đời hạnh phúc coi như chúng ta chủ động điểm cũng không quan hệ phụ thân một hồng liên cau mày nói ta đang nói chính sự a à. ha 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 một trường hồng cười nói khó được người nào mà làm nữ nhi ta thẹn thùng như vậy cái này gọi quân thường tiếu tiểu gia hỏa phải làm ta một gia cô gia một hồng liên thật nhanh khóc thực nàng không biết một thành chủ cũng là quá ấy nấy bây giờ thật vất vả gặp được cốc ba chân viên mãn chính mình đã từng nói ra khoác lát, sao có thể để hắn tùy tiện chạy mất quân thường tiếu oa 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 tiểu tử này đem tây vận châu đến chiến năm cái tứ lưu tông môn ngược một hồi tiếp tục nghe tiếp biết được gần nhất quân thường tiếu làm việc một trường hồng kém chút không có bay thẳng đến vạn cổ tông, thân thiết lôi kéo tay hắn nói, ta tốt hiền tế, làm được thật xinh đẹp, còn chưa hết, còn có. Mau nói đi, một hồng liên đem tại Đông Bắc Lô Châu sự việc nói ra, trải qua mưa to gió lớn một thành chủ, nghe được cực hàng cung kém chút bị diệt, cũng là câu mày nói, đây là một cái làm càng làm bậy a, à, dẫn người đi châu khác đập phá quán, mặc dù nhất mi thở dài, nhưng xử lý không tốt, sẽ trực tiếp thăng cấp làm hai châu đối kháng, việc này cùng ma sát tông, thí thần điện lại có quan hệ gì đâu một trường hồng khó hiểu nói, một hồng liên nói, ngay tại hôm qua, quân tông chủ dẫn người đem hai cái tông môn tại Tây Nam Dương Châu phân Đà cho tận diệt, một trường hồng đặt môn đứng dậy, nói, tiểu tử này thế mà là làm cha không dám làm sự việc, dường nằm bị chết, người sao lại yên tâm ngủ say, Kiên dụ vương thành tấn thăng vương thành về sau, hắn thì có nghĩ qua đem đều đại bên ngoài châu thế lực an trí tại châu bên trong phân đà toàn thanh lý mất, nhưng chậm chạp thủy chung không có hành động, bởi vì thực lực không đủ chống lại tam lưu tà tông, nhất định phải chờ đợi thời cơ lần này bế quan mà ra tu vi bước vào nửa bước vũ thánh một thành chủ khẳng định sẽ trù tính tìm một cái cớ nào đó đem từng khỏa châm ngay dưới mắt cây đinh cho hết nhổ ai có thể nghĩ cái này gọi quân thường tiếu tiểu gia hỏa nhanh hơn mình một bước ha 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 một trường hồng cất tiếng cười to nói tính khí cùng tác phong quá hợp khẩu vị không làm ta một trường hồng con rể sao có thể được phụ thân một hồng liên sẵn giọng chúng ta đang nói chính sự a à. một trường hồng lần nữa ngồi xuống nói nữ nhi ngươi tương lai hạnh phúc cũng là cha đời này chính sự lớn nhất làm cha làm mẹ sao lại không nghĩ đến con cái tương lai a à? cho nên cho dù là một thành chủ mong muốn đơn phương cũng không có cái gì sai lầm một hồng liên không muốn cùng phụ thân trong vấn đề này xoắn suýt nói hai cái tam lưu tà tông phái bốn tên đỉnh phong vũ hoàng sắp đánh tới phụ thân tính toán giải quyết như thế nào còn cần nói một trường hồng đứng dậy chắp tay mà đứng một quan lãnh lệ nói dám đụng đến ta tây nam dương châu võ giả một cọng tóc gáy ta sẽ để bọn hắn nỗ lực gấp trăm lần đại giới đứng dậy vì một thành chủ vỗ tay bíp bíp, ừm, nhưng vào lúc này, dưới linh niệm phóng thích, bắt được bầu trời không gian dập dần, một đạo lưu quan chính tại cực tốc đi tới, thấu phát khí thế cùng mình tương xứng, chỗ đi vị trí cũng chính là Thanh Dương quận, chẳng lẽ nói, ma sát tông cùng thí thần điện không chỉ phái đỉnh phong vũ hoàng, còn phái đến một tên nửa bước vũ thánh, xoát, một trường hồng hình bóng nhoáng một cái, người đã xuất hiện tại vương thành bên ngoài bầu trời, lấy mắt thường khó gặp tốc độ đuổi theo, vạn cổ tông. Quân thường tiếu ngồi ở trong đại điện, chính đắc ý kiểm kê trong không gian giới chỉ thiên nhiên linh thạch tìm tới ma sát tông linh thạch quán mạch về sau hắn không chút do dự đem chiếm cứ nhắc tới cũng trùng hợp cái này hạng trung mỏ quặng cũng sắp bị hái khoảng không ma sát tông phương diện bắt đầu kiểm kê chuẩn bị đem một trăm ngàn khỏa linh thạch mang đến tổng bộ kết quả còn không lên đường chuyển động thân thể quân tông chủ thì dẫn người giết tới khó trách ân thượng giả sẽ nổi giận dù sao đây chính là thật sự một trăm ngàn khỏa thiên nhiên linh thạch chính tại giết tới hai tên đỉnh phong vũ hoàng chí không tại cho vạn cổ tông mang đến phiền toái bao nhiêu, chỉ hy vọng cầm lại mất đi linh thạch, những linh thạch này dùng để phát triển tông môn, tuyệt đối có thế đề bạc không ít thực lực. Quân thường tiếu nỉ non nói, đệ tử nhiều, trong núi mỏ quặng cung cấp bên trên có điểm giật gấu vá vai, 100.000 khỏa thiên nhiên linh thạch, giá trị vô cùng khả quan, lần này đi tính sổ sách rất thuận lợi, có chút hơi nuối tiếc, không hoàn thành bất luận cái gì ẩn tàng nhiệm vụ, thật là điểm cống hiến có 20.000, quân tông chủ cũng không vội cần, hắn cần kinh nghiệm chi phù, bởi vì chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đỉnh phong đến phát động sử thi nhiệm vụ hô quân thường tiếu tâm tình thư sướng đi ra đại điện ngụy lão đứng ở bên ngoài đầy mặt ưu sầu ngửa đầu nhìn lên trời ngụy lão nghĩ gì thế thời tiết thay đổi trời lập tức sẽ mưa quân thường tiếu nhìn lấy áp qua đến mây đen nói ngụy lão vẻ mặt nghiêm túc nói tông chủ ta có một loại dự cảm bất thường làm sao quân thường tiếu nói ngụy lão nói gần nhất tông môn quá rêu rao sợ có kiếp nạn phát sinh không có việc gì quân thường tiếu nói ta đã mệnh chân lão, tại chân núi bố trí trận pháp, nếu có người đến nháo sự, nhất định nổ đến bọn hắn hiểu tại sao hoa nhi lại hồng, ở bên ngoài nhảy nhót đầy đủ, sau khi trở về chính mình cũng suy nghĩ, trong khoảng thời gian này biểu hiện kiêu ngạo như vậy, hai cái tam lưu tà tông khẳng định sẽ không buông tha, tuy có hộ tông đại trận tại, nhưng lý do an toàn, vẫn là mệnh lệnh bom cùng ma chân đức tuấn, tại chân núi mỗi cái yếu đạo bố trí đủ loại trận pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ngụy lão nói, chân đức sử tên kia chung quy chính là trận vương, làm địch nhân thực lực càng cường đại bố trí trận pháp đem rất khó đi chống cự tỷ như nửa bước vũ vương tiện tay gặp trung chuyển không gian tùy tiện liền có thể phá mất trận pháp căn cơ từ đó mất đi hiệu quả có quan hệ nửa bước vũ thánh quân thường tiếu cũng đã được nghe nói nghiêm túc trên ý nghĩ mà nói đây là ở vào khoảng giữa vũ thánh cùng đỉnh phong vũ hoàng ở giữa một cái cấp độ vũ vương vũ hoàng không có nửa bước nói chuyện vũ thánh cùng vũ đế có tính toán cảnh giới cao trung đang độc phân ra tới quân thường tiếu nói theo ta được biết tinh vẫn đại lục vũ thánh cũng không nhiều nửa bước vũ thánh hẳn là cũng không phải khắp nơi có thể thấy được loại tầng thứ này cường giả không một lòng truy cầu võ đạo sẽ phân tâm để ý tới thế tục sự việc sao ngụy lão nói ta cũng chỉ lấy ví dụ yên tâm đi quân thường tiếu nói không có việc gì vù vù nhưng vào lúc này một cổ cuồng cuộn chi lực theo bầu trời ở giữa ngưng tụ mà ra trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại trưởng ấn mang theo vô thượng chi lực ngang nhiên áp xuống tới cái này bất chợt tới đến biến cố để ngụy lão sắc mặt đại biến đợi cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng linh năng chính là bật thốt lên hoảng sợ nói nửa bước vũ thánh giờ phút này quân thường tiếu nụ cười trên mặt im bạc mà dừng trong lòng nhất thời dân lên mãnh liệt điềm không may ta ngụy lão ngươi thật đúng là miệng quạ đen a à. quân thường tiếu bầu trời ở giữa bỗng nhiên truyền đến để không gian cũng vì đó chấn động phẫn nộ âm thanh lấn ta cực hàng cung hôm nay lão hữu chuyên tới để gấp trăm lần hoàn trả vù vù cự đại trưởng ấn trực tiếp đem mây đen chấn động đến tán loạn giống như đến từ thiên ngoại vẫn thạch theo phía trên từ dưới đè xuống, thiết cốt sơn phạm vi bên trong, càng là nổi lên cường thế ngay ngắn nghiêm nghị, một khắc này, thanh dương quận 8 tòa thành trì, tất cả võ giả đồng đều nghe được đến từ nửa bước vũ thánh cầm thét, cùng cái kia bầu trời ở giữa trống rỗng xuất hiện to lớn đại trưởng ấn, bọn họ dọa đến sắc mặt tái nhợt, tâm thần rung động, xong, tạ nghiễm côn thần sắc hải nhiên, cái kia khủng bố trưởng ấn chỉ cần đè xuống, đừng nói vạn cổ tông, dù là toàn bộ thiết cốt sơn phương viên trăm dặm, đều muốn hóa thành một vùng phế tích chí cường lực lượng ẩn chứa không thể ngỗ nghịch chi ý dù là xa xôi thương sơn phái đều rõ ràng nhìn thấy trưởng ấn từng cái sắc mặt khó coi quân thường tiếu tâm thần cũng tại dưới bi áp run rẩy lại vội vàng đem hộ tông đại trận khởi động lớn tiếng phẫn nộ quát mở ra linh khải ông ông trong khoảnh khắc vạn cổ tông trong ngoài viện các đệ tử phóng thích linh năng trước người hội tụ khải giáp lại thật sâu ý thức được của lực lượng kia quá khủng bố chính mình tuyệt khó chống lại muốn chết sao đây là lý thanh dương cùng người khác trong lòng duy nhất suy nghĩ đáng giận mới từ lịch luyện tháp đi tới giả dạ tinh thần cảm thụ cổ kinh khủng uy áp kia cả giận nói bản đế nếu có kiếp trước tu vi bực này lực lượng chỉ là ánh sáng đong đóm đáng tiếc hắn hiện tại cũng không có cho nên tại nửa bước vũ thánh hội tụ sát chiêu hạ giả dạ tinh thần thân thể bị trói buộc chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chưởng ấn áp xuống tới mà bất lực không ổn không ổn hà vô địch sắc mặt cũng thay đổi khó nhìn lên chính mình hao phí tất cả tu vi mới lấy đào thoát cường địch truy sát bây giờ tại phàm giới lại phải kinh lịch sinh tử cái này thực sự quá gây rối, vù vù. Nhưng vào lúc này, vạn cổ tông ngoại viện, thao thiên hỏa diễm dâng lên, chỉ thấy tiểu long long kích phát thứ hai chiến đấu hình thái, hóa thành người khổng lồ hình, hai chân đạp một cái, giống như đạn pháo xông ra hộ tông đại trận, cả giận nói, ai cũng không cho phép thương tổn ta chủ nhân, nói chuyện sau đó, đi chân trần tiểu ma tiên đã đứng ở trước mặt hắn, trong mắt có trước đó chưa từng có nghiêm túc, nói, tiểu Sửu trùng, người ta hôm nay sống vai là chủ nhân mà chiến, ba, tiểu long long một bàn tay vung tới, đem đáng yêu tiểu nha đầu đánh vào hộ tông trong đại trận hắn ngẩng đầu nhìn áp xuống tới trưởng ấn ánh mắt dứt khoát nói chán ghét nữ nhân đừng ở chỗ này vướng bận long ca thật đàn ông vù vù nhưng vào lúc này ngập trời trưởng ấn đã áp xuống tới tiểu long long nhìn về phía quân thường tiếu khóe miệng giơ lên rực rỡ mỉm cười tiếp theo ngẩng đầu thắp thiên hỏa diễm bạo phát toàn bộ thân thể trong nháy mắt phát sinh thuế biến hóa thành một đầu toàn thân đỏ thẫm hung thú sừng như hưu đầu giống như lạc đà mắt giống như thỏ hạng giống như rắn bụng giống như thận, vẫy giống như cá, chưởng giống như hổ, mà thôi giống như trâu, dẫm trong hư không, có hỏa diễm tràn ngập bốn chân, cũng có năm cái giống như ưng một dạng sắc bén chi trảo, đây là rồng, đây là ngũ trảo thần long, nhìn thấy tiểu long long huyển hóa ra đại biểu hoa hạ đồ đằng thân thể, quân thường tiếu cả người ngay ra như phỏng, trống, một tiếng long ngâm, trung động chính tầng trời, tiểu long long kéo lấy to dài thân thể, mang theo vô tận hỏa diễm đón lấy cái kia áp xuống tới cùng cuộn chưởng ấn, không, quân thường tiếu sắc mặt giữ tận nộ hống áp xuống tới trưởng ấn, thật là quá khủng bố, coi như tiểu long long hiện tại nổi tiếng diễm đạt đến cực hạn, xông đi lên cũng không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, không cho phép, quyết không cho phép, quân thường tiếu hai con ngươi đỏ bừng, quanh thân trong nháy mắt hiện lên cuồng phong, 40 mét đại đao trực tiếp rút ra, cũng khóa chặt tại cái kia áp xuống tới trưởng ấn lên, dừng lại, cho lão tử dừng lại, chỉ tiếc, mặc cho hắn như thế nào thao túng, mang theo vô thượng uy nghiêm trưởng ấn, còn tại ầm vang rơi xuống, không chút nào thụ không gian trói buộc ảnh hưởng vạn giải sau nang thu chi đao, tuy nhiên rất mạnh, nhưng đối mặt nửa bước vũ thánh thật không được, không có chui đao này, quân thường tiếu tương đương mất đi lớn nhất ác chủ bài, giờ phút này chỉ có thể muốn rách cả mí mắt nhìn lấy tiểu long long nên tiếp cùng cuộn trưởng ấn, quanh. Đinh tai nhất ốc bạo hưởng tại hộ tông đại trận truyền tới, cả vùng phản phất trong nháy mắt mất đi tất cả sắc thái, quân thường tiếu lòng đang máu, tiểu long long như thế tiến lên, đứng trước sức mạnh tuyệt đối tuyệt đối giữ nhiều lành ít, tạch 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 thiết cốt sơn trên không ở giữa đại diện tích đổ sụp, lồi lõm từng khối, liền tựa như tấm gương bị trực tiếp banh phân mảnh, nửa bước vũ thánh lực lượng, thật là đáng sợ cùng cực, xoát, một đạo lưu quan theo trong trận pháp lui qua, sau đó ầm vang rơi trên mặt đất, tiểu long long khôi phục như cũ bộ dáng, lõm trên mặt đất ngất đi, ta con mẹ ngươi. Quân thường tiếu vẫn nộ mắng to, một giây sau, ngây người, bởi vì táo bạo năng lượng triệt để tiêu tán, hộ tông đại trận trên không nhiều một tên uy nghiêm trung niên nhân, hắn một tay giáng tại hư không, thực chất hóa phòng ngự kết giới hiện ra, bao phủ cả tòa thiết quốc sơn, thằng nhãi con, một trường hồng quay đầu, sụp đổ nói, ta đã nói đi xuống là cứu nó, còn chửi ầm lên sao, nói xong, nhìn về phía treo ở bầu trời ở giữa nửa bức vũ thánh, nói, tại trên địa bàn của ta, không kiên nể gì như thế bạo phát tu vi, là ai cho ngươi dũng khí, tiểu long long không phải là bị chưởng ấn đánh xuống đến, là bị một trường hồng một chân đạp trở về, tuy nhiên rơi phương thức có chút chật vật, nhưng cũng không có gì đáng ngại, tại sao ngất đi? Bởi vì cực hạn bạo phát quá mức miễn cưỡng, thân thể căn bản không chịu nổi quân thường tiếu thở một hơi dài nhẹ nhõm tiếp theo nhìn hầm hầm nơi xa tên kia dần dần hiện lên ở bầu trời ở giữa lão giả tứ lưu cực hàng cung tại sao có thể có nửa bước vũ thánh ngụy lão cùng chân lão cũng rất khó hiểu dưới tình huống bình thường ngũ lưu tông môn tiêu chuẩn là vũ vương tứ lưu trên tông môn hạng cũng là vũ hoàng có nửa bước vũ thánh thế lực hoàn toàn có thể phân loại làm tam lưu còn ngụy lão vừa rồi lo lắng cũng là lo lắng ma sát tông cùng thí thần điện lại phái loại này cường giả giết tới kết quả tới trước lại là cực hàng cung cường giả một trường hồng đồng dạng buồn mực bất quá giờ phút này càng nhiều vẫn là phẫn nộ nửa bước vũ thánh tại tinh vẫn đại lục đã thuộc về đứng đầu cường giả hàng ngũ thế mà là không chào hỏi dứt tới đây là nhiều xem thường tây nam dương châu thế tục chiến tranh vũ vương trở lên không được tham chiến châu cùng châu ở giữa cũng có bất thành văn quy định đứng đầu cường giả có thể tùy tiện ra vào nhưng không thể tùy tiện xuất thủ bởi vì lực lượng quá mạnh tạo thành phá hư không thể tưởng tượng dù là ngày hôm nay không phải vì vạn cổ tông một trường hồng cũng tuyệt sẽ không buông tha ngươi là người phương nào cực hàng cung thái trưởng lão trầm giọng nói một trường hồng nói thiên dụ vương thành thành chủ thì ra là một thành chủ cực hàng cung thái trưởng lão ngoài miệng nói như vậy tâm lý lẩm bẩm cái này vương thành thành chủ lúc nào cũng đột phá đến nửa bước vũ thánh sớm biết như thế chính mình thì không nên thanh thế như vậy mạnh mẽ dứt tới nhắc tới cũng trùng hợp hai người bọn họ đều là vừa đột phá không lâu bởi vì quân thường tiếu duyên cớ nguyên bản trâu ngựa không liên quan kết quả lại tại thanh dương quận bầu trời ở giữa đối kháng một thành chủ. Cực hàng cung thái trưởng lão nói, kẻ này dẫn người giết vào đông bắc Lô Châu, kém chút việc ta cực hàng cung, lão hủ ngược lại muốn hỏi một chút, là ai cho hắn dũng khí, khi nói chuyện, khí thế cũng dần dần thu liễm, không hề như vậy sát khí đằng đằng, cùng là nửa bước vũ thánh, đối phương lại là vương thành thành chủ, tự nhiên không thể như vậy không kiên nể gì cả, nhưng là, người cũng tới, sát tâm cũng bại lộ, đã đã là đâm lao phải theo lao, khẳng định không thể nhận sợ, một trường hồng âm thanh lạnh lùng nói, một cái tứ lưu tông môn, đánh không lại ta châu ngũ lưu tông môn, còn không biết xấu hổ hỏi, ngươi không ngại mất mặt sao, cực hàng cung thái trưởng lão khí đến sắc mặt lúc thì đỏ một trận xanh, ta châu tông môn, lấy yếu thế chi tư đi khiêu chiến cực hàng cung, đánh không chỉ có thể trách các ngươi tài nghệ không bằng người, tám cái tông môn chi chủ tập thể xuất động, đây là ý thế hiếp người, bây giờ lại phái nửa bước vũ thánh đánh tới, chính là khinh người quá đáng. Một trường hồng âm thanh lạnh lùng nói, chỗ tối thiên dụ vương thành cùng chứng nhận quán cao thủ khóe miệng co giật, nếu như chính là khiêu chiến, cái này cũng không có gì, đánh bất quá chỉ là mất mặt mà thôi, nhưng tiểu tử kia nhưng là kém chút diệt cực hàng cung, người ta đã có nửa bước vũ thánh, khẳng định không nhẫn được A, à, một thành chủ, người che chở cũng quá trực tiếp đi, như thế cũng tốt, dù sao cũng là Tây Nam Dương Châu Vương thành thành chủ, từ hắn ra mặt che chở, tổng so với chính mình loại này trung lập tổ chức đi che chở càng thỏa đáng một điểm, có người hỏi, nếu như một trường hồng lúc này không có xuất quan, vạn cổ tông sẽ mồ yên mã đẹp, không tồn tại thiên dụ học phủ cùng chứng nhận quán cường giả đã sớm sớm chạy đến chỉ là cùng tại đông bắc lô châu một dạng còn chưa kịp ra sân cũng bởi vì có một vài nguyên nhân khác cưỡng ép ngăn cản cực hàng cung thái trưởng lão trầm giọng nói một thành chủ đây là nói rõ muốn che chở vạn cổ tông nói nhảm một trường hồng nói tây nam dương châu thế lực bản thành chủ không che chở người nào che chở đứng ở phía dưới quân thường tiếu nghe vậy nhất thời đối vị này chưa từng gặp mặt vương thành thành chủ độ thiện cảm tăng vọt bất quá sao có thể phiền phức người khác quân thường tiếu nói một thành chủ, đây là ta vạn cổ tông cùng cực hàng cung ân oán, vẫn là giao cho quân mổ đến xử lý đi, một trường hồng khẽ giật mình, tên này không biết, đối phương là nửa bước vũ thánh sao, đạp, quân thường tiếu một bộ phóng ra, ánh mắt khóa chặt tại cực hàng cung quá trưởng lão trên người, nói, ngày hôm nay bổn tọa liền muốn đích thân đến chiếu cố cái này nửa bước vũ thánh, ngụy lão cùng chân lão ngây người, tông chủ có phải hay không điên, dám đi chiếu cố nửa bước vũ thánh, một trường hồng khóe miệng co giật, cũng truyền âm nói, thằng nhãi con, đừng khoe khoang, có bản thành chủ tại, ai cũng thương tổn không được ngươi vạn cổ tông. Quân thường tiếu trách nói, vốn cho rằng tứ lưu tông môn tối cao chỉ là đỉnh phong vũ hoàng, cho nên mang đệ tử giết tới cực hàng cung, chưa từng nghĩ sẽ có nửa bước vũ thánh. Đây là ta sai lầm, dám đi đông bắc lô châu, chỉ vào lớn nhất là nang thu chi đao, kết quả tại nửa bước vũ thánh trước mặt, khó có thể thể hiện ra tác dụng đến, đồng dạng cũng là hắn không nghĩ tới. Đây là một bài học, cũng cho ta ý thức được, có chút nội tình cường đại tông môn, tuyệt không thể chỉ từ đẳng cấp cân nhắc. Quân thường tiếu một mực nói một mình, càng giống tổng kết kinh nghiệm, hoặc tại tự mình kiểm điểm. Vâng, trong khoảng thời gian này quá nhảy nhót, chạy đến người khác địa bàn đi đập phá quán, còn đem hai cái tam lưu tà tông phân đà diệt trừ, tùy tiện một kiện cũng là vô hạn tìm đường chết. Nửa bước vũ thánh giết tới, chính là vì lúc trước tìm đường chết tính tiền, ưa thích sớm phòng ngừa chu đáo quân thường tiếu, chung quy vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, sai lầm giống nhau. Hắn nhìn về phía đã hôn mê tiểu long long, nói, tuyệt sẽ không tái phạm lần thứ hai. Soát, khi nói chuyện, ngừng chân tại ngoài sơn môn đứng tại hộ tông đại trận phía trước ngẩng đầu nhìn về phía cực hàng cung thái trưởng lão trầm giọng nói nhưng là dám đánh với ta một trận vù vù cửu phẩm kiếm võ chi thế bộc phát ra loại tầng thứ này tại vũ vương hoặc phổ thông vũ hoàng trước mặt khẳng định sẽ gây nên không nhỏ chấn kinh nhưng nửa bước vũ thánh khẳng định không có chút rung động nào cực hàng cung thái trưởng lão mày nhăn lại tới kẻ này tuổi còn trẻ liền có thực lực đáng sợ như thế tương lai trưởng thành không dám tưởng tượng a à nếu như không phải tông môn kém chút bị diệt, vị này nửa bước vũ thánh tuyệt sẽ không đích thân giết tới vạn cổ tông, từ đó để lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn càng kịch liệt hơn. Một thành chủ, cực hàng cung thái trưởng lão lạnh lùng nói, lão hủ là ứng hay vẫn là không ứng chiến. Một trường hồng nói, tiểu tử này đầu óc có vấn đề, không cần đi để ý tới, bản thành chủ hôm nay tới cùng ngươi đánh một trận thoải mái, vương cấp đối đầu bán thánh cấp, dùng chân suy nghĩ một chút, vậy cũng không có phần thắng A. Một thành chủ, quân thường tiếu ngữ khí kiên định nói, ngày hôm nay nhất định phải cùng vị này nửa bước vũ thánh đánh một trận một trường hồng hận không thể một chân bay đạp tới nhưng vẫn là ngăn chặn truyền âm nói tiểu tử ngươi có phải hay không điên dám đi khiêu chiến nửa bước vũ thánh nhanh im miệng tìm mát mẻ địa phương nằm đi việc sau đó giao cho ta xử lý một thành chủ vô cùng ra sức nhưng là quân thường tiếu lại kiên định nói vừa uống thuốc xong nhất định muốn cùng hắn chiến một trường hồng nói ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn hỏi một cái vương cấp đánh bán thánh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn ta có phải hay không cũng bị truyền nhiễm, đầu óc xảy ra vấn đề, mười thành. Quân thường tiếu nói, một trường hồng khóe miệng co giật, giờ khắc này, hắn rút cuộc hiểu được, kẻ này gần nhất tại sao dám kiêu ngạo như vậy, nguyên lai đúng là tên điên, cực hàng cung thái trưởng lão hơi chút suy nghĩ, nói, một thành chủ, ngươi châu người đã như vậy kiên nhẫn, lão hủ chỉ có thể ứng chiến, quân thường tiếu cười lạnh, sau đó thuần thục kéo ra hệ thống khu mua sắm, đường đường chính chính điểm tại cao giai khu mua sắm lên, xoát. Khu mua sắm mở ra, từng giải cao tầng thứ thương phẩm nhất thời phơi bày ra, cửu chuyển tẩy tủy đan, long tượng bàn nhược trưởng, kinh hồng du long bộ pháp, thiên niên hàng băng chiến giáp, thánh viêm chi thể. Sau khi xuyên việt lần thứ nhất nhìn thấy thương phẩm thình lình xuất hiện, cao giai khu mua sắm mua sắm điều kiện, tông môn phải đạt tới ngũ lưu, điểm này phù hợp, cao giai khu mua sắm mua sắm giá cả, cần 10.000 điểm, quân thường tiếu giờ phút này nắm giữ 20.000 điểm, đồng dạng phù hợp, nang thu chi đao là hắn ác chủ bài đúng vậy, nhưng trở thành ngũ lưu tông môn về sau, cao dài khu mua sắm mới là quân tông chủ chân chính ác chủ bài, vẫn phải lấy ác chủ bài kho để hình dung, 20.000 điểm cống hiến, có thể mua sắm hai kiện cao dài khu mua sắm thương phẩm, có thể hay không ngược nửa bước vũ thánh, có, chỉ là phải suy nghĩ cho thấu đáo, ngươi đi ở bờ sông, nào có không ước dày, cực hàng cung có nửa bước vũ thánh, là quân thường thiếu tính sai sót, nếu như vừa rồi nếu không có một trường hồng xuất thủ, tông môn cùng tiểu long long khẳng định sẽ gặp nạn, coi như người giỏi tính kế, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chớ nói chi là người bình thường xuyên qua tới quân thường tiếu, nhưng là, dứt bỏ đối phương đột nhiên giết chết, thực quân tông chủ chưa chắc không thể cùng nửa bước vũ thánh đánh một trận, bởi vì ác chủ bài càng lớn trước kia môn phái tấn thăng làm tông môn sau liền đã mở ra, đây mới là quân thường tiếu dám đi Đông Bắc Lô Châu, dám diệt hai cái tà tông phân đà ác chủ bài lớn nhất, nói thật, hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ như vậy, giữ lấy 20.000 điểm cống hiến giá trị cũng là dùng để phát triển tông môn, bây giờ đã có nửa bước vũ thánh giết tới kém chút để tông môn gặp nạn, dù là toàn tiêu hết, cũng phải đem hắn cào ra mảnh đến, trong cao giai thương thành phẩm loại phong phú, nhưng chân chính dùng cho chiến đấu, công pháp vũ kỹ cùng đang dược khẳng định bài trừ, dù sao không có thời gian để quân tông chủ đi lĩnh hội, cho nên nhất định phải là loại kia tức mua tức dùng thương phẩm, tỷ như Thần Cải Cách, RPG Bajoka, giới thiệu đã nói, đây là một loại dạng đơn giản hỏa tiễn, đi qua thần cải cách về sau, lấy tinh hạch làm khu động, ngưng tụ ra đạn pháo, có thể trực tiếp banh vỡ không gian, thần cải cách thương phẩm đều có đặc hiệu, vật này cũng có, một khi kích phát cũng nã pháo liền sẽ trăm phần trăm đánh trúng dù là đối phương xuyên toa không gian hoặc chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ khóa chặt ngư bức như vậy thương phẩm đổi lại trước kia quân tông chủ khẳng định sẽ mua nhưng là hắn tiếp tục nhanh chóng suy nghĩ thầm nghĩ chỉ có hai mươi điểm cống hiến giá trị phải dùng cũng phải dùng ở cán đao sau đó quân thường tiếu lại nhìn thấy một loại tên là thần cải cách cơ giới vũ trang cánh thương phẩm vật này đeo phía trên có thể để võ giả nắm giữ một đôi vũ dực từ đó bơ thiên địa trói buộc tiến hành tự do bay lượn hơn nữa còn có thể tiến vào đa trọng vũ trang tư thế chiến đấu, có điểm giống ai ẩn mang chiến IA. Quân thường tiếu nỉ non nói, không được, không được, quá công nghệ cao, lấy ra không hài hòa, sơ giai cùng trung giai khu mua sắm, quân tông chủ đều là cầu nguyện có thế soát ra đồ tốt, cao giai khu mua sắm thương phẩm để hắn đang nghĩ, đến cùng mua cái kia tốt hơn đâu, chủ yếu vẫn là đồ vật giới thiệu bên trên, không có chiến đấu lực đánh dấu, để hắn không cách nào khẳng định, mua lại có thể hay không bạo ngược nửa bước vũ thánh, tiếp tục sàng lọc, quân tông chủ cực hàng cung thái trưởng lão trầm giọng nói, lão hủ đã ứng chiến, còn không nhanh đi ra đánh một trận, đừng nóng vội, quân thường tiếu nói, bổn tọa cho ngươi một chút thời gian đi thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, bởi vì lập tức liền không có cơ hội này, cùng vọng, cực hàng cung thái trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải một thành chủ thủ tại trận pháp bên ngoài, hắn đã sớm xuất thủ đi phá mất hộ tông đại trận, nói thật ra, chỉ có loại này bán thánh có thế trung chuyển hộ tông đại trận đổi lại vũ hoàng dù là đỉnh phong cũng không được nhưng là trung phẩm hộ tông đại trận phòng ngự cường độ là có thể chống được vũ vương cùng vũ hoàng theo quân thường tiếu ma sát tông cùng thí thần điện đơn giản là hai cái phân đà bị diệt coi như thật có báo thù tính toán cũng sẽ không phái bán thánh tới để hắn đoán đúng tức giận nhất ma sát tông tông chủ cũng chỉ phái hai tên đỉnh phong vũ hoàng đến mục đích không phải diệt vạn cổ tông mà chính là đòi hỏi một trăm ngàn linh thạch cực hàng cung thái trưởng lão đột phá nửa bước vũ thánh cũng giết tới thật sự là biến số cực lớn cũng là quân thường tiếu nằm mơ đều không nghĩ tới sự việc nếu không coi như hai cái tà tông bốn tên đỉnh phong vũ hoàng giết tới khả năng tông môn chế tạo phiền phức cũng sẽ không giống vừa rồi như thế hoàn toàn không có chút nào sức chống cự quân thường tiếu tiếp tục đọc qua ánh mắt khóa chặt tại tên là càng không chi phù trên hàng hóa nhấn vào xem chi tiết đồ vật càng không chi phù giới thiệu đạo tổ sáng tạo phù lục có thông thiên triệt địa nghịch chuyển càng không uy năng tác dụng sử dụng sau có thế trong nháy mắt kích phát nhân thể cực hạn từ đó để tu vi có to lớn tăng phúc ưu điểm căn cứ người sử dụng tự thân tiềm lực tiến hành tu vi lớn nhất hóa kích phát, thấp nhất kích phát một cái đại cảnh giới tầng thứ, khuyết điểm, có tác dụng trong thời gian hạn định 60 phút đồng hồ, hiệu quả kết thúc, trong một năm đều muốn giống như tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, giá cả, 10.000 điểm cống hiến trị, kích phát một cái đại cảnh giới tầng thứ. Quân thường tiếu ánh mắt sáng lên nói, ta hiện tại là cửu phẩm kiếm vũ song vương, sử dụng sau liền có thể đạt tới cửu phẩm kiếm vũ song hoàng, không tệ. Hệ thống nói, quân thường tiếu nói, thì trước mắt nhìn, vật này là đáng tin nhất thương phẩm, ngược tên này cũng không có vấn đề bán thánh chính là so đỉnh phong vũ hoàng mạnh một điểm nhưng cửu phẩm kiếm vũ song hoàng vậy cũng tuyệt không phổ thông huống chi vẫn chỉ là thấp nhất kích phát nếu như đạt tới đỉnh phong hoặc là nửa bước kiếm vũ song thánh tầng thứ tuyệt đối có thể đem hắn ngược cất đái cùng bay hệ thống nói đừng quên có dài đến một năm tác dụng phụ đánh bại cái này nửa bước vũ thánh ta vạn cổ tông chắc chắn uy chấn tinh vẫn đại lục dùng thời gian một năm đến đổi giống như cũng không quá thua thiệt quân thường tiếu ám đạo ngoài miệng nói như vậy còn tiếp tục quan sát thương phẩm khác, cao giai khu mua sắm vũ kỹ, công pháp, đan phương cái gì cái gì cần có đều có, nhưng chân chính mua ngay dùng ngay tác dụng ngay không nhiều, cho nên quân thường tiếu chỉ có thể cân nhắc mua phù chú, vẫn là mua hỏa tiễn cùng cơ giới vũ trang cánh. Trước hai cái thương phẩm, cho dù có chiến thắng nửa bước vũ thánh khả năng, chung quy cho người ta cảm giác là dựa vào ngoại vật, nếu như dùng phù chú, người khác nhìn không ra, chỉ sẽ cho là mình thực lực cường đại, quyết định, đinh. Ký chủ tiêu phí 10 điểm cống hiến trị thu hoạch được càng không chi phù một, đã chuyển vận đến trong không gian giới chỉ, đinh. Tông môn điểm cống hiến, nghìn hai mươi nghìn. mua xuống càng không chi phù về sau, quân thường tiếu ngạo nghệ nói, người trong thiên hạ này cho là ta vạn cổ tông, chỉ là cuộc khởi từ một thế lực mới nổi, thật tình không biết truyền thừa thượng cổ, truyền thừa tề thiên đại thánh, xoát, hắn giơ tay lên, tay nắm lại, ngón trỏ thẳng ra, hai ngón trỏ phân biệt chỉ thẳng vào hai bên huyệt thái dương, quần áo không gió tự bay, nói, ngày hôm nay, liền để thế nhân biết được, cái gì gọi là vạn cổ tông truyền thừa ý chí, vạn cổ tông tiền bối, mời đem bọn ngươi lực lượng ban cho ta, đến trừng trị hôm nay kẻ xâm lấn, hệ thống. Có thế không thổi ngư bức sao, có thể không đem tông môn kiến tạo hệ thống làm thành truyền thừa đến từ thượng cổ sao, không thể, phải thổi ngư bức, phải tự nâng giá trị con người, không phải vậy lại thế nào xứng đáng chết đi 10.000 điểm cống hiến trị, ba, trong không gian giới chỉ càng không chi phù bóp nát, vù vù. Một cuồng cuộn táo bảo khí tức, trong nháy mắt theo quân thường tiếu quanh thân bộc phát ra, hình thành uy thế, còn như gợn sóng trong nháy mắt tại toàn bộ thiết cốt sơn dập dần, cảm thụ cái kia cổ kinh khủng uy năng, một trường hồng cả kinh nói, vũ vũ thánh, không tệ, quân thường tiếu bóp nát phù chú về sau, bắp thịt toàn thân, kinh mạch, linh hạch thậm chí mỗi một tấc lông tóc, đều bị triệt để kích phát, tu vi cảnh giới trong nháy mắt đột phá đến vũ thánh, không phải nửa bước, là chân chính vũ thánh, loại kia khủng bố uy áp tràn ngập mà đi không gian bị chấn động đến rung rẩy kịch liệt phản phất tùy thời có vỡ nát khả năng hộ tông đại trận cùng chân núi bố trí các loại trận pháp tại không gian lọt vào kịch liệt quấy nhiễu hạ toàn bộ ngừng vận chuyển mất đi tác dụng đạp quân thường tiếu một bước phóng ra cả người bị khủng bố bi thế bao phủ ttt toàn thân phun trào cùng loại hồ quang điện ánh sáng nếu như tóc biến thành kim sắc sau đó lại dựng thẳng lên đến thỏa thỏa siêu say đa. hắn ngẩng đầu trầm giọng nói dám đến ta vạn cổ tông dương oai ngươi là sống lâu quán chán hay sao cực hàng cung thái trưởng lão sắc mặt xôn xao đại biến tại dưới cổ kinh cũng thánh uy kia lộng hành quấy rối tâm thần khó có thể vững chắc thân thể nhất thời mất cân bằng từ trên cao rơi xuống ông đột nhiên không gian dập dần quân thường tiếu trống rỗng xuất hiện tại trên đường hắn rơi xuống mang theo rung chuyển không gian lực lượng đập tới bành không gian lõm đổ sụp bày biện ra lít nha lít nhíp mạng nhện hình dáng ầm 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 cực hàng cung thái trưởng lão giống như như đạn pháo bay lượng mà qua đụng nát từng tầng từng tầng cao sơn sau cùng rơi xuống tại ngoài trăm dặm trên đồng cỏ cự đại trùng kích lực trực tiếp đem mặt đất chấn động đến lõm hơn 10 trượng tựa như thiên thạch phiên bản mini rơi xuống tạo thành xoát quân thường tiếu trống rỗng xuất hiện tại hố sâu trên không hai tay giơ lên một cuồng cuộn năng lượng như là như đạn pháo nổ bắn ra mà ra quanh 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 bạo liệt năng lượng quanh tạc chấn động đến toàn bộ thanh dương quận đều đang rung động ông ông thanh dương quận bên trong mặt đất quy luật chấn động cả kinh rất nhiều võ giả sắc mặt kinh biến loại này động tĩnh to lớn tựa như phát sinh đáng sợ động đất lại có một cổ ngày tận thế sắp tới cảm giác một trường hồng khóe miệng kịch liệt run rẩy tiểu gia hỏa này làm sao đột nhiên thì có khủng bố như vậy thực lực chờ chút hắn mới vừa nói vạn cổ tông truyền thừa ý chí chẳng lẽ đây là một loại nào đó cường đại đặc thù thần thông có thể trong nháy mắt đem tu vi đề bạc một trường hồng vừa xuất quan có quan hệ vạn cổ tông sự việc không rõ núp trong bóng tối thiên dụ học phủ cùng chứng nhận quán cường giả trong nháy mắt nhớ tới lúc trước trên phố truyền văn tin đồn gì bách tông chiêu mộ thời điểm quân thường tiếu từng nói thiết cốt phái bắt nguồn từ ngạo lai quốc thiết cốt sơn đời thứ nhất trưởng môn là tề thiên đại thánh ngay từ đầu rất nhiều người không có coi ra gì bây giờ hắn đột nhiên hướng tiền bối mượn nhờ lực lượng nắm giữ khủng bố như vậy lực lượng chẳng lẽ lại là thật nói láo nói một lần không ai tin nói nhiều lần thì ắt sẽ có người tin tưởng mà lại thình lình bạo tẩu cũng nắm giữ cường đại tu vi cùng loạn một tên nửa bức vũ thánh không tin cũng phải tin thân ở trong tông môn giả dạ tinh thần mắt thấy tông chủ lấy bá đạo thủ đoạn khi dễ tên kia cực hàng cung thái trưởng lão đối tông môn bắt nguồn từ thượng giới càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, Hà Vô Địch cũng là kích động không thôi, loại này đột nhiên để lực lượng tăng lên tới thánh cấp tầng thứ, nhất định là thất huyền thánh tôn tiền bối lưu lại một loại nào đó cường đại thần thông, chính mình đi vào tinh vẫn đại lục, lại vạn cổ tông trở thành quan môn đệ tử, tuyệt đối trời cao ban cho đại cơ duyên, ai, hai người không thể cứu, oanh, năng lượng lần nữa đánh vào trong hố sâu, bụi đất tràn ngập, che cả bầu trời, tiếp cận, hết thảy có thể thấy rõ ràng, cực hàng cung thái trưởng lão lõm dưới hố, toàn thân bị oanh máu thịt be bé bét, người cũng đã gần đến biên giới ngất đi, thảm, cực thảm, cực hàng cung thái trưởng lão khoảng cách chân chính vũ thánh chung quy còn kém nửa bước, tại tu vi đại kích phát phía dưới quân thường tiếu trước mặt, thật không chịu nổi một kích, lại nói, thấp nhất một cái đại cảnh giới đề bà, quân tông chủ trực tiếp theo cửu phẩm kiếm vũ song vương trực tiếp đạp vào vũ thánh, không thể không nói thân thể tiềm lực rất lớn, tuy tiềm lực lớn nhưng chạy không thoát suy yếu tác dụng phụ, cho nên đừng nhìn hiện tại vênh váo trùng thiên, sau khi thời gian hết hiệu lực, khẳng định lập tức như bùng nhão xoát, quân thường tiếu xuyên thấu không gian, rơi vào trong hố sâu, nói, rác rưởi. cực hàng cung thái trưởng lão tư duy vẫn còn, nhưng không có bất luận khí lực gì nói chuyện, chỉ có thể chịu được kịch liệt đau đớn suy yếu nằm ở bên trong, quân thường tiếu linh năng bạo phát, đem hắn cuốn quanh cũng kéo lại trước người, nói, ta tông môn đệ tử là băng đế truyền nhân y bác, ngươi không kiên kỵ như vậy giết tới, có phải hay không ngốc, băng đế truyền nhân y bác, cực hàng cung thái trưởng lão suy yếu ánh mắt xuất hiện một tia mờ mịt theo trong ánh mắt của hắn quân thường tiếu minh bạch nhất định không biết lục thiên thiên kế thừa băng đế y bác vâng cực hàng cung thái trưởng lão cũng không biết biết được tông môn thương vong thảm trọng lại suýt chút nữa bị diệt liền lửa giận mút trời giết tới đối việc khác hoàn toàn không biết cực hàng cung cung chủ đâu hắn tuy nhiên ở tại hiện trường nhưng vì bảo vệ đại điện bị lôi trận nổ mình đầy thương tích sau cùng bất lực ngã trên mặt đất căn bản liền không biết lục thiên thiên về sau lấy ra băng đế chi lệnh sự việc khổ cực nhất là tám tên tông chủ cũng không ai nói với hắn chờ đến cực hàng cung cung chủ thương thế hơi hơi khôi phục không nói hai lời liền tiếng về vô ngân băng hải tìm thái trưởng lão tố khổ đi đông bắc lô châu tám cái tứ lưu tông môn tông chủ ngồi chung một chỗ thưởng thức trà huyền linh tông tông chủ nói không nghĩ tới cực hàng cung thái trưởng lão thế mà là đột phá đến nửa bước vũ thánh hắn tại không biết rõ tình hình phía dưới giết tới tây nam dương châu tất nhiên có thể cho vạn cổ tông trọng thương để thế nhân biết được lấn ta lô châu thế lực phải trả giá đắt may mà lúc ấy không có đem băng đế truyền nhân y bắt sự việc báo cho nếu không coi như đột phá vũ thánh cực hàng cung thái trưởng lão cũng chưa chắc có đảm lượng dám đi tìm phiền toái sớm muộn cũng sẽ biết bất quá sự việc đã làm liền không thể vãn hồi chúng ta tiếp xuống chờ lấy xem náo nhiệt là được đến đến uống trà thân ở tây nam dương châu cực hàng cung thái trưởng lão nếu như nghe được bọn họ nói khẳng định một ngụm lão huyết phun ra ngoài các ngươi đám hỗn đảng này bắt ta cực hàng cung làm vũ khí sử dụng lão gia hỏa quân thường tiếu dắt lấy cực hàng cung thái trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo âm u nói đã đến thì đừng trở về ta vạn cổ tông vừa tốt thiếu người hầu, thì lưu tại nơi này quét dọn sân nhỏ đi, một trường hồng khóe miệng giật một cái, nửa bước vũ thánh, tại vạn cổ tông quét dọn sân nhỏ, đây tuyệt đối là tôn nghiêm trà đạp A, vừa rồi nhất trưởng kém chút trọng thương tiểu long long, phá bất hộ tông đại trận, quân tông chủ không có tại chỗ mạc sát, đã tính toán nhân từ, một tên nửa bước vũ thánh, nhưng là không phải người bình thường, đã muốn lưu một cái mạng, khẳng định phải cần thủ đoạn tới làm đến tuyệt đối khống chế, bành, bành, quân thường tiếu ngón tay như điện, điểm tại cực hàng cung thái trưởng lão mình đầy thương tích trên thân trong nháy mắt đem hắn thập nhị kinh mạch toàn bộ phong tỏa tông chủ ngụy lão truyền âm nói còn chưa đủ an toàn có thể đem người này linh hồn bổn nguyên cưỡng ép tháo rời ra có thể chứ quân thường tiếu nói ngụy lão nói vũ thánh tầng thứ linh niệm có thể thẩm thấu võ giả thể nội tiến hành cưỡng ép bóc ra linh hồn vậy ta đến thử một lần quân thường tiếu linh niệm nhất động linh hồn lực trong nháy mắt đem cực hàng cung thái trưởng lão bao phủ sau đó trực tiếp thẩm thấu cũng khóa chặt đại biểu bản nguyên một sợi linh hồn loại này cưỡng ép thẩm thấu thủ đoạn có thể nói bá đạo vô cùng cực hàng cung thái trưởng lão sắc mặt dị thường dữ tợn mồ hôi nhễ nhại lâm ly càng cảm nhận được chính mình linh hồn bổn nguyên chính tại không bị khống chế bay ra ngoài thân thể càng là kinh hải vạn phần nói không không oanh thức hải phản phất trong nháy mắt nổ tung cường đại trùng kích lực để hắn lại khó tiếp nhận nhất thời ngất đi mà cái kia một sợi linh hồn bổn nguyên bị cứ thế mà rút ra đi ra nắm giữ tại quân tông chủ trong lòng bàn tay, thật đúng là được, ngụy lão có thể nghĩ đến cách làm như thế này, tất nhiên là người trong nghề A, một trường hồng cả kinh nói, cưỡng ép bốc ra linh hồn bổn nguyên, đây chính là vũ thánh chỗ kinh khủng sao, xoát, quân thường tiếu vung tay lên, đem ngất đi cực hàng cung thái trưởng lão ném đến tông môn trên diễn võ trường, nói, đem hắn giam lại, đúng, tô tiểu mạc cùng Lý Phi rất nhanh chạy đến, đem người kéo đi, lúc chạy đến thanh thế to lớn, bây giờ lưu lạc tình trạng như thế, cái này nửa bước vũ thánh thật là thật đáng buồn đáng tiếc lẽ ra sự việc đến nơi đây vốn nên kết thúc nhưng quân thường tiếu đem ánh mắt nhìn về phía xa xôi bầu trời cười lạnh nói còn có bốn cái bỏ chét cần bổn tọa tới thu thập hưu vừa dứt lời người đã hư không tiêu thất một trường hồng cùng hai cái tổ chức cao thủ nhất thời hâm mộ muốn chết võ đạo chi thánh mạnh không chỉ nói đến vấn đề lực lượng còn có đối không gian tuyệt đối trưởng khống tỷ như quân thường tiếu loại này di chuyển tức thời năng lực chờ chút quân tông chủ đi đâu một trường hồng linh niệm thi triển kéo dài ở ngoài ngàn dặm khóa chặt bốn tên khí thế hung hung đỉnh phong vũ hoàng, lắc đầu nói, bọn họ hiện tại chạy nhanh mà nói, chắc là còn có thể chạy. Chữ thoát còn chưa nói xong, không gian đột nhiên chấn động, quân thường tiếu theo hư không đi tới, thản nhiên nói, bốn vị là theo đông thổ đại đường mà đến, đi hướng Tây Thiên lấy kinh sao, thình lình có người trống rỗng xuất hiện ngăn trở đường đi, cả kinh bốn tên đỉnh phong vũ hoàng sắc mặt kinh biến, khí tức này, khí thế kia, để bọn hắn nhất thời ý thức được, kẻ này tuyệt đối là cao thủ cao cao thủ, các hạ người nào ma sát tông một tên vũ hoàng vội vàng chắp tay nói quân thường tiếu quân thường tiếu vạn cổ tông tông chủ bốn tên vũ hoàng ánh mắt nổi lên kinh ngạc bọn họ đến lúc sau đã biết được tư liệu tên này là kiếm vũ song vương tại sao có thể có phi hành năng lực một tên vũ hoàng nghi ngờ nói ngươi thật sự là quân thường tiếu hô quân tông chủ một bàn tay đánh tới nhìn như vô cùng mềm mại nhưng đánh vào đối phương má trái bên trên nhất thời theo mặt đất bắn tới ầm ầm mặt đất lõm hiện ra hố to tên kia vũ hoàng cả khuôn mặt không chỉ có lệch ra bàn thân triệt để tan ra thành từng mảnh, người cũng ngất đi tại chỗ. T, ba người khác cả kinh trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, tiện tay miễu sát một tên đỉnh phong vũ hoàng, tên này chẳng lẽ là nửa bước vũ thánh, không đúng, vừa rồi không gian chấn động lợi hại như vậy, hắn lại từ đó đi ra, loại này siêu cường không gian nắm giữ lực, không không có nghĩa là kẻ này là vũ thánh, ba người trăm miệng một lời cả kinh nói, bành, 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 quân thường tiếu cũng không dông dài, một người cho một bàn tay, nhất thời như ba phát pháo đạn rơi xuống trên mặt đất bên trên lúc chạy đến, ca bốn cái còn đang thảo luận đến vạn cổ tông như thế nào đe dọa, như thế nào cầm lại linh thạch, càng thí thần điện hai tên đỉnh phong vũ hoàng, trên đường cùng ma sát tông cường giả gặp, bày tỏ nguyện ý hiệp trợ, chỉ cần cho sắp xỉ một nghìn linh thạch là đủ, kết quả, còn chưa tới đến thiết cốt sơn, trước hết bị vùi dập giữa chợ, sau cực hàng cung thái trưởng lão bi thảm, ít ra người ta còn giết tới vạn cổ tông chế tạo phiền phức đâu, phù phù, phù phù. Bốn tên đỉnh phong vũ hoàng nhau nhau ngã tại diễn võ trường bên trên, linh hồn bổn nguyên bị quân thường tiếu nắm giữ tính cả vừa rồi cực hàng cung cung chủ, năm người sẵn tiện có thể chế tạo mạnh nhất thiên đoàn, tiến về tây thiên lấy kinh. Tông chủ, Ngụy lão truyền âm nói, lưu bọn hắn lại quét dọn đình viện. Quân thường tiếu lắc đầu, nói, đỉnh phong vũ hoàng chắc là rất tinh quý, giam lại để hai cái tà tông lấy tiền chuột người, khống chế cực hàng cung thái trưởng lão, cực hàng cung chẳng khác nào không có bất cứ uy hiếp gì. Tam lưu tà tông khác biệt, đem bốn tên đỉnh phong vũ hoàng giết, sẽ chỉ làm đối phương cùng tông môn không chết không thôi, cưỡng ép lưu lại thu là nô bộc khẳng định cũng không thể, coi như thôi. Phương pháp tốt nhất chính là ép làm trên người bọn họ mỗi một điểm giá trị, đến cho tông môn mang đến càng nhiều tư nguyên, tính toán lấy lợi từng chút một. Đáng thương hai cái tà tông vốn cho rằng phái bốn tên đỉnh phong vũ hoàng có thế uy hiếp vạn cổ tông, kết quả đi thành đưa thánh đảng lễ vật từ cẩm giang. Ngụy lão nói, đỉnh phong vũ hoàng cũng coi như số một số hai cường giả, ma sát tông cùng thí thần điện hẳn là sẽ vui lòng lấy tiền chuột người giam lại. Quân thường tiếu cất cao giọng nói, xoát, xoát. Cô Tiểu Mạc cùng Lý Phi bọn người lần nữa chạy tới, đem hôn mê bốn người toàn bộ mang đi. Trước tiên đem nửa bước vũ thánh đưa vào trong lao, lại đem bốn tên đỉnh phong vũ hoàng đưa vào đi, để mấy người bọn họ tặc gà nhi có cảm giác thành công. Đúng vậy a, à, loại này cao cao tại thượng cường giả, phổ thông võ tu chỉ có thể nhìn lên, làm sao lại tự mình mang đến đại lao. Xoát, một trường hồng phiêu nhiên rơi tại diễn võ trường bên trên, một thành chủ, quân thường tiếu chấp tay nói, đa tại đến trợ, quân mổ vô cùng cảm kích, rất chân thành cực hàng cung thái trưởng lão đột nhiên đánh tới, căn bản không cho hắn đi mua sắm khu mua sắm đồ vật thời gian, nếu như không có một trường hồng tương trợ, giờ phút này vạn cổ tông sợ đã gặp khó, thất sách, thất sách, loại tình huống này về sau tuyệt không thể lại phát sinh, một trường hồng nói, thực ta không xuất thủ, ngươi vạn cổ tông cũng sẽ không có phiền phức, không phải nói quân thường tiếu tu vi đại bạo phát, nói là tiểu long long lao ra, lấy nó lúc ấy trạng thái, một trường hồng suy đoán ra, chắc là khẳng định triệt tiêu trưởng ấn một phần lực lượng, sau đó bị hộ tông đại trận chống được tới hậu quả thì là trọng thương hoặc trực tiếp vẫn là cũng may bi đát như vậy nội dung cốt truyện cũng không có phát sinh quân thường tiếu lại nói đa tạ thiên dụ học phủ cùng chứng nhận quán trong bóng tối trợ giúp thiên dụ học phủ một tên cường giả bay ra ngoài đúng túng nói vạn cổ tông có thể hóa giải này khó cũng là một thành chủ cùng quân tông chủ duyên cớ chúng ta cũng không có giúp một tay nhắc tới cũng là hổ thẹn người chỉ cần đến chính là tâm ý quân thường tiếu sẽ không để ý bọn họ có hay không giúp một tay chắp tay nói trở về nói cho tư đồ viện trưởng cùng dịch đại sư, cái này ân tình quân mổ ghi lại, về sau cần dùng đến ta vạn cổ tông, chắc chắn xông pha khói lửa, không chối từ, người thể diện, xoát, đem ngất đi tiểu long long ôm, quân thường tiếu nói, ta khế ước thú thương thế có chút nặng, thứ cho không tiễn xa được, một trường hồng khóe miệng hơi rút, hắn còn muốn lưu lại, thật tốt xem kỹ cái này rễ hiền đây, cũng được, về sau còn nhiều cơ hội, một trường hồng chấp tay nói, quân tông chủ, trước hết cáo từ hắn cùng ẩn nút trong bóng tối hai tổ chức lớn cường giả nhau nhau bay vút đi nguyên bản mây đen bao phủ khí tức nghiêm nghị vạn cổ tông khôi phục gió êm sóng lặng có quan hệ nửa bước vũ thánh cùng hai cái tà tông cường giả đến gây sự cùng ngày thì bao phủ tây nam dương châu dẫn phát quanh động không thể tưởng tượng mọi người nghị luận trọng điểm không ở chỗ cực hàng cung thái trưởng lão bị ngược thương tích đầy mình mà là tại nghị luận quân thường tiếu thực lực tại sao mạnh như vậy đâu ta nghe nói quân tông chủ lúc ấy thi triển thần thông triệu hoán vạn cổ tông tiền bối anh linh thực lực đột nhiên tăng vọt đến vũ thánh ta thiên đây cũng quá trâu đi năm đó ở bách tông chiêu mỗi lúc quân tông chủ thì từng nói qua vạn cổ tông truyền thừa cùng thượng cổ bây giờ nhìn lấy quả nhiên lời nói không qua, khó trách tự như đột nhiên cuộc khởi thì ra là truyền thừa thượng cổ tông môn quân thường tiếu thổi ra đi ngưu bức giờ phút này đã là mọc lên như nấm cái này cũng có chỗ tốt chí ít để rất nhiều người có thể miễn cưỡng đi tiếp thu vạn cổ tông tại sao lại trong khoảng thời gian ngắn cuộc khởi làm tin tức truyền đến bên ngoài châu làm các đại tông môn biết được khẳng định cũng sẽ nghiêm túc thảo luận cái này cái tông môn thật chẳng lẽ truyền thừa từ thượng cổ thượng cổ thời gian này khái niệm rất mơ hồ bình thường bị thế nhân định nghĩa vì vạn năm trước vạn cổ tông truyền thừa thượng cổ đã nói lên chí ít có vạn năm lịch sử thời đại kia cường giả xuất hiện lớp lớp cao thủ như mây nhưng là không phải hiện đại có khả năng so cho nên theo không có tiếng tâm gì đến như sấm bên tai lấy thượng cổ tông môn đến giải thích giống như cũng biến thành hợp tình hợp lý mà vạn cổ hai chữ này cũng không lộ vẻ kiêu ngạo như vậy dù sao người ta tông môn đã tồn tại vạn năm, nhìn xem, quân tông chủ thổi ra đi ngư bức, người khác đều là giúp đỡ cưỡng ép não bổ, để lời nói dối trở nên càng ngày càng chân thực, trái lại một thành chủ, quả thực một cái ở trên trời, một cái tại đất, chủ nhân, trong thư phòng, tiểu ma tiên bưng trà đạo, vừa pha tốt, từng, quân thường tiếu nhận lấy, hai tay lại tại rung rẩy kịch liệt, chỉ nghe chén trà cùng nắp trà không ngừng va chạm, truyền đến cách 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 thanh âm, mới vừa rồi còn ngư bức đến cùng loạn bán thánh, bây giờ đầu cái chén trà đều tốn sức, đây chính là càng không chi phù tác dụng phụ. Giờ phút này quân tông chủ hoàn toàn cũng là tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, bất quá, hắn cũng không quể oải, có thể bằng vào phù chú trực tiếp tấn thăng vũ thánh, tự tay ngược cực hàng cung thái trưởng lão vẫn là siêu giá trị, huống chi, tại vương cấp tầng thứ, trước một bước thể nghiệm thánh cấp cảnh giới, bao nhiêu cũng có thể được lợi, chủ nhân, tiểu ma tiên nhìn chầm chầm nằm tại ổ nhỏ bên trong tiểu long long, giữ dằn nói, con trùng xấu xí này tỉnh lại, ngươi đến hung hăng giáo huống nó một hồi hảo ý cùng một chỗ giúp hắn chống cự trưởng ấn, kết quả lại bị đánh bay xuống tới, quả thực không thể nói lý. Quân thường tiếu nói, nha đầu, nó là lo lắng ngươi thụ thương mới làm như thế, tuy nhiên thủ đoạn có chút cực đoan, nhưng bản ý cũng là tốt. Hừ, tiểu ma tiên quệt miệng nói, nó khẳng định là mượn cơ hội khi dễ ta, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.